Toàn cầu bước vào thế giới sinh tồn trong chỉ có một túp lều tranh, liệu bạn có thể sống sót tỉnh giấc? Tuyên mục phát hiện mình đang nằm trong đống cỏ rối, xung quanh sương mù dày đặc, không thể thấy rõ gì. Lúc này, một cuốn sách bên cạnh phát ra ánh sáng, thu hút sự chú ý của Tôn nhận lên và mở ra xem, bên trong ghi những quy tắc sinh tồn của thế giới sương mù. Chào mừng đến với thế giới sương mù, nơi đây bạn cần tìm mọi cách để sống sót. Trong sương mù chỉ có đúc mới có thể bảo vệ bạn, phải đảm bảo lửa chạy không tắt, nếu không bạn sẽ bị quái vật trong sương mù bắt đi. Vừa đọc xong những nội dung này, tất cả chữ viết biến mất lập tức hiện ra gợi ý sinh tồn. Tuyết Mộc đọc kỹ một lượt, hiểu rằng thế giới này chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm tài nguyên và ban đêm sẽ có nguy hiểm. Về dương báo và những thứ tương tự tạm thời không cần quan tâm. Hiện tại điều quan trọng nhất là nhanh chóng nâng cấp đều tranh thành nhà có thể chống rét. Sau khi phần giới thiệu biến mất, trên sách xuất hiện bốn lựa chọn. Ánh mắt Tuyết Mộc dừng lại ở khu vực trò chuyện. Nội dung sách chuyển sang phần khu vực trò chuyện. Lúc này trong kênh đã có nhiều tin nhắn, nhưng hầu hết là câu hỏi từ người chơi khác, không có thông tin gì hữu ích. Bất đắc sĩ tiết mục đành đóng sách lại. Lúc này trên bìa sách hiển thị thời gian. 7 giờ 32 phút, còn 28 phút nữa mặt trời mọc. Hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp để ra ngoài thám hiểm, rời mắt khỏi cuốn sách phép. Tiết mục bất ngờ thấy trong lều tranh xuất hiện nhiều dấu chấm than. Khi anh tập trung nhìn vào dấu chấm than, bên dưới sẽ hiện ra gợi ý. Lều tranh đơn sơ không thể chống lại cuộc tấn công của quái vật. Xin hãy nâng cấp nhanh chóng. Nhìn quanh một vòng trong lều tranh, Mọi vật đều có chú thích tương ứng Trong sự ngạc nhiên Tiết Mộc lại mở khu vực trò chuyện Hỏi trong đó Các anh em ơi Trong lều tranh Có nội dung gợi ý gì không Gợi ý gì Ở chỗ tôi ngoài đống lửa trại đã tắt Chẳng có gì cả Vài người chơi khác cũng trả lời tương tự Ngay lập tức Tiết Mộc sáng mắt lên Đây chính là năng lực đặc biệt đến tay rồi Lúc này mặt trời mọc Sương mù xung quanh lều tranh bắt đầu tan Kênh khu vực cũng náo động Người chơi các khu vực lần lượt chia sẻ môi trường xung quanh Không chú ý đến những thông tin này Tiết Mộc cất cuốn sách phép vào người Cầm chiếc rìu đá đã cũ bước ra khỏi lều tranh Kết quả vừa đi được vài bước, trước mặt anh lại hiện ra một gợi ý, đi thẳng về phía trước có thể thu được một số cỏ khô. Phía trước 15 mét có vài cây thông thấp có thể đốn, không nguy hiểm. Ngay cả nguy hiểm cũng có thể nhắc nghĩ đến đây. Tuyết Mộc quay người nhìn về các hướng khác. Của nhiên tùy theo hướng nhìn của anh, hệ thống cũng sẽ hiện ra nội dung gợi ý khác nhau. Sau khi dần hiểu cách dùng hệ thống, Tuyết Mộc thận trọng đi đến bụi cỏ phía nam, muốn kiểm chứng tính xác thực của gợi ý. Rất nhanh trong đám cỏ cao ngang người, anh nhìn thấy dương đồng lấp lánh ánh kim loại. Tuyết Mộc vừa đi đến bên cạnh, gợi ý lại hiện ra, dương đồng, Bên trong có một số cặng Không nguy hiểm Có mở không? Nhất định phải mở Theo ý nghĩ của tuyết mộc Chiếc dương liền mở ra Phía trên dương cũng hiện ra một cửa sổ Ghi chú các vật phẩm nhận được Thu được Hai mảnh đá vụn Dương tự động phân giã Thu được đồng Cất vật phẩm xong Tuyết mộc lại lấy sách phép ra xem giờ Thời gian sương mù tan chỉ có 4 tiếng Ngắn quá nhưng có những mảnh đá này rồi, chắc có thể đổi được kha khá, khá vật tư hữu ích. Mở sách phép ra, bên trong lập tức hiển thị thông tin kênh giao dịch. Lướt xem qua một lượt, một thông tin về nâng cấp nhà gỗ, thu hút sự chú ý của Tuyết mộc. Điều này khiến anh nhớ ra cây kỹ năng chưa mở. Theo ý nghĩ, nội dung cuốn sách phép lập tức chuyển sang trang cây kỹ năng. Sau khi đọc kỹ, Tuyết Mộc chỉ rút ra một kết luận, nếu không nâng cấp đều tranh thành nhà gỗ, cơ bản không làm được gì. Nghĩ vậy, tiên Mộc đang bán 10 mảnh đá vụn vừa nhặt được, định đổi lấy ít gỗ trước, sau đó lại cất sách phép vào người. còn sát lại bốn hướng một lần nữa, Ba hướng kia không có gì thay đổi Nhưng hướng nam xuất hiện gợi ý mới Dưới gốc cây cách 10 mét phía trước Có một chiếc diều kim loại đã gì Tuy đã khá cũ Nhưng dùng để đốn gỗ vẫn tốt Xét thấy tầm quan trọng của thiết Tiết mục lập tức đi theo hướng hệ thống chỉ Sau một hồi tìm kiếm Cuối cùng trong đồng lá khô Tìm thấy chiếc diều có màu gần giống lá khô Diều kim loại gì xét có thể dùng để đốn cây Hiệu quả gấp đôi Đánh giá của diều gì này tốt hơn nhiều so với diều đá Toàn cầu bước vào sinh tồn xương mù, Khởi đầu chỉ có một túc đều tranh. Liệu bạn có thể sống sót khi đã hiểu rõ quy tắc thế giới sương mù? Tiết Mộc phát hiện mình thức tỉnh. Hệ thống qua kiểm tra ban đầu đã tìm được một dương đồng. Sau khi đăng bán vật phẩm nhận được, lại theo gợi ý của hệ thống tìm được chiếc diều kim loại được đánh giá cao. Để kiểm tra sự khác biệt giữa hai công Tuyết cụ, Tiết Mộc dùng diều đá đã cũ trước, chặt mạnh vào cây thông thấp bên cạnh, chặt hơn 10 nhát mới dừng tay. Máu của cây thông chỉ còn 10 điểm. Sau khi biết hiệu quả của diều đá, Tiết Mộc lại giơ diều kim lại chặt vào thông. Chỉ một nhát đã giảm gần nửa máu. Mừng rỡ quá độ, tuyết mục chặt thêm cây một nhát ngã xuống ngay lập tức, biến thành một bò gỗ vọn gàng. Nhận được cộng một gỗ, một lá thông, nghĩ thu nhận, gỗ lập tức xuất hiện trong kho của sách phép. Và sức nặng cơ bản của tuyết mục cũng tăng. Sau khi tăng một lần, lại chặt thêm hơn 30 cây nữa. Tuyết mục buộc phải về lều để dọn trống kho rồi lại chạy về rừng chặt cây cho đến khi tuyết một kiệt sức tổng cộng thu được 50 phần gỗ còn thiếu một nửa mới đủ nâng cấp nhà gỗ game này đúng là khó thật nhân lúc nghỉ ngơi tuyết mục lại mở kênh giao dịch kiểm tra một lượt đá vụn đã bán được ba đơn cộng với phần tự thu thập đã có 80 phần gỗ rồi còn chút thời gian trước khi trời giờ nên đi kiếm ít vật tư khác nghĩ vậy anh lại đứng dậy nhìn các hướng ngạc nhiên phát hiện những gợi ý đã thay đổi phía đông có nhiều cành khô là nguyên liệu tốt cho lửa chạy nhưng dưới đống cành có một con rắn tốc độ nó vừa ăn một con ếch đang tiêu hóa bạn có thể nhân cơ hội tấn nó khả năng thắng rất cao thấy gợi ý này tuyết Mộc quyết định xử lý con rắn trước cơ hội hiếm có liền đi về hướng đó khi đến gần chỗ có rắn độc hệ thống lại hiện gợi ý nguy hiểm thấy gợi ý tuyết Mộc nhìn chằm chằm đống cành cây của nhiên phát hiện một con rắn màu nâu nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không thể phân biệt với cành sau cây. đó thừa lúc rắn độc chưa kịp liền giơ diều chặt mạnh xuống đập nát đầu rắn ngay lập tức nhận được cộng hai thịt rắn một mật rắn một nanh cộng một hộp thu nhỏ những thứ khác hộp thu nhỏ này dùng để làm gì nhỉ vừa nghĩ đến hệ thống lại hiện gợi ý tuy không nói rõ công dụng nhưng bất ngờ phát hiện các vật phẩm đều có gợi ý bổ sung tiết mục lại nhìn thịt rắn của nhiên gợi ý cực kỳ chi tiết khi thấy công dụng đặc biệt của mật rắn tiết mộc không do dự nước thẳng vào miệng hai độ no môi kháng độc thấy gợi ý này tiết mục lại mở sách phép kiểm tra bảng thuộc tính Của nhiên xuất hiện thêm chỉ số kháng giới thiệu này phải chăng tất cả thuộc tính đều có giới hạn là 10 do game mới bắt đầu nhiều nội dung không thể giải đáp tiết mộc cũng không băn khoăn Quay người đi về hướng hang sóc lúc này chỉ còn một tiếng nữa sương mù sẽ xuống sương mù xung quanh đang dần dày đặc lo xảy ra chuyện tiết mộc vội tăng tốc bước chân nhanh chóng đến bên cây khô ngừng đầu quan sát hang sóc ở độ cao 3 mét nếu trèo lên lục lọi thì khá khó khăn suy nghĩ một lúc tiết mộc liền rút rìu ra bắt đầu chặt cây khô chỉ một nhát đã giảm nửa máu. con sóc hoảng sợ chạy ra khỏi hang đứng trên cành cây nhe răng kêu về phía Tuyết mộc Sóc trưởng thành có xác suất thuần hóa, rồi hái của thông và của chín. Đối với con sóc đã trưởng thành và không mấy công dụng, tiết mộc chẳng hứng thú chút nào. Trực tiếp nhặt một hòn đá từ dưới đất, ném về phía con sóc. Con sóc không kịp phản ứng, chúng một phát, rơi thẳng từ trên cây xuống, nhận được cộng một thịt sóc, một gia thú. Xử lý xong con sóc, tiết mộc lại chặt một nhát vào cây khô, cây khô liền đổ xuống. Điều khiến tiết mộc ngạc nhiên là cây này không biến thành gỗ ngay. Tiến lên quan sát, tìm thấy hang sóc ở giữa thân cây, rồi nghĩ trong đầu thu nhận, nhận được cộng hai mươi làm hạt, ba mươi sáu hạt, một bản vẽ chế tạo máy lọc nước. Không ngờ còn có cả bản vẽ. Giờ không phải lo không có nước. Thu xong đồ của con sóc. Tuyết Mộc vội vã chạy về lều tranh. Lúc này sương mù đã dày đến mức không thấy rõ ngón tay. Cuối cùng mất hơn 10 phút mới tìm được lều theo gợi ý của hệ thống. Nghỉ ngơi một chút, lại mở sách phép ra, lập tức nhận được gợi ý. Đã đủ nguyên liệu làm nhà gỗ, có nâng cấp không nâng cấp, vừa rất lời. Xung quanh Tuyết Mộc lóe lên ánh sáng vàng. Khi ánh sáng tắt, lều tranh cũ kỹ ban đầu đã biến thành một ngôi nhà gỗ rộng 20 mươi mét vuông. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù, chỉ có một túp lều tranh. Liệu bạn có thể sống sót? Sau khi có diều kim lại, Tuyết Mộc nhanh chóng đốn được năm mươi gỗ. Sau đó theo gợi ý hệ thống săn được giảm tốc độ và tìm được bản vẽ trong hàng sóc cuối cùng về đến lều trước khi sương mù bao phủ lúc này hệ thống báo đủ nguyên liệu có thể nâng cấp nhà gỗ rồi nhà gỗ sau khi nâng cấp toàn bộ làm bằng gỗ và trên cửa còn có ổ khóa khi tuyết mộc đang ngắm nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ của mình bỗng giật mình mình chỉ có 80 gỗ thôi lấy à? đâu ra 100 gỗ để nâng rồi nghĩ ra số gỗ còn lại chỉ có thể từ giao dịch liền mở kênh giao dịch trong sách lập tức hiện ra vô số thông tin ngoài mấy thông báo giao dịch thành công còn nhiều tin nhắn khi thấy có người muốn đổi bản vẽ lấy đá vụn tuyết mộc lập tức trả lời đồng ý rồi đăng một giao dịch đá vụn đặt nội dung trao đổi là bản vẽ bậy thú chất lượng tốt chẳng bao lâu sau đá vụn đã được người đó mua nhận được bản vẽ liền xem thông tin điều tuyết mộc không ngờ là mình có nhiều mồi như vậy vội kiểm tra lại hóa ra hệ thống tính tất cả vật phẩm ăn được trong kho đều là mồi nhử đã có đủ nguyên liệu thì chế tạo thôi theo gợi ý hệ thống trừ vật tư trước mắt tuyết mục lòe sáng sau đó xuất hiện một cái lồng bẫy thú bằng may bẫy thú chất lượng tốt có khả năng hòa vào môi trường xin hãy giấu trong bụi cỏ thú nhỏ chỉ thấy được mồi nhử bên trong sẽ vô thức đi vào trong đó gần nhà gỗ vừa hay có đồng cỏ ngày mai có thể thử cất bẫy thú xong đốt lửa trại rồi xử lý thịt rắn thịt sóc hôm nay thu được Đặt bên đống lửa nướng Trong lúc đợi thịt nướng Lại mở cây nâng cấp xem Hiện giờ chỉ có thể xây bàn chế tạo và phòng ngủ Nhưng nguyên liệu không đủ Lát nữa xem kênh giao dịch vậy Ngoài ra Tiết Mộc còn chú ý gợi ý sau mô tả thức ăn Từ đó suy ra ba ngày nữa sẽ có đợt lạnh một tuần nữa sẽ có thời tiết cực lạnh chỉ có thể dựa vào thức ăn để vượt qua chắc vài ngày nữa gỗ và đá sẽ tăng giá điên cuồng mình có thể tranh thủ thời gian này tích trữ các vật tư suy nghĩ một lúc thịt nướng tỏa mùi thơm Tiên mộc chết miệng cầm thịt rắn lên ăn chỉ vài miếng đã ăn hết một xiên thịt rắn sau đó lại cầm xiên thịt sóc cắn một miếng xiết làm tuyết mục nôn ra vừa tanh vừa hôi khó ăn thật theo nguyên tắc không lãng phí tuyết mục đem xiên thịt sóc đã cắn một lên sàn giao dịch không ngờ thịt sóc vừa đăng lên đã bị người ta mua ngay và còn nhiều bình luận bên dưới thịt cắn một miếng bán 20 đồng lòng anh đen như mực à không để ý đến mấy người ngớ ngẩn có nguyên liệu rồi tuyết mục đã bắt đầu làm bàn chế tạo theo thông báo xây dựng thành công góc cháy nhà gỗ xuất hiện thêm một tảng đá lớn bàn chế tạo này đúng là nguyên thủy mở sách phép kiểm tra cấp mô tả dưới bàn chế tạo cũng thay đổi Lướt qua một lượt, tiết mộc bĩu môi, thấy vật phẩm cấp một chẳng có gì đáng quan tâm. Đợi lên cấp 2 rồi tính. Lúc đó có thể làm cung tên, đặt sách phép xuống, quay lại bên lửa, ăn nốt xiên thịt rắn còn lại. Lúc này, tiết mộc lại nhớ ra bản vẽ máy lọc nước hôm nay nhận được, liền lấy ra xem. Bản vẽ máy lọc nước, đá x3, cô x3, than x1, chế x1, thấy than vật tư này tiết mộc dùng một que gỗ bởi bới trong đống lửa rất nhanh từ đống lửa bởi ra một thanh gỗ đỏ rực lúc này gợi ý hệ thống cũng hiện ra xác nhận đây là than tiết mộc nghĩ thầm thu than ba than đống lửa còn cháy được 14 tiếng xin lưu ý thêm củi. sau khi ném vài cành khô vào đống lửa tiết mộc lại nghiên cứu hai nguyên liệu còn lại trong tin nhắn giao dịch đá vụn hình như có người muốn đổi đá liền mở kênh giao dịch tìm tin nhắn đó nhắn tin trực tiếp hỏi bạn còn đá không anh ơi cuối cùng anh cũng đến anh còn đá vụn không gấp lắm có thể dùng đá để đổi với anh sau khi nhận được phản hồi khẳng định tuyết từ tiết mục lại đang một giao dịch đá vụn và thông báo cho anh ta nhanh chóng giao dịch rất nhanh có được 10 viên đá và khi thấy tiết mục lại đang giao dịch đá vụn các người chơi khác cũng lần lượt bình luận khi hy sáng sớm đang đá vụn các người không thèm để ý giờ anh đây khiến các người với không tới toàn cầu và sinh tồn sương mù khởi đầu chỉ có một túc lều tranh liệu bạn có thể sống sót sau khi đổi đá vụn lấy bẫy thú lại dùng thịt sóc đổi đá làm được bàn chế tạo ăn no xong tiết mục định giải quyết vấn đề nước uống sau khi xác định nguyên liệu làm máy lọc nước bắt đầu thu thập vật tư tương ứng lúc này tin nhắn giao dịch đá vụn tiết mục tìm trong đống tin nhắn riêng tám người chơi có điều kiện tốt nhất đặt nội dung giao dịch tương ứng cho họ rất nhanh các giao dịch đều thành công tiết mục cũng nhận được nhiều vật tư và một bản vẽ thu hoạch thật đầy đủ đã đủ vật tư làm máy lọc nước trực tiếp lấy bản vẽ máy lọc nước ra chọn chế tạo sau một tia sáng vàng trước mặt tiết mộc xuất hiện một máy lọc nước nguyên thủy nước qua lọc có thể uống an toàn và còn có vị suối nhẹ nhàng máy lọc nước thì có rồi nhưng giờ cũng không có nước để lọc lấy sách phép ra mở sảnh giao dịch tìm kiếm thị trường có nhiều giao dịch bán nước tiết mộc tìm thẳng đơn giá thấp nhất định giao dịch lúc này hệ thống lại hiện gợi ý không có dụng cụ đựng nước có tiếp tục giao dịch không khá cẩn thận đấy mở bàn chế tạo tìm thấy lựa chọn làm thùng gỗ nguyên liệu đầy đủ tiết Mộc làm luôn một cái một thùng gỗ nhỏ liền xuất hiện trước mặt anh lại quay lại sảnh giao dịch đổi một lít nước vừa giao dịch xong trong thùng gỗ nhỏ đã xuất hiện ít nước nhưng nước này rất đục trên mặt thậm chí còn nổi vài lá cây thối bảo sao bán rẻ thế nước này không thể uống được không do dự đổ hết bụi nước bẩn vào máy lọc rồi đặt thùng nước dưới miệng lọc chẳng bao lâu nước đã lọc chảy ra tuyết mộc lại là mười cốc tre rót một cốc thử uống của nhiên có vị suối nhẹ nhàng ăn no uống đủ tuyết mộc cũng chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng trong nhà gỗ chỉ có đống rơm thử nằm một chút suýt bị cành khô trong đó đâm thùng mông không biết cái rừng này có thể nâng cấp không vừa có ý nghĩ này trước mắt hiện ra dấu chấm than đỏ Phòng ngủ cấp 1 Thoát khỏi đống rơm đơn sơ Một chiếc giường gỗ rơm mềm mại Bạn xứng đáng có được Thấy đủ vật tư Tiết mộc không trần trừ nhấn nâng cấp ngay Rồi một chiếc giường được buộc bằng cỏ khô Xuất hiện trước mặt tiết mộc Ngồi thử một lúc Cảm thấy độ thoải mái khá ổn nên nằm xuống nghỉ ngơi Tỉnh giấc Trời đã sáng, lấy sách phép ra xem, còn một tiếng rưỡi nữa mặt trời mọc, rồi lại đến kênh trò chuyện khu vực. Hôm nay số người ăn like trong khu vực giảm xuống 780 người. Khiến tiết Mộc giật mình và tin nhắn trong kênh trò chuyện từ tối qua vẫn không ngừng. Xem một lúc rồi đóng lại. Xử lý con cá thu mua được hôm qua, đặt bên đống nửa nướng, rồi lại đi đến trước máy lọc nước kiểm tra. Một lít nước hôm qua đã lọc hết. Xem thông tin máy lọc nước, tiết Mộc khá hài lòng, nên lại vào kênh giao dịch tìm người chơi bán nước hôm qua. Trong trang cá nhân của không anh nhiều ta. giao dịch về nước ngọt. Nhìn nội dung những giao dịch này, tiết Mộc tính toán Hiện tại thị trường 100 ml nước sạch đổi một gỗ. Mình dùng một lít nước bẩn có thể lọc được 900 ml nước sạch. Trừ chi phí, một lít nước kiếm được 7 đến 8 gỗ. Có lãi đây. Nghĩ đến đây, tiết Mộc làm thêm hai thùng gỗ. Rồi nhắn tin cho người bán kia anh ơi, em hết thịt rồi. Một con cá thu cộng 250 g của mình. Đổi 10 lít nước được không? Người đó thấy có người muốn đổi nhiều nước thế, lập tức phấn khích đồng ý. Hai người nhanh chóng giao dịch tuyết xong. Mộc trước tiên đang bán nước sạch. Đã lọc trước đó, rồi. lại đổ hết nước ngọt vừa đổi vào máy lọc. Làm xong những việc này, lại xem giờ trên sách phép. Lúc này đã 8 giờ sáng, sương mù xung quanh đã tan hết, các sách phép. Tiết mục lập tức ra ngoài, trước tiên quan sát bốn hướng. Gợi ý đều có thay đổi, hướng Nam và Tây thì thôi, Dương Bạc ở phía Đông chắc chắn phải lấy. Nhưng trước đó, có thể đến phía Bắc đặt bầy thủ trước lập kế hoạch xong, Tiết Mộc lập tức đi về phía Bắc đồng cỏ. Tuy nhiên đi khá lâu, hệ thống luôn báo không thích hợp đặt bẫy, cho đến khi đổi 4 đến 5 chỗ mới xuất hiện điểm đặt bẫy thú tốt nhất. Lúc này Tuyết Mộc đã vào sâu trong đồng cỏ, sương mù so với khu vực xung quanh dày đặc hơn nhiều. Nếu không có gợi ý của hệ thống, rất dễ lạc hướng. Sau khi đặt bẫy thú xong, Tuyết Mộc lại tiến về phía Dương bạc ở Đông. Dọc đường đi, môi trường xung quanh nhanh chóng từ đồng cỏ chuyển thành rừng. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù. Khởi đầu chỉ có một túp lều tranh. Liệu bạn có thể sống sót? Sau khi làm xong máy lọc nước, Tiết Mộc lại nâng cấp đống cỏ khô thành rừng rơm. Mới được nghỉ ngơi. Sáng hôm sau dậy, Tuyết Mộc dùng thịt đổi nhiều nước ngọt để lọc. Rồi ra ngoài, sau khi quan sát gợi ý bốn hướng, Tuyết Mộc lập tức lên kế hoạch cho cả ngày. Tầm nhìn trong rừng rõ ràng thấp hơn đồng cỏ nhiều. Cứ thế đi một lúc lâu, khi hệ thống báo Tuyết Mộc, Dương còn cách hơn 100 trăm mét, nửa mét xung quanh Tuyết Mộc đều bị sương mù đập như đá bao phủ. Đột nhiên, Tuyết Mộc cảm thấy có gì đó lướt qua phía trước, hệ thống cũng hiện gợi ý phía đông rất nguy hiểm, có nguy cơ không lường trước được, xin chú ý. Lần đầu thấy gợi ý như vậy, Tuyết Mộc lập tức lúng túng. Khi tiết Mộc đang phân vân có nên tiến tới không, hệ thống lại hiện gợi ý phía trước không nguy hiểm, đi thẳng một trăm lẻ hai có một Dương Bạc thấy gợi ý mới tiết mộc lại yên tâm tiếp tục đi lúc này hệ thống lại hiện gợi ý về độ khám phá khiến tiết mộc vừa mừng vì phần thưởng hậu hình vừa cảm thấy bất lực trước sự rộng lớn của bản đồ. lại đi một lúc nữa đến vị trí hệ thống chỉ khi anh định đưa tay nhặt hệ thống lại hiện gợi ý xung quanh dương có gai độc nhiều vết cắt có thể gây chết người tiết mộc sợ vội rút tay lại sau đó rút diều kim loại ra chặt vài nhát xung quanh dương nhưng do sương mù quá dài anh cũng không thấy rõ chặt chúng cái gì cho đến khi hiện thông báo nhặt được gai mới dừng tay sau khi dọn sạch gai nhỏ cuối cùng tiết mộc cũng mở được dương bạc tuy nhiên trong dương chỉ có một Thấy gợi ý, Tiết Mộc cảm thấy thất vọng, tốn công sức thế chỉ để mở được một của trứng, tức giận nhặt lấy nó. Nhưng dương này không tự phân giã, Tiết Mộc lại nhìn kỹ, phát hiện dấu chấm than ở đáy dương. Đáy dương còn giấu vài thứ, bạn có thể tìm, có phần thường ẩn. Đưa tay sờ trong dương, của nhiên phát hiện có thể kéo lót dương ra. Nhận được cộng 3 gia thú, thu gia thú xong, lập tức lộ ra ngăn bí mật dưới dương, không khách sáo trực tiếp nhặt lấy. Lại nhận được một đống vật tư, Tiết Mộc vội mở kho kiểm tra. Khi thấy chú thích của các vật phẩm, mắt Tuyết Mộc sáng lên, đặc biệt là đúc có thể xua tan sương mù, khiến anh rất bất ngờ. Lập tức lấy sách phép mở trang chế tạo, rồi xem điều kiện làm đuốc. Theo ý nghĩ xác nhận chế tạo, một cây đúc xuất hiện trong kho. Lập tức lấy ra, rồi dùng đá vụn đốt lên. Quả nhiên sương mù xung quanh như gặp kẻ thù, nhanh chóng lùi lại ba mét. Tầm nhìn của Tuyết Mộc lập tức rộng hơn nhiều. Lúc này anh mới thấy rõ phía trước là một đám gai độc lớn. Nghĩ đến công dụng của nó, Tuyết Mộc không khách sáo, rút diều kim loại ra chặt. Kết quả một nhát chỉ làm anh mất một chút máu. Bất đắc dĩ phải chặt hơn 90 nhát mới đứt. 187 gai độc. Tiết mục thở hồn hề ngồi nghỉ một lúc. Lại lấy sách phép ra xem. Phát hiện sương mù dày đặc. Chỉ còn một tiếng. Mưa rào đến sớm, áp suất thấp khiến sương mù nhanh chóng tụ lại. Xin hãy về căn cứ kịp thời, tránh mưa exit gây thương tích ngoài ra. Lại còn mưa exit, thế giới này thật nguy hiểm khắp nơi. Không do dự nữa, Trực tiếp đứng dậy đi về. Tuy nhiên vừa đi được vài bước, hệ thống đột nhiên hiện gợi ý phía trước 80 bảy m có nguy cơ không lường trước được. Xin đi đường. Gợi ý này khiến anh nhớ đến cái bóng đen lúc đến. Trong lòng bỗng hoang mang, nhìn qua gợi ý hệ thống hiện ra, hiển thị không nguy hiểm nên trực tiếp đi về phía nam hơn 100m mới quyết định rẽ hướng. Nhưng khi anh vừa rẽ, hệ thống lại hiện cùng gợi ý, mình đã đi hơn 100m rồi. vẫn còn nguy hiểm phía trước 80 7m. Chẳng lẽ thứ này dài hơn 100m? Nghĩ đến đây, tin tiết mục như lên tận cổ họng, không dám dừng lại, lập tức lại đi về phía nam hơn 10 phút. Tuy nhiên khi anh lại rẽ hướng, hệ thống vẫn hiện cùng gợi ý vẫn là 87 mét. Không thể đào quái vật to đến mấy cũng không thể dài hàng trăm mét. Lại lấy sách phép ra xem giờ. Lúc này chỉ còn 55 phút nữa sương mù dày đặc. Theo thời gian trôi qua, tiết mục có phần sốt ruột. Nhìn qua không một lượt. Muốn tìm vật phẩm có thể dùng được. Lúc này anh chợt nhớ ra, quả trứng đó dù sao cũng từ dương bạc. Chắc phải có chút năng lực chứ. Nghĩ vậy liền lấy trứng ra. Rồi cắn ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên vỏ trứng. Theo màu thấm vào, vỏ trứng kêu rắc một tiếng rồi nứt ra. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù, chỉ có một túp lều tranh, liệu bạn có thể sống sót? Theo gợi ý đi vào rừng, sau khi chặt đống gai độc, cuối cùng mở được dương bạc, nhận được nhiều vật tư. Tuy nhiên trên đường về, Tiết Mộc gặp nguy hiểm chưa từng có. Trong tình thế bắt buộc, Tiết Mộc ấp của trứng lấy từ dương bạc. Khi vỏ trứng nứt ra, một cái đầu xù xì thò ra, rồi há miệng, chim bắt đầu ăn vỏ trứng vỡ. Tiết Mộc cũng quan sát chú chim nhỏ, đại bàng non chuyên gia trinh sát săn mồi, cho ăn có thể tăng tốc trưởng thành. Vừa xem xong, đại bàng non cũng đã ăn hết vỏ trứng. Lúc này lông tơ trên người nó đã rụng, mọc ra một bộ lông trắng. Sự thay đổi này khiến Tiết Mộc kinh ngạc. Đây là tăng tốc trưởng thành khi cho ăn Lớn nhanh quá liền lấy ra ít hạt và da thú nhưng đại bàng non không thèm nhìn mà nhìn tiết mộc cứ mở miệng nhưng không ăn những thứ này sao cứ nhìn tôi trên người tôi có thứ cậu muốn ăn à đại bàng non gật đầu tiết mộc lập tức lấy hết đồ trong kho da đặt trước mặt đại bàng non cho đến khi lấy ra đồ ăn vặt đại bàng non trực tiếp mổ lấy rồi nuốt luôn vào bụng sau khi thử xong đại bàng non lớn nhanh chốc lát đã thành một con đại bàng thực thụ Đại bàng non trưởng thành, chủ nhân nhận được năng lực mắt đại gợi ý. Tuyết mộc lại mở bảng thuộc tính. Lúc này bảng có thêm một kỹ năng. Khi kích hoạt mắt đại bàng sẽ có tầm nhìn của đại bàng trắng. Duy trì 5 phút. Kỹ năng này quá mạnh, như có thêm một máy trinh sát. Tuyết mộc vui vẻ xoa đầu đại bàng trắng. Lúc này hệ thống lại hiện thông tin về đại bàng trắng. Khi tuyết mộc thấy thông tin cuối cùng, liền ngạc nhiên há hốc mồm. Còn có thể hợp thể với linh thú khác để nâng. Khi, khi tuyết mộc đang ngơ ngác, Đại bàng trắng giang cánh bay lên, bay lên để lại một lớp lông tờ dụng trên mặt đất. Thấy gợi ý của hệ thống, tiết mục không khách sáo nhạt hết. Rồi ra lệnh cho đại bàng trắng bay về hướng quay lại. Nhận được lệnh chính sát, đại bàng trắng bay thẳng lên cao, nhanh chóng biến mất vào sương mù. Thấy nó bay đủ xa, tiết mục kích hoạt hiệu ứng mắt đại bàng. Tầm nhìn lập tức chuyển thành góc nhìn từ trên cao xuống. Đây là những gì đại bàng trắng nhìn thấy sao? Thật kỳ diệu. Theo góc nhìn của đại bàng nhanh chóng đến vị trí phía trước 80 mét, ơi, tuyết mộc mới phát hiện khu vực đó là một ngọn núi đen thấp. Qua gợi ý của hệ thống, anh biết trên núi toàn là đá nam châm và ngay giữa núi đen xuất hiện một người lùn. Phát hiện tộc người lùn thích sưu tập báu vật, rồi chạy trốn, rèn công cụ và nô dịch. Và câu cuối trong thông tin về người lùn, tuyết mộc lập tức bực bội, thích giở cho bí hiểm. Thì ra những gợi ý vừa rồi đều do tên người lùn này gây ra. Càng nghĩ càng tức, Tiết mộc ra lệnh cho đại bàng trắng tấn công. Đại bàng trắng kêu một tiếng, rồi lao xuống. Lúc này người lùn đang đứng trên núi nghịch đồ nghe tiếng đại bàng kêu giật mình ngẩng đầu mặt lập tức biến sắc vội vàng ném đồ trong tay cắm đầu chạy vào rừng đại bàng trắng lao xuống một lần không bắt khi được. bay lên cao chuẩn bị lao xuống lần nữa người lùn đã đào đường hầm chạy mất đừng đuổi nữa đại bàng trắng quay Chị lại được lệnh đại bàng trắng không cam lòng kêu một rồi bay về phía tiết mộc và khi người lùn biến mất gợi ý trước mắt tiết mộc của nhiên thay đổi thấy gợi ý mới về nam mắt tuyết mộc sáng lên không chỉ hết nguy hiểm còn có thêm gói đồ của người lùn nhanh chóng đi về phía núi nam châm khi đến chân núi gợi ý khai thác lại hiện ra tiết mộc không để ý mà nhặt gói đồ lên trước bên trong có nhiều thứ không khách sáo thu hết vào kho thấy gợi ý hiện ra một danh sách dài tiết mộc hài lòng gật đầu có này còn dùng được một lúc không phân giã vội thu hết mọi vật phẩm Tuyết mộc không nần ná nữa nhanh chóng chạy về may có đốt chiều sáng giúp tiết mộc di chuyển nhanh hơn nhiều khi về gần nhà gỗ hệ thống báo bậy thú bắt được vài con mồi lấy sách phép ra xem chỉ còn hơn 10 phút suy nghĩ một lúc tiết một quyết định thu bậy thú về ra lệnh cho đại bàng trắng bay về nhà tiết mộc vô. chạy về hướng đồng cỏ theo gợi ý của hệ thống nhanh chóng đến bên bậy thú lúc này trong lồng có ba con vật nhỏ tiết mộc vừa nhấc lồng lên trên trời vang tiếng sấm chết rồi sắp mưa rồi toàn cầu vào sinh tồn sương mù chỉ có một túp lều tranh liệu bạn có thể sống sót sau khi cho đại bàng non ăn đồ vật cho lên. nó đi trinh sát đường tiết mộc mới phát hiện nguy hiểm phía trước là do một người lùn gây ra đuổi hắn đi còn được ba lô của hắn Tuy thời gian gấp rút, nhưng trước khi về nhà gỗ, Tuyết Mộc vẫn lấy bẫy thú ở đồng cỏ. Trên đường chạy về, trời bắt đầu đổ mưa, cây cỏ bị mưa dính vào bốc khói trắng. Đây chắc là mưa axit đặc, vội lấy hai tấm da thú từ kho, che đầu vào lồng bẫy. Theo mưa ngày càng to, Tuyết Mộc vẫn bị dính không ít mưa. Về đến nhà gỗ, Tuyết Mộc ném lồng xuống đất. Xách nửa thùng nước chưa lọc xong tưới lên người, làm da bị bỏng dễ chịu hơn chút. Sau khi bình tĩnh Anh lại, lại mở kho, tìm công thức thuốc trị bỏng, nhấn học đã học được công thức thuốc trị bỏng đã nhận được danh hiệu lang y giang hồ nhìn trang chế tạo không chỉ có công thức nguyên liệu cũng đầy đủ tuyết mộc không khỏi cảm ơn người lùn kia nhấn chế tạo một phần theo vật tư bị trừ một lọ thuốc mỡ xuất hiện trước mặt tuyết mộc trực tiếp cầm lên bôi lên chỗ sưng đỏ lập tức cảm thấy mát lạnh ở những vùng đó chỗ sưng đỏ cũng thấy rõ đang giảm cuối cùng xử lý xong vết bỏng mộc mới kiểm tra thu hoạch hôm nay trong lồng bấy có hai thỏ một gà quan sát kỹ phát hiện là gà mái con gà này giữ lại đã biết đâu còn đẻ trứng nữa còn hai con thỏ kia không do dự trực tiếp giết luôn nhận được bốn phần thịt thỏ và hai tấm da thú cho đại bàng trắng ăn phần nội tạng còn lại đại bàng trắng ăn sạch đống nội tạng trong vài miếng rồi đứng ngủ gật ghê thật nếu không phải tự tay ấp ra, thực sự không thể tin, mày chỉ là đứa bé mới sinh hai tiếng. Đặt hai con thỏ bên đống nửa nướng, rồi cũng ngồi nghỉ, tiện thể mở kênh trò chuyện khu vực xem senti. Lúc này kênh toàn tiếng than vãn, ngoài kêu khổ là cầu cứu. Tuyết Mộc bỗng phát hiện cơ hội kinh doanh nguyên liệu mình còn làm được 49 phần thuốc mỡ. Chắc đổi được không ít vật tư. Ngay lập tức Tuyết Mộc làm hết nguyên liệu thành thuốc trị bỏng. Chẳng bao lâu, 49 phần thuốc mỡ trải đầy đất. Khi Tuyết Mộc mở kênh giao dịch, lại hiện thông báo giao dịch nước ngọt thành công. Và bên dưới giao dịch còn nhiều tin nhắn muốn mua nước ngọt, nhưng Tuyết Mộc tạm thời không quan tâm họ, mà đang tất cả thuốc trị bỏng lên giao dịch. Còn về vật tư giao dịch đều theo yêu cầu của bàn chế tạo cấp 2. Sau khi đăng hết giao dịch lên, Tuyết Mộc lại nhắn một câu trong kênh chat. Thuốc đã lên sàn, anh em cần thì tự vào sàn giao dịch chọn. Sau khi gửi tin này, kênh chat cũng náo loạn. Người muốn mua tin nhắn xin miễn phí và áp đặt đạo đức tôn gia như mưa. Tuyết Mộc hoàn toàn không để ý đến những tin này và chỉ trong trước mắt, cửa sổ giao dịch thành công hiện liên tục chỉ sau một phút. Ngoại trừ bẫy thú và giao dịch tạm thời, các giao dịch khác đều hoàn thành và còn nhiều người không mua được thuốc. Bình luận bên dưới giao dịch trong đó một tin nhắn thu hút sự chú ý của Tuyết Mộc. Anh ơi em có một hộp bẫy thú tinh xảo, đổi được một phần thuốc không? Suy nghĩ một lát, Tuyết Mộc gửi tin nhắn riêng hỏi, sau khi nhận được xác nhận, Tuyết Mộc lại hỏi anh ta kiếm được hộp này thế nào. Người đó trả lời, khi đang khai thác, vô tình chặt trúng một con quái đá đang ngủ, nhận được một hộp bẫy thú tinh xảo. Câu trả lời khiến Tuyết Mộc im lặng, nhưng vẫn hoàn thành giao dịch với anh ta. Thấy thuốc tạm thời còn lại không ai quan tâm, Tuyết Mộc lại đăng lên kênh thế giới. Của nhiên số lượng lớn hơn Có nhiều người sẵn sàng đổi đồ ăn vật Nhanh chóng thuốc trị bỏng còn lại cũng bán hết Kiểm đến thu hoạch lần này xong Nâng bàn chế tạo lên cấp 2 Theo ánh sáng vàng lóe lên Tảng đá nhỏ ban đầu biến thành bàn đá lớn Mặt bàn sát tường còn treo công cụ Quan sát một lúc Tiết mục mở sách phép Xem các vật phẩm bàn chế tạo cấp 2 có thể làm Có khá nhiều món hữu ích Nhưng nhiều món thiếu nguyên liệu a à, bản vẽ trước đây có thể chế tạo Nghĩ vậy liền lấy ra bản vẽ chất lượng tốt Lúc này đã có thể chế tạo Và nguyên liệu cũng đủ không đúng, mình lấy đâu ra bốn tấm da tức thủ. mở kho kiểm tra, mới phát hiện ba lô của người lùn đã biến mất. Lúc này mới nhớ ra ba lô đã hoàn toàn hư hỏng, tự động phân rã rồi. Không băn khoăn vấn đề này, trực tiếp nhân chế tạo, lập tức xuất hiện hai cái bảo vệ cánh tay, dùng diều kim loại cào vài cái lên bảo vệ, không để lại vết nào. Lúc này mới hài lòng đeo vào tay, sau đó lại đến bên máy lọc nước. Lúc này phía trên máy lọc có thêm dấu chấm than. Toàn cầu vào sinh tồn xương mù, khởi đầu chỉ có một túc đều tranh. Liệu bạn có thể sống sót? mọc về nhà gỗ làm thuốc trị bỏng, xử lý vết thương của mình, rồi phát hiện người trời khác cũng cần nhiều thuốc mỡ nên dùng hết nguyên liệu để làm thuốc trị bỏng bán trong kênh giao dịch kiếm bộn, rồi nâng bàn chế tạo lên cấp 2. Khi tiết Mộc xem xét, dấu chấm than hiện cửa sổ, thiếu than, xin thay kịp thời, lập tức lấy ba than từ đống lửa, cho vào, máy lọc nước lại hoạt động. Lúc này trong máy còn chút nước bẩn chưa lọc xong, tiết Mộc quay lại ăn thỏ nướng đã chín, phần nước còn lại cũng lọc xong, tổng cộng thu được 9 lít nước uống. Nhiều nước thế này có thể dùng để giao dịch Mở kênh giao dịch kiểm tra phát hiện giao dịch nước uống trên thị trường gần như biến mất chỉ còn vài giao dịch giá cực kỳ cao tiết mục mở giao dịch đó ra xem mới hiểu do hôm nay mưa exit hầu hết nguồn nước đều bị ống nhiễm khiến nước uống hiện rất khan hiếm cơ hội tốt đây tiết mục đăng tất cả 9 lít nước uống lên giao dịch và chia nhỏ ra để bán đăng xong lại quảng cáo một đợt trên kênh công cộng người chơi khác thấy có người bán nước cũng vô cùng phấn khích kênh công cộng lại náo nhiệt trong rất nhiều tin nhắn tiết mục thấy có người nhắc đến đồng từ dương phân giã tuy chưa biết đồng và bạc dùng làm gì nhưng chắc sau này xây dựng sẽ cần thu thập trước đã. Nghĩ vậy, lập tức đăng thêm một loạt giao dịch đổi đồng và bạc. Chỉ vài phút, giao dịch đồng đã hoàn thành hết. Thấy giao dịch đã xong phần lớn, Tiên Mộc lại tìm người bán nước trước đó, định mua thêm một đợt nước ngọt. Giờ nước ngọt bị ông nhiễm, người chơi gần nguồn nước đó, lúc này cũng không có nước uống. Tiên Mộc dùng một lít nước sạch, đổi với anh ta 20 lít nước ngọt. Tuy nhiên sau khi giao dịch, Tiên Mộc ngạc nhiên phát hiện nước này đã thành nước độc. Sức mạnh mưa acid cũng quá lớn rồi. Thấy nội dung giới thiệu của hệ thống, Tiết Mộc càng hiểu vì sao nước uống cháy hàng. Đổ hết số nước này vào máy lọc. Tiết Mộc vừa định đi sửa, cách của máy lọc đột nhiên hiện ba dầu chấm than. Nguồn nước ông nhiễm quá nặng, máy lọc hoạt động quá tải. Xin thêm bảy than nữa. Dọa dạ tôi nhảy dựng. Thì ra chỉ cần thêm than, quay lại lấy thêm than từ đống lửa bỏ vào. Sau khi thêm gỗ cho đống lửa, Tiết Mộc mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy, Tiết Mộc tiện tay cầm sách phép, kiểm tra thông tin. Sáu giờ ba mươi bảy phút, còn một tiếng hai mươi ba phút nữa mặt trời mọc. Hôm nay mười tám độ, thời tiết đẹp rất thích hợp đi khám phá nhưng xin hãy sớm nâng cấp lều tranh nếu không đêm lạnh sẽ khiến các bạn hối không kịp thấy tin này tuyết mộc giật mình có vẻ tối nay sẽ có đợt lạnh nếu hôm nay không nâng cấp lều thành nhà gỗ, chắc không ít người chết cóng. Liền xem số người trong khu vực. Hôm nay chỉ còn 635 năm. 12 ngày đã loại ngày mồng 1 tháng 3 người. Cảm thán một lúc, Tiết Mộc không nghĩ nhiều nữa, lấy thịt thỏ nướng còn thừa hôm qua ăn ngầu nghiến. Ăn no rồi mở kênh giao dịch. Lập tức hiện ra một loạt thông báo giao dịch thành công. Tám lít nước uống đang hôm qua đã bán hết. Nhìn thu hoạch từ giao dịch cũng hiểu sơ về khả năng kiếm vật tư của người chơi hiện tại. Sau đó lấy nước lọc xong tối qua, để lại một lít, còn lại đang lên giao dịch hết. Vừa đăng xong giao dịch, đại bằng trắng bên cạnh Mon Men lại kêu chiếm chiếc với tuyết Mộc. Nhóc con đói rồi à? Đại bàng trắng gật đầu như người. Tuyết mộc vội lấy hai cân thịt thỏ rừng từ kho, nén cho đại bàng. Thằng này lại bắt được luôn, rồi nuốt một cái, ăn xong, lại kêu với tuyết mộc. Chưa no à? Nó lại gật đầu Tuyết Mộc đành lấy thêm miếng thịt thỏ cho nó Cứ ăn thế này Anh nuôi không nổi máy đâu Nghe lời Tuyết Mộc Đại bàng dơ vút vẻ vẽ trên không Ý là nó có thể tự săn mồi Tuyết Mộc cũng hứng thú Lát nữa xương tan Chúng ta đi săn nhé Tuyết Mộc và Đại bàng đang nói chuyện vui vẻ Bỗng nghe tiếng gà cục tác bên cạnh Tuyết Mộc mới nhớ ra Hôm qua chỉ mới xử lý hai con thỏ Con gà vẫn còn trong lồng Đi qua xem Ngạc nhiên phát hiện Con gà này đã đẻ một của trứng ha <laughs> ha không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ Ban đầu định hôm nay ăn Nhưng thì đã cả. còn khả năng này thì nuôi trước đã liền lấy ít hạt từ trong kho ra để vào trong lồng. Lúc này đã 8 giờ, sương mù xung quanh bắt đầu tan. Tiết Mộc đẩy cửa gỗ bước ra ngoài. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù, chỉ có một túp lều tranh. Liệu bạn có thể sống sót? So? Do phần lớn nguồn nước bị mưa axit ống nước uống trở thành tài nguyên hiếm. Tiết Mộc nhân cơ hội đăng nhiều nước uống đổi vật tư. Sáng hôm sau dậy, sách phép cảnh báo đợt lạnh sắp tới. đã nâng cấp nhà gỗ nên Tiết Mộc hoàn toàn không lo. ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài. đứng trước cửa nhà gỗ, Tiết Mộc xem gợi ý bốn hướng trước. phía đông có nhiều cây, nếu bạn thiếu gỗ, đó sẽ là nơi tốt. Phía nam báo điện và quái vật trong sương đã ngồi. có một trận chiến sinh tử. Giờ nó đang liếm vết thương. Nếu bạn muốn ra tay, hôm nay sẽ là cơ hội tốt. Gần báo điện xuất hiện một dương may mắn. Bên trong có thứ bạn muốn. Nghiên cứu kỹ. Ngoài phía đông bình thường, các hướng khác đều là lựa chọn tốt. Trọng tâm hôm nay là báo điện phía nam và gió tây. Và hệ thống nói nếu có vũ khí tầm xa, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. làm cung tên nhỉ? Nghĩ vậy, tiết mục đến bản chế tạo xem yêu cầu làm cung tên. Gần cung, lông vũ tên, hai thứ này đều không có. Tiết mục quay sang nhìn con gà mái. Nhưng trong gợi ý, Giết nó cũng chỉ được lông vũ mềm Nên lại nhìn đại bàng trắng Đã trưởng thành 80% Chỉ cần ăn chút đồ ngon là nâng cấp được Trực tiếp lấy một đồ ăn vặt nén cho nó Đại bàng trắng bất ngờ nhìn đồ ăn trước mặt Rồi lại nhìn tuyết mộc Như đang hỏi có phải cho mình không Cho mày đó, ăn đi Nhận được xác nhận Đại bàng trắng ngậm đồ ăn vặt lên Rồi ngửa cổ nuốt xuống sau đó cơ thể nó được bao phủ ánh sáng khi ánh sáng tắt đại bàng trắng đã cao hơn một mét xung quanh rụng đầy lông linh thú sơ cấp đại bàng trắng chuyên gia săn mồi vớt mạnh mẽ độ trung thành 100% thời gian mắt đại bàng 10 phút có thể thu một nghìn lông vũ nguyên liệu làm tên đã đủ giờ chỉ thiếu gân cung nhưng không đánh bại báo điện thì không có gân làm gân để làm cung cũng là để đánh báo điện tạm thời không nghĩ ra cách lấy gân tiết mục đánh ra cửa xem gợi ý lại không ngờ gợi ý phía nam có thay đổi từ vũ khí tầm xa tỷ lệ thắng cao thanh dùng đại bàng tấn công rồi đánh lén mắt tiết mộc sáng lên trực tiếp gọi đại bàng đi về phía báo điện lúc này vừa đúng 8 giờ sương mù quanh nhà gỗ tan đại bàng ra ngoài bay thẳng lên cao lượn quanh Tiết mộc theo hướng gợi ý nhanh chóng đến nơi báo điện ở lúc này nó đang nằm dưới cây không nghỉ ngơi chân sau còn một vết thương lớn và phía sau nó có một dương màu xanh đó chính là dương may mắn thấy thời cơ đã đến tiết mộc kích hoạt kỹ năng mắt đại rồi ra lệnh cho đại bàng đại bàng đừng lại quá gần báo điện tìm cách khiến nó phóng điện là được đại bàng nhận lệnh kêu một tiếng trên không rồi lao xuống phía báo điện con báo đang nằm như thấy đại địch lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm đại bàng trên không theo đại bàng lao xuống càng gần dấu hiệu màu vàng trên tràn báo điện cũng tỏa sáng thấy nó sắc tung kỹ năng tiên một vội nhắc đại bàng né tránh lập tức đại bàng xoay người bay lên không chung nhưng kỹ năng của báo điện đã tích đủ chỉ có thể mở miệng gầm về phía đại bàng trên một trời. Một luồng điện bay về phía đại bàng, nhưng bị đại bàng đã có phòng bị dễ dàng tránh né. Đẹp lắm, giờ đến lượt tôi, Tuyết Mộc khen một câu, Rồi cầm diều sông lên. Báo điện lúc này mới phát hiện kẻ tấn công phía sau, tức giận quay người định tấn công Tuyết Mộc, nhưng không ngờ Tuyết Mộc chỉ giả vờ, thấy đối phương lao đến, liền quay người chạy Khiến báo điện đang yêu có chút do dự, không biết có nên đuổi theo không. Lúc này, đại bàng lại một lần nữa lao xuống, trực tiếp dùng móng vuốt sắc nhọn nhấc cả con báo, bay lên, báo điện hoảng hốt, lại cố tích năng lượng, định liều mạng. Nhưng Tuyết Mộc không cho nó cơ hội, nhanh ném nó xuống. Nhận lệnh, đại bàng không do dự thả móng vuốt, báo điện lập tức từ độ cao hơn 10 mét, rơi mạnh xuống đất. Theo cơ thể nó co giật hai cái, ánh sáng trên tràn cũng tắt dần. Tuyết mộc lao lên một bước, dùng diều kết liễu nó, nhận được cộng hai thịt báo, cộng một nội tạng báo điện, một màu báo điện, hai nhân tình hệ phong, hai gia thú, một thú kim. Ngoài thu hoạch thông thường, còn nhận được một cân báo. Tuyết mộc xem gợi ý, phát hiện có thể dùng để rèn vũ khí. Lúc này mới hài lòng thu hết chiến lợi phẩm, để lại nội tạng cho đại bàng. Nó rất thích nội tạng động vật có mỡ, chỉ vài miếng đã ăn hết. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù, chỉ có một túp lều tranh, liệu bạn có thể sống sót? Đọc thông tin các hướng. Tiết mục quyết định thử thách báo điện bị thương. Sau khi cho đại bàng ăn một đồ và nó trực tiếp trưởng thành. Rồi dưới sự phối hợp hoàn hảo của người và chi, thuận lợi giết chết báo điện và nhận được nhiều vật tư. Xử lý xong sắc báo điện, Tiết Mộc đi đến trước dương may mắn, nhìn gợi ý hiện ra, khiến anh vô cùng mong đợi sẽ mở được thứ gì tốt. Mở ra, lập tức hiện ra một loạt thông báo nhận vật phẩm. Điều khiến Tiết Mộc bất ngờ nhất là những vật phẩm này đều là thứ anh đang cần gấp. và không thể giao dịch trên thị trường. Sau khi thu hết vật phẩm, ba lô cũng cần đầy. Tiết Mộc quyết định về nhà gỗ cất vật phẩm vào kho. Vừa về đến phòng, Tiết Mộc lấy sách phép ra, lập tức nhận một loạt thông báo giao dịch thành công. Nước uống đang hôm qua, ngoài giao dịch đổi bạc, những cái khác đều bán hết. Sau khi cho thu hoạch giao dịch vào kho, nguyên liệu nâng cấp nhà đá cũng đủ dứt khoát mở trang nâng cấp chọn nâng cấp theo ánh sáng vàng lóe lên nhà gỗ ban đầu toàn bộ biến thành đá và diện tích phòng cũng lớn hơn nhiều phòng mới còn thêm vài khu vực có thể xây dựng thiết bị khác quan sát sơ qua tuyết mộc đến trước bàn chế tạo rèn cung ngắn sau khi trừ nguyên liệu tương ứng một cây cung dài một mét xuất hiện trong tay tuyết mộc sau đó lại làm thêm mũi tên cầm những thiết bị này tuyết mộc ra ngoài phòng chuẩn bị thử bắn Ok, vậy đi, chọn một cây to, vẽ vài vòng tròn trên thân cây, làm bia rồi lùi lại hơn 10 mét, bắt đầu bắn. Tuy nhiên, không có kinh nghiệm, anh bắn chưa cả cây. Liên tiếp bà mũi tên bay vào bụi cỏ sau cây. Thân thở về độ khó bắn cung xong, Tuyết Mộc lại lấy ra sách kỹ năng mở được từ Dương may mắn, trực tiếp học. Ngay lập tức, Tuyết Mộc tỏa ra một vầng hào quang nhạt sau đó nhìn cây cung trong tay cảm thấy nó quen thuộc như một phần cơ thể giơ tay bắn đại một mũi chúng ngay tâm sau đó liên tiếp bắn thêm vài mũi tất cả đều trúng tâm sau khi chắc chắn đã có kỹ năng bắn anh lại lấy hai bản vẽ khác ra học luôn tuy nhiên hướng dẫn làm đa bản lại thiếu nam châm khiến tuyết mộc tò mò mở kho quan sát phát hiện mình có đá nam châm chỉ có qua lò luyện kim nấu chảy mới biến thành nam châm được nhưng khi mở lựa chọn lò luyện kim tuyết mộc lại bất lực mình không chỉ không có gân mà để duy trì hoạt động lò luyện kim còn cần nhiều nguyên liệu thôi để lò luyện kim sau này tính làm thử đá mài trước theo Tuyết Mộc chọn chế tạo, một viên đá mài vương vẫn xuất hiện trong kho. Sau khi lấy ra, Tuyết Mộc thử mài diều gì? Diều kim loại sắc bén. Đây là chiếc diều do tộc người lùn chế tác. Rất sắc bén, hiệu ứng đặc biệt, chí mạng cộng 100%. Ghê vậy, còn có hiệu ứng chí mạng nữa. Giờ đi kiếm ong chọc phá thôi. Theo chỉ dẫn của hệ thống, nhanh chóng tìm thấy trên một cây trong bụi cây. Tổ ong cao nửa mét và trên những con ong đang bận rộn có dấu chấm than. Tuyết Mộc nhìn kỹ, phát hiện của có gợi ý nội dung gợi ý khiến thuyết mộc giật mình kinh khủng quá bị đốt sẽ tự bốc cháy chết nhưng hệ thống cũng chỉ ra điểm yếu của chúng Tuyết mộc lấy gai độc và cành cây phép đều cành cây lên gai rồi ra lệnh cho đại bàng bên cạnh mày đi nè mấy thứ này xuống dưới tổ ong đại bàng kêu một tiếng rồi quốc gai độc bay lên Chớp mắt đã đến trước cây đó, rồi ở bụi cây dưới gốc, dùng mỏ phá bớt bụi cây cản đường, mới đặt gai độc dưới tổ ong. Lúc này có ong đột biến phát hiện vị khách không mời và tiến lên định đốt nó, nhưng ngòi của chúng không thể xuyên qua lớp lông đại bàng. Sau khi đặt xong, đại bàng vỗ cánh bay về, để lại đám ong bị gió thổi từ tán. Tiên Mộc chọn thời điểm lấy cung tên, phết cành cây lên đầu mũi tên và đốt cháy rồi dương cung nhắm đống gai mũi tên chảy bắn chính xác vào đống gai ngay lập tức lửa và khói dày lan ra ông trong tổ hoảng sợ cả tổ bay ra hết nhưng vừa ra khỏi tổ đã bị khói độc bao phủ nhanh chóng rơi xuống từ trên không một lát sau tổ ông không còn ông nào bỏ ra nhưng tuyết mộc vẫn không dám lại gần dù là ông đột biến hay khói độc đều chết người cả lại đợi một lúc nữa khói độc tan gần hết tuyết mộc mới dùng áo che mũi miệng đi về phía tổ ong vừa đến dưới tổ ong hệ thống lập tức hiện nhiều gợi ý thu hoạch phong phú quá phát hiện một ông chúa có thuần phục không Toàn cầu và sinh tồn sương mù Chỉ có một túp lều tranh Liệu bạn có thể sống sót sau khi mở dương may mắn Tiết mục nhận được nhiều vật tư cần thiết Năng lực tăng toàn diện Tiết mục lại cùng đại bàng Xử lý thành công tất cả ông trong tổ Phát hiện một ông chúa Có thuần phục không? Thuần phục cũng không biết Thuần phục ông chúa sẽ cho mình kỹ năng gì Thuần phục thành công Nhận được ông chúa Chủ nhân Thánh. nhận được khả năng phóng thích phê -môn ông chúa Phê -môn ông chúa kỹ năng quan trọng điều khiển bầy ông Một khi bầy ông mất phê -môn ông chúa sẽ trở nên hoang mang có vẻ như kiểm soát phê mơn là có thể kiểm soát ông nghĩ vậy tiết mục lập tức dùng năng lực nhưng ngay sau đó anh đờ người ra trong tổ chỉ còn 75 mươi ấu trùng chưa thể di chuyển những con ong có thể ra khỏi tổ đều bị hun chết hay thôi mang tổ về nghiên cứu từ từ vậy lúc này trời đã tối dần tiết mục cũng không nần ná sách tổ ông về phòng ăn tổ ông to thế này đặt dưới đất cũng không hợp nhìn quanh thấy phía đông phòng ăn có thể dựng chuồng thú cưng chuồng thú cưng cho thú cưng không gian riêng tư có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần còn tăng tốc trưởng thành của thú đủ nguyên liệu theo ánh sáng vàng lóe lên một khu vui chơi thú cưng được bao quanh bằng đá xuất hiện trong phòng giữa khu có một cây khô dưới cây có tổ chim và chuồng gà thiết kế thật chu đáo giờ đại bàng cũng có tổ rồi sau khi treo tổ ông lên cây khô tuyết mộc thấy trong chuồng còn vài dấu chấm than sau khi đọc hết tuyết mộc không nhịn được than chuồng thú đỉnh quá so với chuồng thú phòng ăn có vẻ hơi nhỏ phải cố gắng nâng cấp nhanh mới được nghĩ vậy tuyết mộc lại mở trang nâng cấp xem giới thiệu nhà cấp tiếp theo ô cấp tiếp theo là biệt thự lớn không chỉ rộng gấp mấy lần còn có vườn ngoài trời thấy giới thiệu của hệ thống tuyết mộc không nhịn được muốn nâng cấp ngay tuy nhiên khi thấy điều kiện nâng cấp bên dưới lại lập tức siêu xuống nguyên liệu từ thường thành cao cấp và chỉ riêng các loại bẫy thú cộng lại đã hai mươi cái khó quá khi tuyết mộc đang nghiên cứu nâng cấp biệt thự bên ngoài nhà đá nổi gió lớn nhiệt độ trong phòng cũng giảm mạnh không biết đêm nay nhiệt độ sẽ xuống đến mức nào nếu không có lò sưởi tử tế chắc đêm này sẽ rất khó qua lò sưởi làm phòng ngủ ấm như xuân và còn tiết kiệm được gỗ là khoản đầu tư tuyệt đối đáng giá để xây theo nguyên liệu tương ứng bị trừ trên bức tường chống trải xuất hiện một lò sưởi thực tiết mục lập tức chuyển đống lửa trong nhà vào chốc lát sau nhiệt độ cả phòng lại tăng lên cảm thấy cơ thể ấm hơn tiết mục lại lấy thịt báo điện ra đặt bên lò sưởi nướng trong lúc đợi thịt nướng tiết mục lại mở kênh trò chuyện khu vực lúc này số người ăn lai đã giảm từ 635 xuống 440 tốc độ giảm nhanh quá cứ thế này cuối cùng cả khu vực chỉ sống được vài chục người xem qua tin nhắn trong kênh bỗng tiết mục thấy có người nói tiết rơi liền đi ra cửa sổ nhìn của nhiên lúc này ngoài trời đã trắng xóa tiết rơi là tả như lông ngỗng quay lại bên lò sưởi tiết mục quyết định tối nay nấu ít canh sưởi ấm Mở trang nâng cấp xem trang làm nồi. Trong đó chỉ có nồi đá, nồi đồng và nồi bạc. Nồi đá có thể dùng đá mai dần, khoảng 3 ngày. Nhưng muốn làm nồi đồng hay nồi bạc, cần nâng cấp lò luyện kim. May là chiều nay ở chỗ tổ ong thu được không ít bẫy thú hệ hỏa. Lò luyện kim, nhiệt độ 2000 độ có thể nấu chảy đa số kim loại. Nguyên liệu đầy đủ, tiết mục trực tiếp nhấn chế tạo. Theo ánh sáng lóe lên, bên cạnh lò sưởi thêm một lò luyện kim tròn, thêm bốn than, hoạt động được một giờ, thêm một linh thạch hoạt động được 10 giờ thấy gợi ý tiết mục dứt khoát bỏ bốn than vào rồi mở danh sách chế tạo của lò luyện kim tìm thấy lựa chọn nồi đồng cũng được tuy hao đồng một chút nhưng tiết kiệm được thời gian trực tiếp chế tạo ra rồi đổ ít nước và nguyên liệu vào chuẩn bị nấu một nồi canh thì. lúc này trong rừng một thiếu nữ đang run rẩy vì gió lạnh do cần bảo tuyết bất ngờ che lắp dấu vết đường về cô đã lạc trong sương mù a à phong em lạc đường rồi phải làm chuyện sao? gì thế em đang ở đâu em em cũng không biết ở đây chỉ có nhiều bụi cây và và một ngôi nhà đá bích loa nhìn quanh bỗng phát hiện không xa phía trước mình có một ngôi nhà đá phủ tuyết trắng Toàn cầu vào sinh tồn sương mù Chỉ có một túp lều tranh Liệu bạn có thể sống sót Sau khi mang tổ ong về phòng ăn Tiết Mộc lại thấy chuồng thú cưng Đặt hết các con vật trong nhà vào đó Khi anh đang nướng thịt Trong sương mù băng tuyết Xuất hiện một cô gái bị lạc Gần đây em có một nhà đá Có nhà rồi Bích Loa em biết phải làm gì không Như lần trước ấy Dùng nhan sắc của em để chinh phục chủ nhà Chúng ta lại có thể kiếm được nhiều vật tư Được, em đi ngay đây Nói xong Bích Loa đi về phía nhà đá Tiết Mộc đang uống canh trong phòng Bỗng nghe tiếng gõ cửa Hêm hey, Đêm trong thế giới sương mù Không thể có người chơi nào dám đi loanh quanh chẳng lẽ là yêu quái có ai không ạ à? em lạc đường không về được nhà anh ơi xin mở cửa được không ạ à? em sợ lắm con yêu này còn biến thành người để mê hoặc ghê thật đuốc của em tắt rồi sương mù đang đến gần xin anh cứu em nghe người phụ nữ nhắc đến đuốc tiết mộc mấy chắc cô là người sinh tồn thật nên cẩn thận đến cửa sổ nhìn ra ngoài trông cũng được nhưng dù cô là tiên nữ tôi cũng không mở cửa đâu anh ơi xin mở cửa đi em sẽ cho anh tất cả vật tư của em hôm nay em còn nhận được dương bạc nữa nghe đến dương tuyết mộc nhướng mày đặt tay lên tay nắm cửa người phụ nữ có ý đồ xấu sau lưng cô ta giống một con dao dính máu người anh chắc muốn cho cô ta vào chứ quả nhiên không phải thứ tốt lành anh đã có ý đồ xấu đừng trách tôi tàn nhẫn mở cửa ra tuyết mộc mời bích la vào phòng cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều em tên bích la anh tên gì à anh tuyết mộc anh đang đứng gì thương quá Tôi nướng gì không liên quan đến cô. Đồ và Dương cô vừa nói, nhanh lấy ra đi. Cô này vừa nói, Bích La xứng người. Đây là lần đầu tiên cô ta lợi dụng mà thất bại. Con đứng ngay ra làm gì? Hay phải tôi mời cô ăn? Cô mới có sức lấy đồ ra. Anh nhìn vào mắt em đi. Xin anh cho em miếng thịt được không? Chỉ cần anh đồng ý, em làm gì cũng được. Tuyết Mộc đang bực bội, nhìn vào mắt liền mất hết ý thức. Mặt nở nụ cười quyến rũ. Thấy vậy Bích La rút dao từ sau lưng, định kết liễu. Tiết Mộc xin chú ý, bạn đã rơi vào bẫy mê hoặc. Tiếng hệ thống vang bên tai, lập tức khiến Tiết Mộc tỉnh táo thấy con dao đâm thẳng vào ngực tiết mộc lùi lại né quay tay rút rìu chém mạnh về phía bích loa nhìn cô ta ngã xuống tuyệt vọng tiết mộc không chút thương xót cũng không thấy khó chịu sau khi giết người chỉ là tim đập nhanh hơn chút bình tĩnh lại một lúc tiết mộc liền ngồi xuống lấy sách phép từ người bích loa ra sách phép vô chủ nhỏ máu có thể thu được dùng dao rạch đầu món tay mình để máu nhỏ lên sách phép có hợp nhất không sau khi hợp nhất sách phép trọng lượng cơ bản sẽ tăng vật phẩm và nội dung giao dịch trong sách phép này cũng sẽ hợp nhất vào sách phép chủ nhân theo ánh sáng lóe lên sách phép trong tay biến mất Trọng lượng cơ bản cộng 10. Giờ trọng lượng cơ bản là 20. Nhận được 3 cách 10, 10 dấu nhân 5. Ngoài một số vật tư cơ bản, còn nhận được một con dao sắc và một đôi giày tốc độ. Sau khi xem thuộc tính trang bị, Tiết Mộc không khách sáo đi giày luôn. Vừa chân thế, chẳng lẽ giày này tự điều chỉnh xa xỉ? chạy hai vòng trong phòng cảm thấy tốc độ tăng rõ rệt lúc này mới dừng lại hài lòng xem đồ vừa nhận trong đó còn có một cuộn giấy cái này dùng làm gì nhỉ bàn chế tạo gì đâu sau khi sử dụng cuộn giấy có thể dùng sách phép kết nối trực tiếp bàn chế tạo chế tạo trang bị và công cụ bất cứ đâu tuyệt quá có nó sau này muốn chế tạo gì không phải giới hạn trong phòng nữa trực tiếp dùng cuộn giấy rồi lấy sách phép ra của nhiên thêm lựa chọn bàn chế tạo sau đó tiết mục lấy nguyên liệu không dùng đăng hết lên kênh giao dịch xử lý mấy thứ này anh không mong bán được bao nhiêu, nhưng ít ra không chiếm chỗ nữa. Lần này phát tài rồi, xử lý xong mọi vật phẩm. Tuyết Mộc kéo xác Bích La ra ngoài cửa, rồi trốn sau cửa sổ nhìn lén. Không biết trong sương mù, rốt cuộc sẽ có thứ gì xuất hiện. Tuy nhiên không đợi Tuyết Mộc phản ứng, anh đã phát hiện, xác Bích La bị kéo ngay vào sương mù. Nhanh đến nỗi Tuyết Mộc không thấy rõ đó là cái gì. Toàn cầu vào sinh tồn sương mù. Khởi đầu chỉ có một túc đều tranh, liệu bạn có thể sống sót? Trong gió tuyết, người phụ nữ lạc đường phát hiện nhà đá của Tuyết Mộc và chuẩn bị tìm cơ hội cướp nhà, nhưng không ngờ bị Tuyết Mộc phản sát. Tiết Mộc thu được khâu của cô ta cũng thu hoạch không ít. Có vẻ thứ trong sương mù luôn theo dõi mình, không thì sao biết nhanh thế là tối vứt một ban người. Ban đêm tuyệt đối không được rời khỏi nhà, ban ngày cũng phải luôn chuẩn bị sắn đuốc. Thở dài một hơi, Tiết Mộc không đắn đo vấn đề này. Quay nữa. người về bên lò sưởi, lúc này thì báo điện cũng chín. Cầm lên cắn một miếng, không có muối, còn thiếu vị. Giờ mình cũng giao rồi Không thể khổ mình được Vì vậy tiết mục lại mở cửa sổ kênh giao dịch Vừa mở ra đã thấy một đống thông báo tin nhắn riêng Mở đại vài cái xem Cơ bản đều là xin mua nước uống Đã có người mang tiền đến Tôi cũng không khách sáo Nên đang 9 lít nước vừa lọc xong Lên kênh giao dịch Đổi nguyên liệu nâng cấp biệt thự Giao dịch vừa đăng lại gây tranh giành Nhưng do lần này nội dung giao dịch đều là nguyên liệu cao cấp cần được không ít người sinh tồn Cuối cùng sau khi tuyết mộc chọn lọc kỹ Đổi được không ít gia vị Linh hồn thịt nướng thêm gia vị Tên thịt nướng cũng đổi Thịt nướng ngon Thịt nướng vừa tới trên mặt rác đầy gia vị tăng vị ngon, ngon đến mức có thể cắn đứt lưới. Tuyệt thật, thứ này đăng lên kênh giao dịch bán, chắc câu được không ít. Được, suy nghĩ một lúc, cuối cùng với giá mỗi phần thịt nướng đổi 10 phần nguyên liệu cao cấp. Đăng lên kênh giao dịch và giao dịch này vừa xuất hiện, lại gây bàn tán sôi nổi giữa những người nhưng sinh tồn. cũng nhanh chóng phát hiện vấn đề. người thảo luận nhiều, nhưng giao dịch không hoàn thành mấy. Chắc nhiều người chơi không đủ nguyên liệu cao cấp. Đổi một miếng thịt nướng nguyên, có thể chia một miếng thành 10 miếng nhỏ bán. Lại đăng 50 miếng thịt nướng nhỏ, thông báo giao dịch thành công hiện liên tục nhanh chóng bán hết nhanh vậy thu được 39 chín gỗ cao cấp và 11 một nguyên liệu thực phẩm cao cấp tuyệt thật điều tuyết mộc không ngờ là sau khi bán hết thảo luận về thịt nướng trong kênh chat còn cao hơn thấy các tin nhắn muốn mua tuyết mộc trực tiếp hủy miếng thịt nướng nguyên chưa bán toàn bộ rồi cắt nhỏ đăng lại quả nhiên chẳng bao lâu lại bán thêm 15 miếng thịt nướng ngon tổng cộng bán được 108 gỗ cao cấp và 42 đá cao cấp cộng với mấy lít nước trước đó tổng cộng bán được 50 đồ ăn vặt bạc hai đồng và một thạch anh nhiều quá Ném hết thạch anh vào lò luyện kim làm thủy tinh Tiết mục chuẩn bị lên giường nghỉ Lúc này, thông báo hệ thống hiện ra Các người chơi xin chào Tối nay sẽ có một bài kiểm tra nhỏ Để xác minh thu hoạch 3 ngày này của các bạn Khu nghìn người của các bạn Tối nay sẽ đón một đợt lại Ai chưa nâng cấp đều tranh thành nhà gỗ bị loại Ai không thu thập đủ gỗ qua đợt lạnh đêm nay Bị loại Nếu các bạn vượt qua đợt lạnh này Sẽ phải đối mặt giai đoạn cuối của bài kiểm tra Xếp hạng điểm Tất cả người xếp sau hạng 100 đều bị loại. Và ngày mai các bạn sẽ đón cuộc sống mới, nội dung cụ thể mời những người còn sống sáng mai, theo dõi thông báo hệ thống, hết thông báo, kênh chat lại bùng nổ thảo luận dữ dội, nhiều người chơi bắt đầu giao dịch gỗ giá cao, nhìn 240 từ gỗ trong kho, Tuyết Mộc nhướng mày, có thể nhân cơ hội kiếm một mẻ, nghĩ vậy lập tức mở kênh giao dịch, đăng nhiều giao dịch gỗ, ban đầu còn nhiều người chơi bình luận bên dưới, chửi Tuyết Mộc lòng đen nhưng cũng có người thông minh nhắn tin riêng hỏi giá, cả đêm, Tiết mộc để lại cho mình 10 gỗ Số còn lại bán hết giá cao Thu hoạch cũng cực kỳ phong phú Hay lòng Nhìn các loại vật tư cao cấp trong kho Tiết mộc cũng buồn ngủ lắm rồi Chuẩn bị lên giường đi ngủ Tuy nhiên nằm trên giường dơ mềm mại Tiết mộc bị lạnh tỉnh giấc nửa đêm Lúc này anh phát hiện Cửa sổ nhà đã đóng một lớp băng nên vội vàng dậy thêm ít gỗ vào lò sưởi rồi lại là tìm trong trang nâng cấp tìm được lựa chọn nâng cấp giường gỗ nguyên liệu đủ nâng cấp theo ánh sáng lóe lên giường rơm ban đầu biến thành giường gỗ lớn và còn tặng kèm một chăn lồng vũ mềm mại thoải mái quá nằm trên giường lớn mềm mại Tiết mộc lại chìm vào giấc ngủ tỉnh giấc trời đã sáng rõ lấy sách phép ra xem đã 7 giờ sáng rồi toàn cầu vào sinh tồn sương mù chỉ có một túp lều tranh liệu bạn có thể sống sót thông qua việc bán thịt nướng tuyết mộc nhận được nhiều nguyên liệu lúc này hệ thống cũng đưa ra thông báo chính thức về đợt tuyết mộc đã nâng cấp giường sang loại sang trọng hoàn toàn không sợ an tâm vượt qua đêm lạnh đợt lạnh đã qua hôm nay thời tiết đẹp ban ngày nhiệt độ đạt 18 độ thích hợp ra ngoài làm việc hôm nay ánh sáng đầy đủ có 6 giờ nắng sau khi hết bảo hộ tân cả đặc, đặc quyền xua tan sương mù quanh nhà cụ mất luôn. Than thở một câu, rồi lấy miếng thịt báo điện từ ba lô cho vào nồi nấu canh thịt, rồi lại mở kênh công cộng xem tin. Một đêm trôi qua, số người ăn lai like chỉ còn 146 Kinh khủng quá, nhìn tin nhắn trong kênh Tiết Mộc phát hiện, những người còn lại cũng không sống tốt Chỉ trong lúc anh ăn, kênh lại giảm hơn 10 người Khi thấy có người nhắc đến lo lắng ra ngoài Tiết Mộc chợt nhớ ra, la bàn mở từ dương Bản vẽ này, là chuẩn bị cho hôm nay phải không làm la bàn còn thiếu nam châm Tuyết mục vội dậy cho thêm năm than vào lò luyện kim cho nó hoạt động rồi ném hết đá nam châm vào thời gian luyện nửa tiếng làm xong mấy cái này Tuyết mục bắt đầu giao bán la bàn trên kênh công có. và sau khi đăng tin nhanh chóng nhận được phản hồi đại ca em có cỏ bốn lá may mắn đổi được không đưa cỏ may mắn xem nào cỏ bốn lá may mắn chỉ cần đốt sẽ cho bạn nắm phút may mắn được đổi anh đợi tí la bàn đang chế tạo ok cảm ơn anh anh ơi cần viên đại lực không viên đại lực là cái gì Viên đại lực uống vào sẽ tăng sức mạnh 100%. Chỉ có hiệu quả lần đầu. Đây là thứ tốt đấy. Sao bạn không dùng? Mở dương ra hai viên. Em ăn một viên rồi. Viên thứ hai vô dụng. Ok, bạn đợi một lát. La bàn sắp xong. Trong lúc xem tin nhắn riêng. 100 đá nam châm cũng luyện xong. Tiết mục lập tức là 100 la bàn. La bàn làm xong. Liên đồ lấy viên đại lực và có may mắn trước. Sau khi có đồ, tiết mộc không do dự nuốt viên đại lực. Lập tức cảm thấy nóng rát từ họng xuống dạ dày nóng quá ra có phòng tắm hay hồ bơi thì tốt nghĩ vậy tiết mục lại mở trang nâng cấp xem thông tin nâng cấp biệt thự các loại nguyên liệu đều không đủ phiền chết vội đăng chín mươi tám la bàn còn lại giao dịch lấy nguyên liệu nâng cấp biệt thự và người sinh tồn thấy nội dung giao dịch cũng nhanh chóng đặt câu hỏi đại ca bậy thú này kiếm thế nào vậy có thể nói cho mọi người không nhìn kênh chắc khu vực chỉ còn 123 người áng lai tiết mục cũng không tiếc chia sẻ thông tin này người trong sương mù xin mời trả lời về vấn đề nhân tinh rất đơn giản, chỉ cần giết quái vật trong xương sẽ nhận được nhân tinh. Đại ca em giết thỏ rồi, cũng không thấy nhân tinh. đúng vậy hôm qua em bắt gà rừng, cũng không có nhân tinh. chẳng lẽ đại ca không cùng thế giới với bọn em? con mồi quả yếu không có nhân tinh, phải là loài đột biến đặc biệt mới có. ví dụ như báo điện tôi đánh được có hai nhân tinh và diệt một tổ ong, trong đó có hơn chục ong sát thủ đột biến, những con đó có nhân tinh. thấy câu trả lời như vậy, cảnh sát lập tức đồng loạt phát ra nhiều tiếng hít vào lạnh và những người sinh tồn hiểu về nguồn gốc nhân tính. cũng lần lượt chuẩn bị ra ngoài thử thách quái vật đột biến. dù có sống sót qua đợt lạnh vẫn phải đối mặt với loại theo thứ hạng chỉ cần liên. không phải tắt một khu vực qua hôm nay đều tạch chi bằng liều một Thế theo fan. thời gian trôi qua tiết mục cũng cảm thấy cảm giác nóng trong người dần tăng anh liên. lập tức lấy miếng gỗ bóp mạnh lập tức bóp vỡ sức mạnh rõ ràng tăng nhiều nhưng vậy vẫn chưa phải giới hạn của tôi sau đó buộc mấy miếng gỗ lại với nhau rồi vung nắm đấm đấm mạnh Nắm miếng gỗ vỡ vụn tốt không chỉ sức mạnh tăng nhiều có vẻ phòng thủ cũng tăng không ít than thở xong việc sức mạnh tăng tiết Mộc mới để ý mùi hôi từ người mình tắt ra đây chắc là thải độc thải hết chất bẩn trong cơ thể ra định dùng nước rửa sạch nhưng phát hiện hết sạch nước rồi nên lập tức nhắn tin riêng cho người chơi gần nguồn nước Anh em còn nước không? Tôi cần 10 lít Toàn cầu vào sinh tồn sương mù Khởi đầu chỉ có một túc đều tranh Liệu bạn có thể sống sót? Vượt qua đêm này Số người khu vực giảm mạnh còn hơn một trăm mộc Dựa vào bán la bàn Lại đào được nhiều vật tư hiếm nước nhiều Đại ca em thấy anh bán la bàn Có thể ghi nợ không? Em không đủ nguyên liệu Nhưng hôm nay em chắc đào đủ Xin một cái la bàn Không thì em sợ đi đến bờ sông Lấy nước xong không về được không sao Thông báo giao dịch 10 lít nước độc Sau khi la bàn làm xong Tiết mộc ném hết gỗ đã phá vào lò sưởi. Rồi lấy bảy than bỏ vào máy lọc nước Cho máy lọc hoạt động Đến tối sẽ có 9 lít nước sạch Làm xong những việc này tiết mục định ra ngoài thám hiểm Kết quả vừa ra khỏi nhà Cả đã. người anh bị sương mù bao phủ Qua đáng quá Nếu không có đuốc Tuyệt đối không ra cửa được Vội mở trang nâng cấp Tìm nội dung liên quan đến đuốc Ồ đã mở khóa đuốc cấp 2 rồi Có thể cháy 4 tiếng và còn chống gió phạm vi chiều sáng cũng lớn cái gì lại cần gỗ cao cấp xin lỗi không phải đuốc cấp 2 làm không nổi mà đuốc thường hiệu quả chi phí hơn làm chín cây đuốc thường lấy một cây sau khi đốt lên liền đi vào sương mù lúc này đại bảng đã bay lên không tiết mục nghĩ một lúc rồi dùng mắt đại bàng qua mắt đại bàng tiết mục ngạc nhiên phát hiện trên trời không có sương mù và nguồn sáng có thể xuyên qua sương mù ví dụ nhìn về vị trí có của mình. thể xuyên qua sương mù phát hiện tia sáng cam vàng từ lửa kết thúc hiệu ứng mắt đại bàng hệ thống cũng đưa ra gợi ý bốn hướng sau khi đọc rõ nội dung các hướng Tiết Mộc cũng theo mức độ cấp bách, sắp xếp thứ tự nhiệm vụ hôm nay, đi đặt bẫy thú trước đã, nói xong liền giờ đúc lên, tiếp tục đi vào sương mù. Do có giải tốc độ hỗ trợ, tiết Mộc nhanh chóng đến đồng cỏ phía bắc, rồi theo gợi ý từng bước của hệ thống, đặt bẫy thú ở vị trí thích hợp nhất. Khi tiết Mộc định quay người rời đi, hệ thống đột nhiên lại hiện gợi ý, cách 10 mét bên trái vừa xuất hiện một dương đồng. Mắt tiết Mộc sáng lên, lập tức đi về bên trái, chớp mắt đã đến vị trí dương, nhưng rồi anh sững người, không phải chỉ có một dương đồng thôi sao? Sao lại có hai cái giống hệt nhau? Hai dương, một cái là thật, một cái là giả, đoán xem cái nào là giả. Thấy gợi ý như vậy, Tiết Mộc không biết nói gì, đành thử vậy. Lấy cung tên ra, kéo căng cung bắn vào một dương. Thấy mũi tên xuyên qua dương, cũng không có phản ứng gì, có vẻ cái này là thật. Vừa định đưa tay mở ra, hệ thống lại hiện gợi ý, đoán sai rồi. Đây là con dương quỷ hùng dữ, miệng đầy răng nhọn, có thể cắn đứt tay bạn trong một miếng, và cái lưỡi dài của nó cũng có thể dễ dàng cuốn bạn vào trong dương, biến bạn thành dinh dưỡng cho nó. Chết tiệt, dương quỷ mạnh vậy sao? Không được, phải nghĩ cách có rơi dùng lửa đốt đường nó trong dương nghĩ vậy tiết mục trực tiếp bắt đầu hành động trước tiên lấy một cành cây ra làm mềm bằng lửa đuốc rồi phết quanh dương quỷ để đảm bảo kín tiết mục lại lấy cành cây phết đèo lên miệng dương trong thời gian này dương quỷ vẫn không có động tĩnh gì phết xong cành cây tiết mục lại xịt thêm nước lên đảm bảo cành cây đã đông cứng mới nhận đống cỏ khô chạy quanh dương quỷ rồi đốt lên lúc này dương quỷ cuối cùng cũng không chịu nổi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng Nhưng do miệng dương bị cành cây bịt kín không thể mở ra nó chỉ có thể nhảy tại chỗ cuối cùng sau khi dãy ruộng trong lửa một lúc dần dần không còn động tĩnh dương quỷ đã chết có phân giã không phân giã sau khi nhận được đống thịt máu dương quỷ tiết mục mới đi đến dương đồng gần đó mở ra nhận được đồng X10, cầu led 1, mì ăn liền X20, thực phẩm X5, bản vẽ đèn dầu X1. Ngoài vật tư cơ bản, thứ Tuyết Mộc để ý nhất là bản vẽ đó, trực tiếp cầm lên sử dụng. Hệ thống hiện giới thiệu về đèn dầu. Đọc kỹ một lượt, tiết Mộc không kìm được vui mừng. Đây là thứ tốt, nhưng tạm thời chưa có bông và dầu. Tối về xem có mua được không? Toàn cầu và sinh tồn xương mù Khởi đầu chỉ có một túc lều tranh Liệu bạn có thể sống sót? Theo gợi ý của hệ thống Tuyết mộc phát hiện dương quỷ Và dùng lửa đốt để xử lý thành công Sau đó mở dương đồng ra được bản vẽ đèn dầu thu hết vật tư trong dương tiết mục liền quay về nhà đá trước tiên cho hết đồ trong ba lô vào kho rồi lấy màu báo điện ra rèn vũ khí kiếm đồng nổ kiếm máu phong họng nổ cộng một trăm phần trăm màu báo điện hiệu quả thật hiệu ứng nổ một trăm phần trăm cộng với kỹ năng chính xác của tôi, tôi không tin có quái vật nào chịu nổi thanh máu thấy còn dư ít màu báo điện tiết mộc trực tiếp rèn cả dao và rìu. sau khi rèn xong hai vũ khí từ sắc bén lên chất lượng tốt nhìn vũ khí đã nâng cấp trong tay tiết mộc không nhịn được muốn thử ngay nên lại ra khỏi nhà đá đi về phía nam nhanh chóng đến rừng cây khô hệ thống chỉ chọn một cây khô khá to tiết mộc do rìu lên chém mạnh xuống kết quả chỉ một nhát khiến cây to này cùng năm cây xung quanh đồng loạt gãy Giờ cùng đổ xuống, biến thành gỗ, 10 gỗ, ba dây leo, 10 cánh cây. Thấy kết quả như vậy, Tiết Mộc không nhịn được, há hốc mồm. Cây diều này mạnh quá, đứng tại chỗ ngay người một lúc, Tiết Mộc vội nhặt gỗ dưới đất, rồi biến thành người thợ rừng cần cù, đốn điên cuồng khu rừng cây khô này. Nhìn các loại gỗ chất đầy ba lô, khuấy miệng Tiết Mộc còn khó kiềm chế hơn ấy. Ủa sao còn có 6 gỗ cao cấp? Do hiệu suất đốn quá cao, Tiết Mộc cũng không rõ. Mấy phần gỗ cao cấp này chặt từ cây nào? Thôi băn khoăn cũng vô ích. Kể ra rừng này tôi đốn chọc rồi sao vẫn chưa thấy dương bạc đó khi tiết mộc đang nhìn ngó xung quanh bỗng phát hiện không xa phía trước xuất hiện dấu chấm than đỏ không tìm thấy chú gì chết tiệt bị hệ thống chế giễu rồi lời để ý cho đùa của hệ thống tiết mộc đi thẳng đến vị trí chỉ định khi anh nhìn về khoảng trống giữa rừng cây hệ thống hiện một gợi ý áo nước phía trước tích tụ từ nước exit trong đó có một đàn ích độc độc thay mũi tên nước chúng phun sẽ khiến bạn chết vì độc trong 7 giây thấy gợi ý tiết mộc sợ vội lùi lại vài bước khi định đi vòng qua ao nước bỗng phát hiện dưới một cây khô bên mép ao exit có một vật phát sáng bạc dương bạc kia ở bên mép bao có vẻ phải xử lý đám ếch mới được suy nghĩ một lúc tuyết mộc nhặt một hòn đá ném về phía ao khi hòn đá gần đến ao exit vài tia nước bắn ra bắn trúng chính xác hòn đá và bề mặt đá bốc khói xanh lập tức tan hơn một nửa phần đá còn lại rơi vào ao lập tức biến thành làn khói trắng bay đi độc của đám ếch này mạnh quá không thể cứng đối khi thấy ếch độc bắn tia nước tuyết mộc cũng nắm được vị trí của chúng lập tức rút cung ngắn lắp một mũi tên nổ bắn về phía ếch độc chỉ nghe một tiếng bùm Mũi tên bắn trúng ếch độc trong ao. Ngay sau đó con ếch nổ tung như quả bom, rồi gây ra một chuỗi vụ nổ. Chớp mắt, ao ếch xít trong vắt đã trở nên hỗn loạn. Phát hiện 12 xác ếch độc, có phân giã không? Phân giã, nhận được gần x 12, nhân tình hệ thủy x 12. Nước ếch 100 phần, sau khi chắc chắn tất cả ếch độc trong ao đã bị tiêu diệt. Tiết mục mới cẩn thận đi đến dưới cây khô đó, kiểm tra kỹ lần này không có dương quỷ. Mới mở dương bạc này, nhận được linh thạch X10, vật phẩm tiến hóa sơ cấp X3, bạc X10, bản vẽ áo giáp chất lượng tốt X1 kỹ thuật nấu rượu mật ong. Bản vẽ F1, không hổ danh dương bạc, ra nhiều thứ tốt thế, dùng luôn hai bản vẽ, rồi mở cửa sổ chế tạo áo giáp, xem xét có thể tăng 5 điểm phòng thủ nguyên liệu cũng đủ trực tiếp là một cái theo ánh sáng lóe lên trong tay tuyết mộc xuất hiện một áo giáp ra, đặt nó xuống đất dùng rìu và dao tấn công một lần áo giáp chỉ xuất hiện vết sức nông và nhanh chóng hồi phục tuy có thể gây sát thương nhưng không dễ đâm thủng áo giáp đâu hai lòng mặc vào người tuyết mộc lại mở bảng thuộc tính xem toàn cầu vào sinh tồn sương mù khởi đầu chỉ có một túc lều tranh liệu bạn có thể sống sót tiết mộc phát hiện dương bạc bên ao exit nhưng trong ao có một đàn ếch độc nguy hiểm sau khi nắm được vị trí chúng, tiết mộc dùng kiếm nổ tiêu diệt toàn bộ ngoài sức mạnh gấp đôi nhờ viên đại lực thuộc tính khác đều do trang bị vẫn cần cố gắng tiếp thu dọn hết vật tư tiết mộc liền quay người đi về phía tây hệ thống nói phía tây có nữ miêu gì không biết nữ miêu trông thế nào theo tiết mộc càng gần rừng sương mù sương mù xung quanh càng dày đặc phạm vi chiều sáng của đuốc cũng càng nhỏ phía trước 10 mét có một con mèo đang ngủ nếu bạn đánh thức nó khi nó đang khó tính có thể bị dạy dỗ một trận đau thấy phần sau gợi ý của hệ thống tiết Mộc quyết định dùng mưu bắt mèo con hệ thống đã nói người tham ăn thì dễ thôi nghĩ vậy tiết Mộc đốt đống lửa tại chỗ rồi lấy hai miếng thịt dương quỷ ra nướng vừa nướng vừa phết các loại gia vị chẳng mấy chốc mùi thịt nướng lan tỏa Thơm quá khi ngay cả tiết Mộc cũng không nhịn được chảy nước miếng trong sương mù bỗng xuất hiện một bóng đen lén lút cảm thấy nữ miêu đến gần, tiết mục cẩn thận gọi mèo con ơi, nhưng bóng đen không có động tĩnh gì, tiết mục cũng không vội tiếp tục rắc gia vị lên thịt nướng, theo mùi thơm ngày càng nồng, bóng đen có vẻ bồn chồn, thấy đối phương thèm thùng thịt nướng, tiết mục cố ý lấy một miếng thịt ném về phía nữ miêu, ôi thịt của tôi rơi rồi, lúc này bóng đen trong sương mù với tốc độ nhanh như chớp bắt lấy miếng thịt nướng trên không, tốc độ này nhanh hơn tôi rút kiếm mấy lần. Lúc này, Tiết Mộc càng mừng, mình không trực tiếp động thủ với nữ miêu. Và nữ miêu sau khi do dự một lúc mới nước. cẩn thận ăn miếng thịt nướng đó. Từ cái đôi lắc không ngừng, Tiết Mộc đoán, nữ miêu này chắc khá hài lòng với mùi vị ăn hết thịt nướng trong vài miếng. Nữ miêu cuối cùng cũng từ từ bước ra khỏi sương Tiết Mộc Miu mới nhìn rõ dáng vẻ đối không phương. Không ngờ là một lâu ly, chỉ có tai mèo và đuôi. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của đối phương, Tiết Mộc giơ miếng thịt nướng còn lại, em còn muốn ăn không? em sợ nên không dám lại đây phải không vậy anh ném cho em nhé nói xong tuyết mộc ném thịt nướng về phía nữ miêu và đối phương cũng chính xác bắt được rồi ăn ngầu nghiến nữ miêu chấp nhận quà của bạn độ thân thiết thầy dấu chấm than đỏ trên đầu đối phương tuyết mộc lại đọc thông tin nữ miêu cần độ thân thiết nam mê bảy mới thuần phục nướng nước. thêm vài miếng thịt thử nghĩ vậy tuyết mộc lại lấy vài miếng thịt ra đặt lên đống lửa nướng nữ miêu vừa ăn xong thấy cảnh này cũng sáng mắt lên nhưng vẫn chưa dám lại gần chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn cuối cùng sau vài miếng thịt nướng độ thân thiết của nữ miêu cũng tăng lên năm khi tuyết mộc định thuần phục nó hệ thống lại hiện độ thần thiết nữ miêu nam tỷ lệ thuần phục 10% phần trăm nếu thuần phục thất bại đối phương sẽ lập tức bỏ chạy chỉ có tỷ lệ ngày mồng một tháng 10 ôi thấp quá mà lần này nó cũng gần no rồi Không thuần phục vậy Khi không muốn ăn thịt nướng nữa nó cũng sẽ đi thôi Một lúc tuyết mộc rơi vào tình thế khó xử Cấp bách mở ba lô ra Muốn xem có đồ gì tăng độ thân thiết không Lúc này anh chợt để ý Có bốn lá may mắn tăng vận may đó Tuy hơi phí Nhưng miễn là thuần phục được nữ miêu thì đáng Nói xong liền lấy ra Trực tiếp đốt lên Theo làn khói trắng bay lên Có bốn lá nhanh chóng cháy hết bạn đã đốt cỏ bốn lá may mắn 5 phút tới bạn sẽ nhận được may mắn bất ngờ theo gợi ý hệ thống hiện ra, Tuyết Mộc cũng lập tức chọn thuần phục nữ Miêu. Ngay lập tức, một sợi dây vàng hư ảo xuất hiện từ hư không. Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết Mộc trực tiếp cuốn lấy, nữ Miêu còn vẫn đang ăn thịt nữ Miêu, bị sợi dây cuốn liền vùng vẫy điên cuồng. Cách thuần phục thú cưng này bạo lực quá. Bảo sao chỉ cần thần phục thất bại là thú cưng sẽ bỏ chạy. Khi Tuyết Mộc đang nghĩ lung tung, sợi dây vàng đã theo sự vùng vẫy của nữ Miêu, càng lúc càng mảnh, sắp đất đến nơi. May mắn thần phục cộng 100%. Theo gợi ý hệ thống hiện ra, sợi dây vàng lại phát sáng rồi trở nên chắc chắn lại. lần này dù nữ miêu có vùng vẫy thì sợi nào? dây cũng không mảnh đi nữa. cuối cùng sau hơn một phút, nữ miêu dùng hết sức không vùng vẫy nổi nữa. thuần phục nữ miêu thành công. toàn cầu vào sinh tồn xương mù. khởi đầu chỉ có một túp lều tranh, liệu bạn có thể sống sót? theo gợi ý của hệ thống, tiết mục đến lãnh địa nữ miêu để thuần phục nó. tiên mục dùng thịt nướng dụ dỗ và đốt cỏ bốn lá may mắn, cuối cùng đã thành công. nữ miêu chưa trưởng thành, độ trung thành 60% phần trăm. nó tỏ ra không hài lòng với cách thuần phục bạo lực. nghe gợi ý hệ thống, tiên mục nhìn nữ miêu nằm trên đất, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. anh giúp em tháo dây được không? nhưng đừng cắn anh nhé. Nữ miêu hừ một tiếng không hài. Tiết Mộc cũng không để ý. đưa tay gỡ sợi dây vàng xuống. khi vòng khóa trên đầu được gỡ ra, lập tức biến thành ánh sáng vàng tan biến. sợi dây thật thần kỳ. chẳng lẽ đây là vật phẩm ma thuật? sau khi thuần phục nữ miêu vẫn chưa thể dừng lại. thời gian có may mắn vẫn chưa hết. Tiết Mộc định tận dụng thời gian này xử lý đám chuột ác mộng. mèo con đợi anh ở đây một lát. anh đi phía trước một vòng. sẽ quay lại ngay. ba ba liền đứng dậy chạy về hướng chuột ác mộng. chỉ hơn một phút sau, anh đã đến trước một hang đá gần vách núi. cửa hang cao bằng người. trong hang đen kịt, không thấy gì cả. nhưng ở cửa hang. lông dầu chấm than đỏ cho Tiết Mộc biết. Đám chuột ác mộng ở trong hang Dù sao còn may mắn từ cỏ bốn lá Vào liều một phen Nghĩ vậy liền xông vào hang Tuy nhiên vừa đi được vài bước Anh đụng phải một Con chuột ác mộng to bằng chó Chết tiệt Con chuột này to quá Lúc này chuột ác mộng cũng phát hiện tuyết mộc Quay người nhe răng khiêu khích sợ không tìm thấy các ngươi lại tự dâng tới cửa lập tức dương cùng lắp tên bắn một mũi tên nổ vào chuột ác mộng không ngờ đối phương tấn công dứt khoát vậy con chuột ác mộng quay người định chạy nhưng đã muộn rồi chỉ nghe một tiếng nổ lớn vị trí chuột ác mộng bị tên nổ thổi một lỗ to lại nhìn sao không có thông báo hệ thống chẳng lẽ phát vừa rồi không giết được nó nghĩ vậy tuyết mộc lập tức tiến lên kiểm tra của nhiên phát hiện một hang chuột ở vị trí đó lúc này tuyết mộc bỗng thấy ánh sáng trong hang liền vội chạy về hướng phát sáng chốc lát sau cả hang rộng mở môi trường xung quanh biến thành một đồng cỏ xanh tươi trong hang đá này lại còn có thế giới khác lúc này trong thung lũng có một đàn chuột ác mộng tụ tập chip chip mở cuộc họp phát hiện kẻ xâm nhập đến tất cả chuột ác mộng đều quay lại nhìn tuyết và mắt chúng cũng tỏa ra ánh sáng quái dị thấy tình hình này tuyết mộc lập tức quay đầu muốn tránh tấn công tinh thần của chuột ác mộng tuy nhiên một con chuột ác mộng muốn nhân cơ hội đánh lén tuyết mộc may mà lại bằng theo sau tuyết mộc kịp phản ứng mạnh mẽ vô cánh tạo ra cơn gió mạnh thổi bay con chuột ác mộng đánh lén đánh lén thất bại con chuột quay người định chạy trốn con muốn chạy cho ta chúng tiết mộc trực tiếp dương cung lắp tên. tên. nổ phát nổ giữa đám chuột lập tức giết chết làm bị thương một loạt chuột nhưng con không bị ảnh hưởng hoảng hốt chạy tán loạn để lộ chiếc ghế đá giữa đám chuột trên ghế ngồi một con chuột to đội vương miệng vàng đây chắc là vua chuột rồi vậy ngươi có đỡ được mũi tên này không thấy tuyết mộc lại rút một mũi tên vua chuột lập tức giơ quyền trượng vẽ một vòng trước mặt mình theo đá quý trên quyền trượng tỏa sáng trước mặt hắn xuất hiện một lớp màn không khí trong suốt tên nổ bắn thẳng vào màn không khí lại bị chặn lại như vậy thấy vua chuột phát ra tiếng cười quái dị tuyết mộc cảm thấy đầu nóng lên một cơn giận vô danh dâng lên đỉnh đầu đại bàng cũng vô cùng tức giận không cần tuyết mộc chỉ đạo nó vô cánh bay đến trước lớp bảo vệ Dùng móng vuốt tấn công mạnh vào màn chắn, thấy màn chắn dưới đòn tấn công của đại bàng, cho tắc không đều. Tiết Mộc như thấy được hy vọng, ta không tin không chém được cái màn chắn này. Nói xong, Tiết Mộc giơ diều bước lớn về phía màn chắn. Khi anh còn cách màn chắn một bước, bỗng một tiếng mèo kêu vang lên bên tai Tiết Mộc. Ngay lập tức, Tiết Mộc thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thung lũng ban đầu biến mất, quay lại hang tối ban đầu. Và ngay trước mặt Tiết Mộc nửa bước, là một khe nứt rộng mấy mét. Hự! nhìn khe nứt sâu không thể đẩy dưới chân tiết Mộc sợ hãi hóa ra vừa vào hang tôi đã trúng tấn công tinh thần của chuột ác và suýt bị bọn chúng lừa rơi xuống vực chết ngay tại chỗ rồi lúc này nữ miêu nhảy nhót đến trước mặt tiết Mộc mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh toàn cầu vào sinh tồn sương mù khởi đầu chỉ có một túc lều tranh liệu bạn có thể sống sót sau khi thuần phục nữ miêu mộc thừa lúc hiệu quả cỏ bốn lá cội xông vào hang chuột ác mộng kết quả bị tấn công tinh thần của chuột ác mộng suýt rơi xuống vực cảm ơn em mèo con nếu không có em chắc tôi đã xong đời ở đây rồi nữ miêu đắc ý kêu meo một tiếng rồi nhảy một cái qua bên kia khe nứt nhanh chóng bắt được một con chuột ác mộng trốn trong bóng tối. Chỉ một móng vuốt đã giải quyết nó. Và biết mình bị lừa, đại bàng lúc này cũng bắt đầu tấn công điên cuồng. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, chuột ác mộng bị một mèo một đại bàng nhanh chóng tiêu Lúc này, tiên mộc phát hiện vua chuột đang lén lút chạy trốn theo một đường hầm. Còn muốn chạy trốn, xem ra do hiệu quả cỏ bốn lá. Vua chuột hoảng loạn quên phóng bùa quên cho ngươi. Nên ngươi có thể thấy nó. Thì ra, con chuột này dùng bùa quên với nữ miêu và đại bàng. Bảo sao chỉ mình tôi thấy được nó. trước mắt tên nổ đã bay đến trước mặt vua chuột cảm nhận nguy hiểm vua chuột lập tức giơ quyền trượng định phóng phép tuy nhiên vừa giơ quyền trượng lên mũi tên đã xuyên qua người hắn lúc này dây chuyền hồng ngọc trên người vua chuột tỏa sáng trói lọi rồi một lớp vỏ đỏ bao phủ toàn thân vua chuột con chuột này còn có bùa hộ thân do ánh sáng chặn tên nổ khiến nó mất động lực bay tiếp vật thực đang rơi thẳng xuống đất và hiệu lực của bùa hộ mạnh cũng biến mất ngay khi chúa tể chuột thở phào nhẹ nhõm bất ngờ là mũi tên chạm đất lập tức phát nổ trong giây phút kế tiếp, chúa tể chuột đã bị khói nổ bao trùm, chúa tể chuột ác mộng đã chết. Có muốn phân tách để nhận được phép thuật không? Gậy phép thành một, vương miện ngọc thành một, dây truyền hộ mệnh thành một, thịt chúa thành tể chuột ác mộng, tinh hoa chúa tể chuột ác mộng, tinh hoa thú hệ thổ thành một, tinh hoa thú hệ, thành hoa thú hệ kim thành hai. Thật là một vụ mùa bội thu. Lại còn có đến ba món pháp khí. Mở túi đồ để xem thuộc tính của những món trang bị Vệ này. Gậy phép, tỷ lệ thành công khi thi triển phép thuật tăng 20%. phần trăm thời gian niệm chú giảm 3 giây vương miện ngọc giá trị quyến rũ tăng 50%. phần trăm khí chất vương giả tăng 50%. phần trăm dây chuyền hộ mệnh khi gặp nguy hiểm chết nó người. sẽ cứu bạn một mạng tỏ ra vừa rồi đã bắn xuyên qua nó con chuột đó vẫn còn sống may lợi. mà dây chuyền hộ mệnh chỉ dùng được một lần mỗi ngày nên mới bị đòn tấn công thứ hai của kiếm nổ giết ngay khi chết. tuyết mộc đang xem xét những thứ này mèo nữ và bạch ưng cũng đã giải quyết xong hầu hết lũ chuột ác mộng trong lần lượt phân tách hết xác của những con chuột ác mộng lại nhận được một lượng lớn máu thịt chuột cùng với ba mươi tinh hoa thú hệ để thưởng công cho hai đồng đội tuyết mộc lấy ra vài miếng thịt chuột cho họ ăn bạch ưng hào hứng nuốt trưởng ăn hết tất cả chỉ trong vài miếng nhưng mèo nữ vẫn còn nợ no đã không còn hứng thú với những miếng thịt Lập này lại chiếc vương miện lấp lánh khiến cô ấy không rời mắt được xét đến thuộc tính của vương miện đối với tuyết mộc không có tác dụng gì nên đã trực tiếp tặng vương miện cho mèo nữ bạn đã nhận được sự tin tưởng của mèo độ nữ, độ trung thành tăng 20% phần trăm được rồi chiều theo sở thích của nhiên là cách tốt nhất để chinh phục thú cưng sau khi tặng vương miện thái độ của mèo nữ với tuyết mộc cũng rõ ràng tốt hơn nhiều ít nhất khi tiết mộc thử xoa đầu cô ấy mèo nữ đã không còn phản kháng nữa vứt ve mèo một lúc mộc mới lại lấy ra sách phép thuật nhìn thời gian còn hơn một tiếng nữa mặt trời sẽ lặn chúng ta tiếp tục khám phá sâu hơn vào trong hang xem thử lũ chuột ác mộng có dấu món đồ tốt nào không kết quả là lục tung cả hang động cũng không phát hiện vật phẩm hiếm nào chỉ tìm thấy một vùng đầm này lớn ở cuối hang phát hiện bùn ngầm dưới đất có muốn thu thập không bùn là thứ tốt đấy nâng cấp biệt thự chỉ còn thiếu bùn và đá cao thu thập cấp đi thông báo nhận được bùn liên tục hiện lên tuyết mộc cười không khép được miệng. cho đến khi toàn bộ túi đồ đầy mới dừng lại vẫn còn nhiều thế này không khác qua lấy thêm một lần nữa là có thể mang đi hết phát hiện đá cao cấp có muốn thu thập không do bùn đã được thu thập gần hết dưới đầm lầy lộ ra những viên đá có ánh kim lại tuyết mộc suy nghĩ một lúc trước tiên vứt bỏ mười phần bùn sau đó dùng hết chỗ trống trong túi để đựng đá cao cấp Ôi vẫn còn nhiều chưa thu thập được Thật lãng phí quá Đúng rồi Tối sơ các trước đây của tôi còn 50 trọng Không biết trọng mèo nhỏ có thể mang được không đến đây tuyết mục lập tức gọi mèo nữ lại Nghe tiếng gọi Mèo nữ nhanh chóng bước về phía tuyết mộc Chỉ là chưa đi được mấy bước Lại đột nhiên như nhớ ra điều lập gì đó Lập tức quay đầu lại với vẻ mặt kiêu ngạo Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi đầu chỉ có một túp lều tranh, bạn có thể sống sót không? Với sự giúp đỡ của cỏ bốn tuyết lá, Tuyết Mộc đã thành công giết chết chúa tể chuột. Sau đậu. đó qua khám phá đã tìm thấy nhiều bùn trong hang động. Sau một hồi thu thập, túi đồ của Tuyết Mộc đã bị nhét đầy. Chuyện gì thế này? Độ trung thành của mèo nữ không phải đã đạt 80% mươi phần trăm? Mèo nữ chưa sao? trưởng thành. Đặt tên cho thú cưng có lợi cho việc rèn luyện độ trung thành, nhưng bản thân mèo nữ là một thú cưng cực kỳ kiêu ngạo. Ngay cả khi độ trung thành đạt một phần trăm, cũng chưa chắc sẽ nghe lời bạn hoàn toàn. Còn thiếu bốn mươi phần trăm nữa mới trưởng thành. Trước đây bệnh ứng nốt một viên linh thạch là tiến hóa, không biết có tác dụng với mèo nữ Nói không? Nói rồi Tuyết Mộc lấy ra một viên linh thạch đưa cho mèo. Nữ nữ mèo con, sau này gọi em là mi mi nghe thấy được không? cách gọi này, mèo nữ đầy vẻ ghét bỏ quay đầu đi không thích à vậy gọi em là azi được thấy không thấy tai mèo nữ đột nhiên động đậy tuyết mộc lại thử gọi azi hai lần nữa lần này mèo nữ đáp lại một rồi tiếng rồi quay người đi về phía tuyết mộc mèo nữ azi mèo nữ chưa trưởng thành rất thích cái tên hiện tại Cô ấy cảm thấy mình như một nữ hoàng cao quý. Độ thân thiết cộng 10. Aji, em có thể ăn cái này không? Nhìn món ăn vặt trước mặt, Aji trực tiếp cắn một miếng, kèm theo tiếng rắc rắc. Món ăn vặt nhanh chóng bị Aji nuốt hết vào bụng. Bên cạnh, Bạch, bạch Ưng thường đến mức mắt sắc rơi ra ngoài. Thấy vậy Tuyết Mộc cũng không thiên vị, lại lấy ra một viên linh thạch ném cho Bạch Ưng. Phát hiện có thể hợp thể, linh thú. Bạch Ưng cộng mèo nữ có thể tạo thành cú mèo, có muốn hợp thể không? Cái gì vậy? Tại sao một mèo nữ dễ cộng với một Bạch Ưng ngoài vệ lại hợp thành một con cú mèo không hợp thể? Vội vàng từ chối câu hỏi về hợp thể. Lúc này một mèo một ưng cũng đã ăn xong đồ Tương ăn vặt. Trên đầu họ đều xuất hiện dấu chấm than màu đỏ mới. Tuyết Mộc kiểm tra một chút bạch ưng hiện tại là sơ cấp 10% phần trăm một trăm phần chắc sẽ lên tới tối cao mèo nữ còn thiếu 20% nữa là trưởng thành cũng không biết sau khi trưởng thành sẽ biến thành hình dạng nhưng gì nhưng tiết Mộc tạm thời không có thời gian nghĩ những điều lấy này lấy ra túi sơ cấp lại nói với an y cái túi này đẹp nhỉ dù sao phụ nữ trưởng thành cũng cần có một cái túi. nghe thấy lời này a di tỏ ra rất hứng thú nên đi đến bên cạnh tuyết mộc thấy đối phương mắc câu tuyết mộc trực tiếp đeo túi sơ cấp đầy bùn lên lưng a di còn bản thân thì chống ra 50 trọng lượng sau đó tuyết mộc tiếp tục thu thập đá cao cấp cho đến khi đầy hết trọng lượng mới dừng tay. Được rồi, nên quay về xong thôi. Sau liền dẫn hai thú cưng đi ra ngoài hang động dọc đường còn thu hồi hai thanh kiếm nổ chưa phát nổ và khi đến cửa hang hệ thống lại đột nhiên hiện thông báo phía đông 2 km có một dương báo vàng xung quanh dương có một đám tinh linh nếu không có đủ hỏa khí khuyên bạn đừng đi trêu chọc chúng còn nửa tiếng nữa trời sẽ tối và dù có chạy tới đó cũng chưa chắc đánh thắng được đám tinh linh cứng lại sự cám dỗ của dương báo vàng nhóm tuyết mộc nhanh chóng quay về nhà đá trước tiên để a di và bạch ưng về phòng tiên mộc lại quay người chạy ra đồng cỏ để thu hồi lồng bẫy thú theo chỉ dẫn của hệ thống nhanh chóng đến vị trí đặt lồng bẫy thú lúc này bên trong có ba con gà rừng đang kêu ríu dí một chống hai mái, thu hoạch không xét lồng bẫy thú chạy một mạch về nhà đá. Trời cũng đã tối, sương mù mất đi ánh nắng mặt trời trở nên sâu thẳm. Và trong phòng, tiên mộc trước tiên đặt lồng bẫy rồng sang một Sau bên. Sau đó mở cây nâng cấp, kiểm tra vật liệu còn thiếu để nâng cấp biệt thự. Còn thiếu đá cao cấp, bùn và thủy tinh. Đột nhiên nhớ ra la bàn mà mình đã bán sáng nay. Tiên mộc lập tức mở kênh giao dịch. Lúc này la bàn đã bán được phần lớn, chỉ còn 20 làm cái đổi vật liệu cao cấp là không ai hỏi. Vì vậy, lấy ra tất cả vật phẩm nhận được từ giao dịch thành công. Nhận được 150 gỗ cao cấp, 700 đá cao cấp, 600 bùn, 1000 thạch anh, hai tinh hoa thú hệ hỏa, 4 tinh hoa thú hệ thủy tinh hoa không có thì thôi sao cả gỗ và đá cao cấp cũng không ai đổi suy nghĩ một lúc tiết Mộc hạ 25 mươi la bàn chưa giao dịch được xuống khỏi kệ sau đó thay đổi nội dung giao dịch rồi đăng lại nhưng giao dịch này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người sống nhanh chóng sốc. ngoại trừ năm giao dịch đổi bạc tất cả các giao dịch còn lại đều hoàn thành ngay khi tiết Mộc đang theo dõi kênh giao dịch đột nhiên một tin nhắn riêng hiện ra đại ca em đang bị lạc ngoài hoàng gia em chỉ có hai đồng đồng mười đồng bạc năm đồ ăn vặt và một phần lúa đối với anh một la bàn được không Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi đầu chỉ có một túp lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Cho bệnh ưng và mèo. Nếu mỗi con một miếng đồ ăn và tuyết mộc dẫn họ trở về nhà đá. Trải qua một ngày nỗ lực, liệu nâng cấp biệt thự cũng sắp đủ rồi. Lúc này một tin nhắn riêng hiện ra. Thầy ra đối phương đưa ra. Tuyết mộc không nhịn được thốt lên trời. ơi. Đồ đặc lẻ tẻ thế này chắc cũng đã hết đạn dược lương thực. Theo thôi. nguyên tắc không lãng phí, tuyết mộc đồng ý giao dịch này. Nhanh chóng vật phẩm của đối phương được gửi tới. Các vật phẩm khác cho thẳng vào kho. Phần lúa mới là thứ tuyết mộc quan tâm nhất. Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Để lại hai trăm gam làm hạt giống. Số còn lại lát nữa xay vỏ để Lập tức ăn. đi đến chỗ bàn công cụ tìm thấy lúa trong đó. Đặc biệt dùng để kéo công cụ rồng làm, theo ánh sáng vàng lóe lên, trong nhà đá vốn đã khá chật chội, bỗng nhiên thêm một công cụ, Tiết Mộc tiến lên nghiên cứu một chỗ vào 800 hạt lúa, rồi vận hành công cụ. Đang khi Tiết Mộc chờ gạo, thủ cương đột nhiên xuất hiện nhiều dấu chấm than. Tiết Mộc mở ra xem thử lập tức giật mình, đám đòi nợ này định ăn sạch tôi sao? Đứa nào đưa nấy không thì đòi ăn thịt thì đòi ăn. Thanh thở một câu, tiết mộc cho gạo xay xong và ống tre, sau đó đặt ống tre lên lò sưởi hâm nóng, rồi mở kho xem có gì có thể cho thú cưng Cúc ăn. Máu của hạ nhân hương, máu và thịt chuột ác mộng số lượng không ít. Đặc biệt là máu của hạ nhân hương. Độ tươi đã không còn cao lắm, vừa hay cho thú cưng ăn còn tăng thuộc tính. Ba viên tiền hóa này lại có thể tăng tốc độ tiến hóa của thú cưng, thật là đồ tốt. Vừa hay mỗi thú cưng một viên, dựa theo nhắc nhở của mỗi thú cưng. Chuẩn bị mỗi bát thức ăn cho bạch ưng, a di và có lẽ do thêm viên tiền hóa, ba thú cưng đều ăn rất thỏa mãn ăn xong thức ăn bạch ưng và A Di nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ông chúa thì trực tiếp ngâm mình trong bát cơm. Mấy đứa các ngươi ăn no rồi, cũng tới lúc giải quyết vấn đề ăn uống của ta rồi. lấy ra rồi. một miếng thịt chúa để trộn. Đặt trước màu sưởi nướng. duyên mộc lại mở kênh trò chuyện, chuẩn bị xem có thông tin lúc gì. Lúc này thông báo hệ thống lại hiện ra. Xin chào các người chơi, hiện tại còn 4 tiếng nữa là đến lúc thanh toán xếp hạng. Hy vọng các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhấn mạnh lại, mỗi khu vực một nghìn người. Chỉ có người chơi xếp hạng đầu tiên mới có thể sống sót, những người chơi sau đó sẽ bị xóa bỏ. Đánh giá sẽ dựa trên tài nguyên trong nhà gỗ và kho của các bạn, cùng sức mạnh cá nhân, tính toán tổng hợp dựa trên các chỉ số như sức mạnh thú cưng. Đây sẽ là 4 giờ cuối cùng của các bạn. Xin hãy cố gắng. Sau khi thông báo hệ thống kênh trò chuyện lập tức tràn ngập tiếng than vãn. Có người lo lắng vật phẩm của mình. Người xếp hạng thấp muốn nhân cơ hội lừa lấy vật phẩm. Tuy nhiên, tiết mục ngồi trước lò sưởi lại không hề lo lắng. Vài hạng đầu thì tôi không dám Nhưng vào một 100 thì chắc chắn không vấn đề gì. Ăn xong miếng thịt nướng ngon lành. Tiết mục lại mở bảng nâng cấp. Kiểm tra bảng vật liệu nâng cấp biệt thự. Vật liệu chính đã đủ hết. Chỉ thiếu thủy tinh. Nghĩ đến đây tiết mục lấy ra bốn khối gỗ ném vào lò luyện kim cho nó bắt đầu hoạt động sau đó cho vào bốn phần cát thạch anh để luyện vài phút sau bốn phần thủy tinh mới ra lò vật liệu đã đủ nâng cấp biệt thự vật liệu tương ứng đã bị trừ biệt thự đang xây dựng theo hệ thống phát ra nhà đá lập tức bị bao phủ bởi ánh sáng trắng mơ hồ trong ánh sáng trắng tiết mộng nhà đá của mình đang phân rã vang lên âm thanh len canh của kim loại và cứ thế không biết trôi qua bao lâu ánh sáng trắng tan biến biệt thự cuối cùng cũng xây dựng xong trời ơi đẹp quá cả tòa biệt thự có hai tầng mỗi tầng hơn một trăm mét vuông tầng một chia thành vài phòng và tầng hai ngoài phòng tắm và một phòng ngủ còn có một sân thượng rất rộng từ sân thượng có thể nhìn thấy sân biệt thự lúc này sương mù xung quanh biệt thự lùi ra ngoài mười mét có thể nhìn thấy toàn bộ sân biệt thự có cả hồ bơi và vườn hoa tiếc là chưa có cây cối và nước khu đó chắc là vườn rau nhỉ lát nữa có thể trồng lúa ở đó nhưng sao biệt thự này không có tường rào Thế này không an toàn chút nào. Ngay lúc này, hệ thống hiện cửa sổ thông báo biệt thự đã xây dựng Và xong. Và trước mắt anh cũng xuất hiện một loạt dầu chấm than. Tiết mục vội vàng xem từng cái. Từng dao có thể xây dựng hàng rào bảo vệ cấp 1. Điều kiện xây dựng: 100 kinh cấp thành. Hồ bơi có thể xây dựng hồ bơi ngưng tụ sơ cấp. Mỗi giờ có thể ngưng tụ 100 lít nước. Không thể uống, không thể lọc. Điều kiện xây dựng: Nhìn xuống từng nội dung có thể mở rộng. Tiết mục chỉ cảm thấy đau đầu. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương mù. Khởi đầu chỉ có một túp lều chân. Bạn có thể sống sót không? Tiết Mộc vừa chuẩn bị xong thức ăn cho mấy thú cưng. Hệ thống đã hiện đếm ngược thanh toán xếp hạng. Điều này khiến nhiều người sống sót cảm thấy Tuyết áp lực. Tiết Mộc cũng nhặt nhạnh được. Thuận lợi nâng cấp nhà thành biệt thự. Không ngờ một khu vườn biệt thự có thể xây dựng nhiều thứ đến thế. Nhưng vật liệu như vậy cũng quá nhiều. Để đảm bảo an toàn cho biệt thự, Tiết Mộc vẫn xây tường rào trước. Theo một tia sáng vàng lóe lên, một bức tường gai cao 1,5 phẩy mét xuất hiện xung quanh biệt thự. Nhìn những gai nhọn lấp lánh ánh kim loại, tiết mộc mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Dù sao vật liệu cũng đủ, xây luôn cả công viên thú cưng và hồ bơi đi. Xây sớm hưởng sớm. Theo vật liệu tương ứng bị trừ, nhanh chóng hồ đất trong sân biến thành một hồ bơi xây bằng đá. Bên kia gần ruộng cũng đột nhiên xuất hiện một nhà gỗ và một cây khô. Trên cây có một tổ chim khổng lồ. Bạch ưng đang nằm trong đó ngủ máy. Tổ ông vẫn treo trên cành cây. Dưới gốc cây là một hàng rào. Bên trong nhốt bốn con gà rừng đang kêu ríu rít. Trời ơi, tác dụng của thịt chuột ác mộng mạnh quá. Từ trong nhà được dịch chuyển ra ngoài mà không Bạch ưng này sao không thấy tổ của a đâu? cô ấy ngủ ở đâu nhỉ? từ sân thượng đi về phòng. tiên mục mới phát hiện, con nhóc đó lại đang ngủ trên giường của mình và do đã ăn viên thanh hóa, mèo nữ nhỏ dường như lại lớn thêm một chút, không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. tiên mục đi xuống lâu kiểm tra tình hình cải tạo tầng dưới phòng khách tầng một rộng hơn nhiều và vì lồng thú cưng đã được chuyển ra ngoài bây giờ trông rất trống trải không dừng lại lâu tiết mục đi thẳng đến phòng đầu tiên ở tầng 1 phòng làm việc đây là một phòng chuyên dùng để chế tạo công cụ phòng làm việc này không lớn nhưng được bố trí gọn gàng ngăn nắp trông thật không tệ Thừa là một món đồ nội thất bằng nâng cấp tìm thấy một sofa trong danh sách phòng làm việc nhấn chế tạo một cái rồi thấy vài khối gỗ xuất hiện trên bàn làm việc búa đục và các công cụ khác cũng bay đến bắt đầu một chàng thao tác keng keng chốc lát sau một chiếc sofa đã được làm xong sofa hoàn thành trực tiếp xuất hiện trong phòng khách có thể nói là rất chu đáo sau khi làm thế kèm một bàn trà phù mộc đến phòng khác đến phòng thuốc. Căn phòng dùng để điều chế thuốc, thuốc thông thường có thể tìm thấy công thức tương ứng trong phòng thuốc. Điều kiện xây dựng: 10 gỗ cao cấp, 100 gỗ thường, 10 đá, 20 bồn, 10 đồng hai tinh hoa thú hệ hóa phòng thuốc kèm công thức cái này phải xây theo lệnh của tuyết mộc lại một chàng đập phá nhanh chóng một tia sáng vàng lóe căn phòng này thêm một bàn chế thuốc bằng gỗ trên đó bày biện các dụng cụ điều chế thuốc trông rất chuyên nghiệp xung quanh phòng thêm vài tủ thuốc các ngăn kéo gỗ còn treo từng nhãn tiện cho việc tìm dược liệu tuyết mộc quét qua một lượt cơ bản đều là những vật liệu anh đã có những thứ khác thì thôi nước axit sao có thể để trong ngăn kéo được nói rồi tuyết mộc mở ngăn kéo đó thấy trong ngăn kéo là một luồng sáng trắng hoàn toàn không thấy rõ bên trong có gì và tương ứng trong đầu anh hiện ra thông tin vật phẩm về nước axit nước axit nước bẩn ngưng tụ từ mưa axit Thương cực có lớn. thể gây bỏng rát và hoại tử ra sinh vật nếu vào mắt có thể gây mù cho vào bồn tắm có thể phi tăng xác thì ra đây là nước hủy xác trong truyền thuyết xoay người đi ra khỏi phòng tiếp mộc đến căn phòng cuối cùng phòng này nhìn là biết là kho trong phòng bày mấy kệ hàng trên kệ là các loại vật liệu nhìn qua một cái Tiết mộc liền rút lui ngoài mấy phòng này ở góc phòng khách còn có một phòng nhỏ đi vào kiểm tra mới phát hiện là nhà vệ sinh lúc yên. này vị trí vòi sen và bồn cầu đều trống chỉ có vài dấu chấm than cái khác không có được Những chỗ tắm và đi vệ sinh phải có tôi không muốn ở biệt thự mà để phòng đầy mùi bài tiết Đọc giới thiệu về voi sen và bồn cầu. Tiết mộc không chỉ mở ra thế giới phép thuật, tiện thật, chỉ là tốn nhiều đồ ăn và nhưng quá. vẫn đau lòng xây dựng hai thiết bị này. Theo ánh sáng lóe lên, vòi sen và bồn cầu lần lượt xuất hiện trong nhà vệ sinh. Đúng lúc tích tụ đầy bụi bẩn. Để tôi thử xem ở đây có tốt không. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng toàn thân đều sạch sẽ. Tắm xong tuyết mộc về phòng ngủ. Hôm nay thu hoạch được không ít, có thể xử lý một phần. vì vậy lại mở kho kiểm tra một lượt. Cuối cùng những thứ mình không thích là thịt chuột ác mộng. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương Khởi đầu chỉ có một túc lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Sau khi xây xong tường rào, tuyết mộc mới cảm thấy xung quanh biệt thự an toàn hơn. Sau đó lại khám xét một vòng trong biệt thự và xây dựng các thiết bị trong các phòng như phòng làm việc, phòng dược, làm rượu mật ong. Còn thiếu men, đen dâu còn thiếu bông và dầu. Phải mua nhanh trong môi trường này đèn dầu chắc chắn sẽ bán chạy nghĩ đến đây lại đăng thêm vài thông tin mua trên kênh giao dịch làm xong những việc này tuyết mộc chui vào chăn ngủ say ngay khi anh vừa ngủ không lâu thời gian đã đến 12 giờ đêm lúc này hầu hết người sống sót đều đang chờ hệ thống đưa ra xếp hạng tin nhắn trong kênh trò chuyện cuộn nhanh người sống sót bắt đầu điểm danh bây giờ công bố xếp hạng người chơi khu số nếu tên bạn không xuất hiện trong bảng xếp hạng bạn sẽ có hai lựa chọn thứ nhất là bị xóa bỏ thứ hai là bạn có thể theo các lãnh chúa khu vực nhưng ý thức độc lập của bạn sẽ trở thành công cụ dưới tay lãnh chúa thời gian suy nghĩ chỉ có 10 phút nếu đến lúc đó bạn không thể đưa ra lựa chọn tôi sẽ giúp các bạn chọn bây giờ bắt đầu công bố xếp hạng sau đó vô số tên lướt qua trong thông báo mỗi khu chỉ công bố xếp hạng trong khu vực của mình không can thiệp lẫn nhau tên hiện ra rất nhanh khi xếp hạng cập nhật gần tới top 10 nhiều người chơi bắt đầu tuyệt vọng vì họ biết với sức mạnh của mình tuyệt đối không thể vào top 10 khu bảy hạng nhất Học mục là đại gia nào vậy? Ra đây hú một tiếng Tôi biết đây đi. chính là tay buôn lòng đen đó. Người bán nước bán la bàn ấy. Thảo nào đại gia có nhiều đồ quý như vậy để bán. Thì ra anh ta là hạng nhất khu này. Không chừng là hắc Tại sao ai cũng là người mà anh ta lại giỏi thế? Người trên chỉ đang ghen tị thôi. Khu số đã công bố xếp hạng. Xong, tiếp theo sẽ công bố tắt ba người sống sót các khu chữ cái và những người sống sót ngoài tắt 100 khu số. Các bạn có thể bắt đầu lựa chọn cuối cùng bị xóa bỏ hay trở thành công cụ của lãnh chúa. Bắt đầu đếm ngược. Theo thông báo hệ thống phát ra, kinh trò chuyện lại nổ tung, nhưng bất kể người sống sót kêu than thế nào cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Do số lượng người chơi giảm mạnh, sau đó sẽ tiến hành gộp khu. Mỗi khu số nhỏ không còn sử dụng bản đồ riêng mà trực tiếp gộp vào khu 1. Ví dụ khu 1 đến 10 trực tiếp gộp vào bản đồ khu 1. Tiếp theo công bố top 3 khu A. Theo xếp hạng phát ra, tiết mục vững vàng hạng nhất khu A. Khi tất cả xếp hạng được công bố xong, thời gian đến ngược lựa chọn chỉ còn 2 phút. Tất cả người sống sót ngoài tắt một trang đều đang thảo luận cách lựa chọn trên kênh trò chuyện. Cuối cùng trong lúc tiết mục ngủ say, sách phép của anh thỉnh thoảng lại hiện thông báo tăng thuộc hạ cộng 1 thuộc hạ cộng 1 và với tư cách là hạng nhất đại khu, Tuyết Mộc còn nhận thêm một phiếu nhân đôi tất cả thuộc tính. Những thông báo này đều không làm phiền giấc ngủ của Tuyết Mộc cho đến khi bên ngoài biệt thự có tiếng bùm rất lớn. Tuyết Mộc mới giật mình tỉnh giấc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh nhanh chóng đi đến cửa sổ kiểm mới kiểm tra. phát hiện hàng rào xung quanh biệt thự đã bị lật tung. Ở chỗ hàng rào bị hỏng, xuất hiện một dấu chấm than đỏ, bị hồng long phá hoại, hàng rào hư hỏng cục bộ. Có muốn sửa chữa không? Điều kiện sửa chữa: 50 gai nhỏ, chết tiệt, dám phá hỏng hàng rào của tôi. Lập tức lấy cung ngắn từ kho, rồi chạy lên sân thượng biệt thự. Bạch ưng vừa gọi mắt ưng một tiếng Hệ thống đột nhiên hiện bảng thuộc tính của Bạch ưng Tiết mộc ngạc nhiên phát hiện Bạch ưng đã nâng cấp lên linh thú tối cao Và còn thức tỉnh khả năng nhìn đêm Theo tiếng kêu của Bạch ưng Trước mắt tiết mộc xuất hiện hiệu Thị giác kết Một là tầm nhìn của chính anh Chỉ có thể thấy một sương mù đen kịt. Còn một là tầm nhìn của Bạch ưng Tuy toàn bộ thế giới vẫn là tông màu đen Nhưng các vật phẩm và sinh vật khác nhau Hiện ra các màu sắc khác nhau Có thể giúp anh phân biệt rõ mọi thứ Ngay lúc này một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới khi tiết Mộc còn chưa kịp phản ứng a di đằng sau anh đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ tiết mục lập tức quay đầu phát hiện a di đang nhảy cao lên la về phía trên đầu mình khiến anh sợ hãi rụt đầu lại vào khoảnh khắc đó, trên đầu anh, đột nhiên xuất hiện một con rồng bay toàn thân Vô đỏ cánh, dùng. vô súng tiết mộc, ngay khi móng rồng gần như chụp được tiết mộc, Aji cũng lao vào vị trí hồng Tây long bởi biến thành móng mèo, hung hăng cào vào móng rồng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, móng rồng bị cào ra vài vết thương. Màu nóng bỏng bắn xuống mặt đất, phát ra tiếng xeo xeo ăn mòn. Hồng long bị tấn công, kêu lên một tiếng, lại vô cánh bay lên không trung. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong Hồi sương đầu chỉ có một túc lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Sau khi hệ thống công bố. Nhiều xếp người hả? sống sót không vào được tấp 100 Chọn trở thành dân lãnh địa. Tiên mộc đang ngủ đến nửa đêm bị một cục tấn công. Và đánh nhờ thức. sự giúp đỡ của mèo tránh được một đòn tấn công. Hồng long tấn công thất bại sai người trên không. Chuẩn bị tấn công lần nữa. Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm Nói sao? Nói rồi tiên mộc kéo cung, bắn ra một mũi kiếm nổ. Kiếm sĩ phóng đi, nhanh chóng bay đến trước mặt hồng long, nhưng bị nó chụp được. Tuy nhiên một chưa kịp đắc ý, kiếm nổ lập tức phát nổ, bao phủ gần nửa thân hồng long. Hồng long đau đớn giống lên một tiếng, rồi quay người nhanh chóng bay vào sương mù, đến khi không còn thấy bóng hồng long, tiên mộc mới thở phào nhẹ nhỏ a di lần Chưa này đợi tiếp nói hết a di đột nhiên cúi người tạo tư thế long dựng đứng và mắt cô ấy nhìn chằm chằm lên bầu trời đen tối lại đến rồi bạch Ư. lập tức lại vào trạng thái mắt Ư. quả nhiên trong sương mù một bóng hình màu đỏ đang nhanh chóng lao về phía mình tiết mục lập tức dương cung lắp nắm về hướng hồng long bay tới Tuyết theo khoảng cách đối phương càng lúc càng tiết mục phán đoán khoảng cách rồi lập tức buông tay bắn mũi tên tiếp theo lại giúp ngay một mũi kiếm nổ bắn tiếp một mũi không được không tin hai mũi còn không bắn chết Nhưng lúc người... này Tiết Mộc lại thấy về phía hồng long đột nhiên xuất hiện một dấu chấm than không lồ và bên cạnh dấu chấm than còn có chữ chớp thấy gợi ý như vậy Tiết mộc không chút do dự omaji bên cạnh lập tức chạy vào phòng ngay sau đó cùng với tiếng một luồng lửa nóng bỏng trực tiếp phun vào sân thượng trời ơi cái này cũng quả đáng quá mời đến thế giới này ngày thứ năm giờ cả dòng phun lửa cũng xuất hiện rồi còn để người ta sống không hồng long trên không tấn công không trúng lại bay lên cao chỉ còn một mũi kiếm nổ làm sao đánh đây Tiết mộc hết cách đánh mở kho muốn tìm xem có gì đối phó được với hồng long máu chúa thể chuột ác mộng có thể dùng để tôi luyện pháp khí tăng linh lực cho pháp khí có vẻ cái này có thể có tác dụng với hồng long lấy ra một lọ máu chuột chúa Bơ lên đầu mũi kiếm nổ lập tức mũi kiếm lé lên tia sáng vàng kiếm nổ ác mộng bị kiếm sĩ này bắn trúng tuyệt đối là trải nghiệm như ác mộng hiệu ứng đặc biệt nổ tự động làm quên không ngờ còn có thể chống hiệu tuy chỉ là thuật quên nhưng chỉ cần dùng đúng chỗ vẫn có thể giết bất ngờ nghĩ vậy tiết mộc lập tức dương cùng lắp tên rồi ra lệnh cho bạch ưng bạch ưng người bay lên thu hút sự chú ý ta thừa có tấn công nó được không bạch ưng đáp một tiếng rồi giang cánh bay lên không tiên mục thì cẩn thận nằm bên cửa cửa sổ chờ hồng long xuất hiện sau khi bạch ưng bay, Bây lên vòng, trên biệt thự hai vòng lại kêu lờ mấy tiếng cuối cùng hồng long từ trong sương mù bay ra nhanh chóng đến gần bạch ưng thấy đối phương xuất hiện tiết mục lập tức dương cung ngắm khi hồng long sắp đuổi kịp bạch ưng tiết mục bắn mũi tên ra mà kiếm nổ ác mộng vừa bay ra lại đột nhiên biến mất thậm chí không phát ra tiếng động đến khi mũi kiếm xuất hiện lại đã bắn trúng phần bụng yếu ớt của hồng long hồng long kêu thả một tiếng khoảnh khắc tiếp theo kiếm nổ trực tiếp nổ trong cơ thể hồng vụ nổ gặp màu dễ cháy trong chớp mắt hồng long như quả bom nổ thanh ngọn lửa rực rỡ trên bầu trời đêm rồi vỡ tan thành mảnh ha, ha một phát trúng đích sau vụ nổ Bệnh bạch ưng nhanh chóng bay về và trong mỏ ngậm một cổ cầu màu đỏ cái gì đây ký sinh vật của hỏa linh cự long tồn tại vô cùng đặc biệt bất tử có thể cho vật chủ khả năng tụ tập hóa nguyên tố chẳng lẽ cự long có thể phun lửa là vì thứ này sao khá ghê đấy nhưng cho ai ăn đây vừa nói vừa nhìn a thấy đối phương lập tức lùi lại vài bước và điên cuồng lắc đầu được rồi thấy rõ là cậu thật sự không muốn ăn phát hiện có thể hợp thể linh thú bệnh ưng cộng hỏa linh có thể tạo thành gà lửa cái gì vậy hợp thể không phải là ưng lửa Sau sao lại là gà lửa chim không có lông không phải là gà ngay khi tuyết mộc đang có nên hợp thành một con gà lửa không hỏa linh trong mỏ bạch ưng đột nhiên hóa thành chất lỏng chảy vào miệng bạch ưng chết tiệt tôi còn chưa nói muốn hợp thể chỉ má. thấy bạch ưng nuốt hỏa linh đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội sau đó toàn thân lông vũ bắt đầu nhanh chóng dụng khi tất cả lông của bạch ưng đều dụng hết nó lại bị một đám lửa bao quanh, và nhanh chóng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa biến thành một đống tro rơi xuống mặt đất ban công Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi đầu chỉ có một túc đều tranh. Bạn có thể sống sót không? Tiết mộc dùng mũi kiếm nổ cuối cùng nâng cấp thành kiếm nổ ác mộng và phối hợp với bạch ưng giết chết hồng long và hỏa linh trong cơ thể hồng long cũng khiến bạch ưng tiến hóa thành hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiết mộc ngay lập tức ngẩn người. Hỏa linh này cũng quá phá hoại. Một rồi. lúc khiến tôi mất hai thú cương. Ngay khi tiết mộc tức đến suýt nổ tại chỗ đột nhiên từ đống cho chuyển ra tiếng kêu chích chích để ý đến âm thanh này Sinh mục lập tức vạch đống cho phát hiện một con chim nhỏ không lông Đây là hỏa điều linh thú tối cao tái sinh từ lửa Thể ấu sinh của Bạch ưng linh điều có thể bay trong lửa khi gặp tấn công có thể hóa thành lửa bay hệ thủy phép thuật hệ băng không thể gây thương tổn Bạch ưng điên cuồng vỗ đôi cánh không lông của nó Chốc lát sau đôi cánh nhỏ đó lại bốc lên ngọn lửa Theo ngọn lửa càng lúc càng lớn Bạch ưng vui vẻ kêu một tiếng rồi bay lên chỉ là bay được vài phút trên không trung Ngọn lửa đó càng lúc càng yếu cuối cùng tắt hẳn Bạch ưng không lông cũng theo đó rơi từ trên không xuống sân biệt thự. Thấy cảnh này, tiết Mộc và A Di không biết nói gì. Lúc bạch ưng mới nở, tròn rất nhiều thức ăn mới khiến nó nhanh chóng lớn lên. Bạch ưng sau khi tái sinh cũng cần nuôi lại. Vì vậy tiết Mộc lập tức chạy xuống lầu, muốn xem tình hình của bạch ưng. Tuy nhiên vừa đến tầng 1, anh bị dọa dạ hít một hơi. Trời ơi, nhà tôi khi nào có nhiều người thế này? Những người này có cả nam lẫn nữ, trang phục khác nhau. Nhưng từ cách ăn mặc và ngoại hình có thể thấy, họ đều là người chơi game. Các người là ai? Sao lại ở trong biệt thự của tôi? Kính chào lãnh chúa. Chúng tôi là dân lãnh địa của ngài nghe câu trả lời này, Tiết Mộc đầy dấu hỏi. Dân lãnh địa chỉ thuộc tài sản riêng của lãnh chúa, có thể ra lệnh cho dân lãnh địa khai phá đất đai, khai thác cảng, thu thập dược liệu và các hoạt động. Dân lãnh địa không thể từ chối. Đội chung thành 60%. Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao lại có thêm nhiều dân lãnh địa thế này? Tiết Mộc cũng không băn khoăn nhiều, anh còn đang gấp đi xem tình hình của Bạch Ưng, nên vội vàng chạy ra khỏi phòng. Kết quả đến sân, bị chấn động bởi đầy đất dấu chấm than đỏ, xương rồng có thể rèn vũ khí cực phẩm, có xác suất nhất định nhận được binh khí phụ mẫu. Vầy rồng vầy cứng của rồng, áo giáp làm từ nó có thể đạt cấp độ đau thương bất nhập. Răng rồng nguyên liệu cực phẩm để chế tạo kiếm sĩ răng rồng, xem từng cái một. Tiết mộc vui đến mức chân cũng còn lại. Hồng long này cũng rộng lượng quá, lại để lại nhiều đồ tốt thế này. Thu thập tất cả, nhận được 356 xương rồng, sáu vảy rồng. Sau khi cho tất cả nguyên liệu vào kho, Tiết mộc mới đến bên cạnh Bạch ưng. Chết chưa? Nghe câu hỏi, Bạch ưng đột nhiên lật người ngồi không dậy. Không chết là tốt rồi. Là cái này phải không? Thấy Bạch ưng gật đầu, Tiết mộc đưa đồ ăn vặt qua. Bạch ưng một miệng ngậm lấy, chỉ ba miếng đã nhai vụn và nuốt xuống. Thấy đối phương ném ánh mắt khao khát, Tiết mộc biết nó còn muốn ăn, định lấy ra thêm một miếng đồ ăn. Lại đột nhiên nhờ tới thịt hồng long vừa Lên lấy ra một miếng đặt xuống đất. Thấy miếng thịt này, Bạch ưng hào hứng kêu một tiếng, liền nhau tới. Một hồi cuốn gió còn lại tiêu diệt hết, ăn xong thịt dê. Bạch ưng không chỉ thân hình lớn hơn không ít trên người còn mọc ra một lớp lông tơ màu đỏ. ông một cái non nê dư ngủ thiếp đi. Này này, về tổ của mày mà ngủ. Nghe tiếng gọi của Tuyết Mộc, Bạch ưng lại mở mắt, bay về tổ của mình, giải quyết xong vấn đề của Bạch, tuyết Bạch ưng lại quay về phòng khách. Thưa lãnh chúa ngài có gì, cần chúng tôi phục vụ không? Vừa đến phòng khách, Tuyết Mộc đã bị dân lãnh địa vây quanh. Các người đừng gấp, tôi phải hiểu rõ tình hình hiện tại đã. Nói rồi Tuyết Mộc vội vã chạy về phòng ngủ, lấy sách phép ở đầu giường xem thông tin. Người chơi khu 7, tiết Mộc, chúc mừng bạn đã trở thành hạng nhất khu 7, tự động nâng cấp thành lãnh chúa khu 7 và một đống thông tin phía sau Căng khiến tiết Mộc ngạc nhiên đến không khép được lượng liền. thông tin hơi lớn. Giải đấu loại khu vực giới hạn 15 và này. tôi lại còn là lãnh chúa được ưa thích nhất. Có vẻ tôi chẳng làm gì cả. Tôi còn trở thành nhà phát triển số một thế giới. phiếu nhân đôi tất cả thuộc tính. Haha <laughs> cái <laughs> <laughs> này không tệ. Sắp xếp thông tin rõ ràng. Tiết Mộc cũng biết 40 gian lãnh địa đột nhiên xuất hiện trong biệt thự của là mình. Là chuyện gì? Nên lại xuống lâu. Chia 40 người theo các chức năng khác nhau. Tiến hành phân đội đơn giản. Sau đó bắt đầu lên kế hoạch nhiệm vụ toàn cầu bước vào sinh tồn trong xương. ban đầu chỉ có một căn lều tranh liệu bạn có thể sống sót không khi tuyết mục xuống lầu phát hiện trong phòng khách có thêm mấy chục dân qua sen thông báo mới biết mình đã trở thành lãnh chúa còn bạch ưng sau khi ăn thịt hồng long cũng tiến hóa lần nữa do vừa thu hoạch được nhiều thịt hồng long tuyết mục cho năm dân chúng giỏi nấu ăn đi xử lý đám thịt thừa lãnh, lãnh chúa xin hỏi nhà bếp ở đâu à trong biệt thự hình như chưa có nhà bếp nghĩ vậy tuyết mục lập tức mở cây nâng cấp tìm trang nhà bếp xây dựng nó ra đặt vị trí nhà bếp ở ngoài biệt thự vậy như vậy họ nấu ăn cũng không làm phiền mình nữa sau khi xây xong nhà bếp năm đầu bếp dùng thùng gỗ đựng thịt rồng sách đến bếp xử lý số dân lãnh địa còn lại dựa theo khả năng sở trường chia thành bảy đội mỗi đội năm người phân biệt phụ trách y tế hậu cần hải thuốc săn bắn khai đồn gỗ và bảo vệ các đội đã phân công xong nhưng cho họ ở biệt thự hiện tại cũng không đủ chỗ cho nhiều người nên mở bảng nâng cấp Xem nội dung nâng cấp cấp tiếp theo của biệt thự. Trang viên chỉ có người trở thành lãnh chùa mới có thể xây. Kiến trúc cấp này, Percy, sau khi nâng cấp, bạn còn có thể xây dựng suối nước nóng, vườn thư viện, cưng, phòng tiệc, khu dân cư. Thầy giới thiệu về trang viên. Tiết mục hận không thể lập tức nâng cấp biệt thự, nhưng khi thấy yêu cầu nâng cấp trang viên phía Ý sau, nghĩ này lập tức biến mất. Điều kiện này cũng quá khoa trương rồi. henji chỉ có nâng cấp thành lãnh chùa mới có thể xây. Sau khi từ bỏ nâng cấp, tiết mục lại lục lọi một hồi trong sách phép, cuối cùng cũng có thu hoạch. Ký túc xá này không tệ, tuy điều kiện không bằng khu dân cư của trang viên, nhưng bây giờ cũng chỉ được thế. Lập tức chọn ký túc xá. Kiến trúc phương án A. bảo thiếu tinh hoa thú

Chết rồi, đừng nói là cả ký túc xá cũng không sống Trong lúc hoang mang, một nghĩ đến những giao dịch đang hôm nay, nên lập tức mở kênh giao dịch, lập tức một loạt thông báo giao dịch thành công hiện ra. Còn 17 phần thịt chuột ác mộng chưa bán được. Đúng lúc đang lên đổi lấy ít tinh hoa thú hệ thổ lúc này, một tin nhắn riêng đột nhiên hiện ra. Đại ca, có thể dùng tinh hoa thú hệ thổ đổi trước thịt chuột ác mộng không? Có thịt ăn em sắp chết đó rồi. Vừa định đổi chút tinh hoa thú hệ thổ, đã có người tự tìm đến. Được, cậu có bao nhiêu? Em có 108 cái đổi được không? Thấy phản hồi của đối phương, tiếp Mộc sững người, vội vàng hỏi đối phương làm sao có nhiều tinh hoa thú như vậy. Và người chơi tên ngộ không này cũng không giàu gì. Mô tả lại nguyên vẹn việc mình dùng nước axit tiêu diệt hoàn toàn một tổ thôn hồn ma như Chờ thế nào tuyết một nghe Thông minh thật, tôi đúng là cần tinh hoa. Nhưng thú. giờ tôi chỉ còn 17 phần thịt chuột. Tôi có ác thể thêm một cung ngắn và 10 mũi tên, cộng thêm một đèn dầu đối với cậu được không? Thật là đại ca, em không nhìn nhầm chứ? Vậy 108 tinh hoa thú hệ thổ này có quá ít không? Tôi đúng là hơi thiệt một chút. Thế này nhé, sau này cậu kiếm được tinh hoa thú và vật liệu tiên bán hả? cho tôi, tôi sẽ mua theo giá thị trường. Thỏa thuận xong giao dịch, mục lập tức mở danh sách chế tạo. Kiểm tra vật liệu cần cho đèn dầu. Vật liệu hiện tại có thể làm 46 chiếc đèn. Chế tạo tất cả. Theo vật liệu tương ứng bị trừ, trong kho xuất hiện 46 chiếc đèn dầu. Còn thiếu cung ngắn, vừa hai đội săn bắn cũng cần cung. Làm nhiều một lần. Nghĩ đến đây, Tuyết Mộc trực tiếp chế tạo 10 cung ngắn và 200 mũi tên. Sau khi trừ vật liệu, phòng công cụ lại vang lên tiếng đập leng keng. Nhanh chóng, cung ngắn và kiếm sĩ xuất hiện trong kho. Sau khi đảo cụ đủ, Tuyết Mộc liền mở cửa sổ trò chuyện, tiến hành giao dịch với Ngộ Không. Được rồi, đủ vật liệu xây ký túc xá phương án. Không báo không đủ số lượng thủy tinh. Chết tiệt vừa rồi làm đèn dầu. Dùng hết thủy tinh rồi. Nghĩ đến đây, Tuyết Mộc không nhịn được muốn mắng mình là đầu óc lợn. Bình tĩnh một lúc, Tuyết Mộc mới gọi vài thành viên đội hậu cần đến. Các người đến phòng luyện kim. Lấy tất cả các thạch anh trong kho hiện Luyện thành tại. thủy tinh. Vâng thưa lãnh chúa. Nhìn mấy người mang vật liệu đi. Tiết Mộc ngồi trên sofa không khỏi cảm thán, có thuộc hạ giúp việc thật tốt, không cần tự mình động tay không nữa. lâu sau, Tiết Mộc phát hiện trong kho mất hơn 900 phần các thạch anh, thêm 100 khối thủy tinh. Lần này cuối cùng có thể xây ký túc xá rồi chứ. Thấy hệ thống trừ một đống vật liệu suôn sẻ, Tiết Mộc mới thở phào, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng khách biệt thự. Lúc này ở một góc vườn hoa, đang có một tia sáng vàng bao phủ, có thể thấy mơ hồ bên trong có nhiều đá và gỗ bay lên bay xuống. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương mù. Khởi đầu chỉ có một túp lều Bạn chanh. có thể sống sót không? Do số lượng dân lãnh địa đông. Biệt thự không đủ chỗ. Tuyết ở. một định xây cho họ một tòa ký túc xá. Sau một hồi bận rộn trên kênh cuối giao cùng dịch. đã gom đủ vật liệu xây ký túc xá. Theo các loại vật liệu nhanh chóng chất đống, một tòa ký túc xá vương vắn nhanh chóng xuất hiện trong sân. Ký túc xá phương án A xây dựng hoàn thành. Nghe thông báo, Tuyết một lập tức dẫn dân lãnh địa vào ký túc xá. Tham quan một lượt và phân cho mỗi dân lãnh địa một phòng, khiến tất cả dân lãnh địa đều xúc động. Dân lãnh địa mã số không đội 8. trung thành cộng 10 Dân lãnh địa mã số không một đội trung thành cộng năm. Bây giờ trong ký túc xá còn trống trải. Vừa hay lấy nội thất làm phần thưởng ban cho thuộc hạ. Đang khi Tuyết Mộc suy nghĩ, đầu bếp sơ từ cũng đến ký túc xá. Thưa lãnh chúa, thịt hồng lòng đã nướng xong, xin hỏi lãnh chúa có muốn dùng trước không? Vậy hôm nay tổ chức một bữa tiệc mừng đi. Vừa hay nhân cơ hội này, tăng thêm độ trung thành của dân lãnh. Nghe lại như vậy tất cả dân lãnh địa đều vui mừng đều lần lượt bày tỏ lòng biết ơn tiết mục dẫn tất cả dân lãnh địa đến phòng ăn tầng 1 lúc này phòng ăn cũng trống trải không có một cái bàn ghế nào lập tức mở sách phép chế tạo vài cái bàn lớn và hơn 20 cái ghế sau khi tiết mục và phần lớn dân lãnh địa ngồi tổ sổ, hậu cần và tổ nấu ăn bắt đầu bày món tiết mục lại lấy ra mười chai rượu mật chi cho mọi người đang khi anh chuẩn bị ăn đột nhiên kênh trò chuyện hiện ra tiết mục đọc kỹ lịch sử trò chuyện mới phát hiện tối nay khu a à đã xảy ra không ít việc khu. theo nội dung kênh trò chuyện con hồng long đó có lẽ là một bài kiểm tra dành cho lãnh chỉ chủ. là con rồng đó đã bị tôi đánh nát bét rồi liên tiếp tấn công vào lúc này kênh trò chuyện lại có người chơi tiết lộ lãnh chúa khu vực của họ đã bị hỏa long đánh chết lãnh chúa tử vong do người chơi xếp hạng hai cùng khu kế thừa vị trí lãnh chúa nếu người chơi xếp hạng hai cũng chết sẽ kế thừa theo thứ tự thông báo lãnh chúa khu bảy tuyết mộc tiêu diệt hồng long trở thành dũng sĩ diệt rồng đầu tiên thưởng danh hiệu dũng sĩ diệt rồng và nhận được một huy chương dũng sĩ diệt rồng thông báo hệ thống kết thúc một huy chương đột nhiên xuất hiện trước mặt tuyết mộc huy chương dũng sĩ diệt rồng sau khi đeo có thể tăng dũng khí cộng hai mai mòn cộng hai hiệu ứng đặc biệt ác long sợ hãi người diệt rồng cộng 10 đọc xong một lúc tuyết mộc liền đeo huy chương lên người sau đó lại mở bảng thuộc tính cá nhân nội dung đánh giá này là cái quái gì phản nàn hai câu tuyết mộc lại mở kênh công cộng xem tin nhắn lúc này có lãnh chúa khu khác đang hỏi tuyết mộc đã giải quyết cự long thế nào? Vừa định chia sẻ kinh nghiệm diệt rồng của mình. Azi đã nhảy qua còn lấy tiết mộc đòi ăn thịt nướng bất đắc sĩ tiết mộc phải đóng cửa sổ cho di miếng thịt nướng trước mặt mình nhưng không ngờ cô ấy mới ăn hai miếng đã bị vật cứng đập vào răng vội vàng nhổ đồ trong miệng ra nhìn vật thể phát sáng màu đỏ trên bàn tiết mộc không khỏi tò mò đây không phải là tinh hoa thú tôi hỏi sao, sao lúc nhặt đồ hồng long rơi ra sao không thấy tinh hoa thú thì ra tinh hoa thú của hồng long trong lúc, lúc tiết thị... mộc lẩm bẩm A di đã nhổ ra ba tinh hoa thú khác nhau. Thấy tinh hoa thú hệ hỏa và hệ thổ tinh tế trên bàn, Tuyết Mộc sợ quá vội vàng trong bảng nâng cấp. Tìm trang đồ ăn, làm cho mình một bộ dao nĩa bạc. Được rồi mọi người có thể bắt đầu Nhưng ăn. Khi ăn phải cẩn thận trong thịt có tinh hoa thú. Nếu ăn thấy tinh hoa thì đưa cho sơ tử. Để cô ấy phụ trách rửa sạch rồi cất vào Vừa rất lời. Hệ thống lại hiện một loạt thông báo độ trung thành dân lãnh gợi ý. Theo Tuyết Mộc cầm miếng thịt nướng đầu tiên cho vào miệng. Bữa tiệc trong tiếng răng rắc thỉnh thoảng vang lên. Đã vui vẻ bắt đầu. Đến khi bữa tiệc kết thúc, Tuyết Mộc tổng cộng thu được gần ba trăm tinh hoa thú. Trong đó còn có một viên tinh hoa thú ngũ sắc phát sáng nhiều màu. Sau khi no say, Tiết Mộc lại cho trường tổ hậu cần mở một số quyền hạn để anh ta xây dựng phòng tắm và nhà vệ sinh trong ký túc xá. Những thiết bị sinh hoạt này ngoài tắm rửa và vệ sinh còn có nước uống cho mấy chục người. Lúc này khiến chi phí nước tăng lên rất nhiều. Xen ra phải cho đội săn bắn đi khám phá sớm. Tìm nguồn nước gần đây mới được. Nghĩ, Nghĩ vậy Tiết Mộc lại đến phòng công cụ chuẩn bị làm trang bị cho các đội cần đi ra. Tổ đốn ngoài. gỗ chỉ cần diều kim loại sắc bén là đủ. Diều lớn có hiệu ứng chí mạng một trăm phần trăm. Một người chặt những người còn lại phụ trách vận chuyển gỗ là được. Để tổ đốn gỗ có thể mang về nhiều gỗ hơn một lần. Tiết Mộc quyết định nâng các túi của họ thành túi tối cao. Vật liệu hiện tại của tôi chỉ đủ làm một cái túi. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi đầu chỉ có một túc lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Sau khi xây xong ký túc xá, tiếp mục dẫn dân lãnh địa tham quan một lượt, sau đó lại đến phòng ăn tổ chức tiệc. Hành động này không chỉ tăng độ trung thành của dân lãnh địa mà còn nhận được rất nhiều tinh hoa thú các hệ. Sau khi tiệc kết thúc, lại bắt đầu chế tạo trang bị cho dân lãnh địa. Suy nghĩ một lúc, tuyết mục nhìn bốn mươi sáu đèn dầu trong kho, tám đội. Mỗi đội chỉ cần hai cái, có thể bán 30 cái. Nghĩ đến đây, Tuyết mục lập tức đăng đèn dầu lên nền tảng giao dịch và gửi nội dung giao dịch lên kênh trò chuyện khu vực. Bây giờ tôi và các khu khác cũng coi như có quan có hệ. Có đồ tốt vẫn nên bán cho người chơi cùng khu trước. Người mình không tiêu thụ hết mới bán giá cao cho kẻ thù. Thông tin giao dịch vừa đăng đã thu hút phản ứng nồng nhiệt của nhóm. Chỉ một đêm. phút đã bán được phần lớn và những người chơi không có da thú và sợi gai cũng vội vàng nhắn tin riêng muốn dùng vật phẩm khác để đổi. Đại ca, em có bản thiết kế quốc đồng hoàn hảo và một nghìn đá. Có thể đổi một cái đèn dầu được không? Quốc vừa hay có thể cho đội khai thác phương. Xem giới thiệu của người này Anh ta có lẽ ở gần mỏ Cậu có đá cao cấp không? Nhưng chỉ có 10 khối Tôi có thể cho thêm 10 phần dầu Vậy đen dầu của cậu có thể dùng liên tục 100 giờ Cảm ơn đại ca quá theo giao dịch hoàn thành, Tiết Mộc chưa kịp vui mừng đã nhận được thông báo hệ thống thuộc tính thương buôn gian xảo cộng một. Thuộc tính thương buôn gian xảo khi sự gian xảo của bạn đạt đến mức độ sẽ tự nhiên thức Thuộc tính thương buôn gian xảo Đó có thể tăng độ tin tưởng của người mua với bạn. Khi thuộc tính thương buôn gian xảo đạt cấp 10. có thể chuyển nghề thành thương nhân. Tôi chỉ dùng 10 phần dầu. Đổi lấy 10 đá cao cấp của anh ta Có gì gian xảo đâu Không để ý đến thông báo của hệ thống Tiết mục tiếp tục xem tin nhắn yêu cầu giao dịch Nhanh chóng lại ở một người chơi khác Dùng một đèn dầu đổi được 102 phần dầu Cộng thêm 100 phần bông Thuộc tính thương buôn gian xảo cộng 1 Cuối cùng bán được 18 đèn dầu Số còn lại không bán được nữa 12 cái còn lại thì đăng lên kênh thế giới bán vậy. Nghĩ vậy Tiết Mộc liền trên kênh thế giới, đăng một thông tin bán đèn dầu. Rồi đóng cửa sổ, bắt đầu chế tạo túi tối cao. Theo vật liệu tương ứng bị trừ, bàn trong phòng làm việc lại bắt đầu tự động bận rộn. Tuy nhiên Tiết Mộc không biết, lúc này anh đã bị lãnh chúa khu một để ý. Tướng quân, Tiết Mộc lãnh chúa khu 7 đột nhiên đang bán 12 đèn dầu trên nền tảng giao dịch, chúng ta có nên mua không? Đồ tốt thế này, dĩ nhiên phải Người mua hỏi xem anh ta có muốn bán bản thiết kế không, giá có thể thương lượng. Theo tiểu đệ rút lui, lãnh chúa khu một giả không nhịn được bắt đầu bực bội tên khắc kỳ lãnh chúa này hơn ta một bậc thật đáng ghét quá tướng quân mới là thiên tuyển tử mấy ai có thể như ngài vậy mang cả danh trại cùng xuyên qua và còn có thể tập hợp tất cả mọi người lại chứ nói đến việc này ta càng tức giận tên tuyết mộc đó rõ ràng một mình đơn độc xuất thân mà chỗ nào cũng có lợi thế hơn tướng quân ta. có khi nào hắn có bí mật gì không nghe câu này già chính cảnh mắt sáng lên lập tức gọi quân sư đến lập tức cho phòng tình báo tìm các người chơi khác ở khu bảy tìm cách làm rõ vị trí khu bảy ta nhất định phải tìm ra tung tích tên tiết mục đó bắt cóc hắn về đây bên thiết mộc sau khi đăng nội dung giao dịch nhanh chóng nhận được nhiều tin nhắn yêu cầu mua không ngờ dân lãnh địa cũng có thể giao dịch có phải ghét dân lãnh địa của mình không đây nhưng ý tưởng đề xuất gia công này không tệ được cậu đưa tôi hai phần vật liệu tôi gia công cho cậu một đèn dầu sau đó lại đăng bảng vật liệu đèn dầu lên kinh thương buôn gian xảo nhưng tôi đã hứa rồi không có thủy tinh tôi chỉ có mảnh thủy tinh vỡ. Thu tính thương buôn gian xảo cộng một. mảnh thủy tinh vỡ loại vật liệu này lấy được thế nào trong phế tích thành phố vật liệu này ở khắp nơi nhưng không có thủy tinh nguyên chỉ có mảnh vỡ cần dùng lò luyện kim cấp hai nấu lại thú vị Thế còn dầu thì sao? Phế tích thành phố còn có thể khai thác được dầu. chặn xăng bỏ hoang có thể thu được không ít dầu. Ra vậy. Vậy anh muốn làm bao nhiêu đèn tôi dầu? Tôi đưa anh 100 phần vật liệu, anh giúp tôi làm 50 cái đèn dầu. tinh tôi cho thêm 50 phần, không để anh thiệt. Sau khi thỏa thuận xong, Tuyết Mộc thông qua chức năng khế ước lãnh thu lấy vật phẩm giao dịch trước, sau đó chọn tất cả để chế tạo đèn dầu. Xử lý xong những thứ này, tuyết Mộc lại mở cửa sổ muốn dùng dân lãnh địa. để giao dịch đèn dầu. ba dân lãnh địa đổi một đèn, muốn đổi thì đổi. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi đầu chỉ có một túc lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Để thu thập vật liệu, tiết mục đã bán trên nền tảng giao dịch. Một loạt đèn dấu. Điều này không chỉ thu hút người chơi thường mà săn còn khiến các lãnh chúa khác có ý đồ xấu tính toán. Ba dân lãnh địa đổi một đèn. Đối phương thấy tin nhắn trả lời năm đổi hai. Được thôi. Thiệt thòi thương buôn, thuộc tính thương buôn gian xảo cộng dân 2. lãnh địa cộng năm. dầu chưa hai. Này lãnh địa anh ở đâu vậy? Sao lại bán dân lãnh địa? Đối phương giao dự một lúc lại giải thích lãnh địa tôi ở sa mạc. Ở đây chẳng có gì cả, không thể nuôi nổi dân lãnh địa. Bán bớt một phần cũng là vì họ tốt. Tôi cần đèn dầu để khám phá bản đồ xa hơn. Không thì mọi người đều phải chết đó. Cảm ơn nhé. Thuộc tính thương buôn gian xảo cộng một. Sau khi giao dịch xong, dân lãnh địa mới trực tiếp xuất hiện trong phòng. Tiết mục vội vàng bảo người tổ hậu cần. năm dân lãnh địa này đi nghỉ. Sau ngơi Sau đó sắp xếp vào đội khai thác. Lúc này thông báo hệ thống hiện ra. Đêm cực hàn sẽ đến trong 3 ngày. Yêu cầu các lãnh chúa khu vực chuẩn bị sẵn giúp sàng. Giúp người chơi khu vực của các bạn vượt qua đợt lạnh. Khu vực có tỷ lệ tử vong thấp nhất sẽ nhận phần thưởng đặc biệt. Đợt lạnh này mạnh hơn nhiều so với đợt trước. Muốn giúp người chơi trong khu vực, nếu nguy cấp thì phải thu thập nhiều đá rồi cho họ vay lại. Sau đó, tiên mục lại xử lý hết mấy tin nhắn còn lại, nhận được 1000 cặng sát, muôn mảnh bản đồ kho báu và thuộc tính thương buôn gian xảo cũng đạt tối đa. Thức tỉnh kỹ năng bị động đại hồ ly, đại hồ ly kỹ năng bị động thương buôn gian xảo. Khi đối phương rơi vào bẫy ngôn ngữ của bạn, sẽ tin tưởng bạn vô điều kiện. Ngay cả khi đối phương sinh nghi, cũng sẽ vì chút ngon ngọt mà dễ dàng rơi vào bẫy. Muốn tăng tỷ lệ thành công kỹ năng bị động, hãy nhớ cho đối phương chút ngon ngọt. Tôi có gian xảo đến thế Mà không? Và cho tôi kỹ năng này. Lầm bầm xong tuyết mục lại nhìn tin nhắn cuối cùng. Muốn mua bản thiết kế đèn dầu. Trả lời tôi cần 100 dân lãnh địa, 1000 đá cao cấp, 1000 gỗ cao cấp và 1000 đồ ăn vặt. Anh hoàn toàn không có thành ý giao dịch. Nói nhảm, anh muốn cướp công việc độc quyền của tôi. Chắc đến để đùa thôi. Lãnh chúa tôi nói rằng, nếu anh thành ý giao dịch, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện giá cả, hợp tác cùng nhau làm ăn lớn mạnh hơn. Làm sao ngồi xuống nói chuyện? Tôi còn không biết các anh ở đâu. Chức năng mới của lãnh chúa có thể định vị lẫn nhau với người chơi trong khu. Nếu anh đồng ý điều kiện hợp tác, tôi có thể thể hiện thái độ của chúng tôi trước. Trực tiếp đầu tư trở thành người chơi khu của anh rồi định vị lẫn nhau. Anh tưởng tôi ngu à? Thế không phải là xâm nhập nội bộ địch sao? Xem tôi xử anh thế nào. Đã muốn hợp tác. Vậy thể hiện thực lực lãnh chúa nhà anh đi. Có bao nhiêu vật liệu tốt? Tạm thời gửi cho tôi xem. Tôi hứa không nhấn giao dịch, chỉ xem thôi. Pháp quan này thấy tin nhắn của Tuyết Mộc, lập tức chạy đến chỗ giả chính cảnh xin. Qua phân tích của anh ta, nhanh chóng khiến giả chính cảnh đồng ý thể hiện một phần công ty. Bên Tuyết Mộc vừa làm xong 50 đèn dầu, trả lại cho lãnh chúa phế tích thành phố. Phó quan muốn định vị kia đã trả lời tin nhắn. Lãnh chúa nhà tôi đồng ý yêu cầu của anh. Đối phương gửi lời mời giao dịch, đồ ăn vặt 1000, giao dịch cỗ một. Tuyết Mộc từ chối giao dịch. Đây là tài sản nhà lãnh chúa anh à? Nhiều quá nhỉ? Thực lực lãnh chúa nhà tôi còn mạnh hơn anh tưởng nhiều. Nhưng phải phòng người. Nếu anh nhấn giao dịch, chúng tôi chẳng phải thiệt lớn sao? Vậy đơn giản, tôi dùng giao dịch thật luôn. Anh đặt tất cả tài sản nhà anh lên. Tôi đặt bản thiết kế chưa đăng ký. Hai lên. bên đều không nhấn Thì giao nào? dịch. Sau khi tiết mục thử vài lần giao dịch và khiến phó quan này hạ cảnh giác và lúc này kỹ năng bị động đại hồ ly phát động thành công khiến phó quan đổi nội dung giao dịch từ bản thiết kế thành bức dầu. tranh đèn dầu. Thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng, vội vàng hoàn thành giao dịch. Nói xong tiết mục lại bắt đầu giao dịch và đối phương bị ảnh hưởng kỹ năng đại hồ ly. không bách nhấn xác nhận giao dịch, nhưng khi phát hiện vật liệu trong kho đều biến mất, chỉ còn lại một bức vẽ ngoạch ngoạc của trẻ con. Mới chợt hiểu ra chuyện gì vậy? Không phải giao dịch bản thiết kế đèn dầu sao? Sao lại thành một bức tranh? Lừa tôi, khi phó tướng này gửi tin nhắn qua, Tiết Mộc không còn trả lời nữa. Khi trời gần sáng, Tiết Mộc cuối cùng đã làm xong 25 tù tối cao, đồng thời còn là 15 quốc đồng hoàn hảo. Tổ khai thác và thu thập tổng cộng 15 người, vừa hay mỗi người một cái. Thứ này không chỉ có thể đào mỏ, còn có thể làm vũ khí. Tốt thật. Chuẩn bị xong tất cả công cụ, Tiết Mộc liền tập hợp thành viên tổ khai thác và thu thập đến nhà ăn, phát trang bị cho họ. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sư Khởi đầu chỉ có một túp lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Lãnh chúa không một muốn lừa vị trí của Tuyết Mộc rồi bắt cóc anh ta, nhưng lại bị Tuyết Mộc có kỹ năng đại hồ ly lừa một đống vật liệu. Lúc này trời cũng sắp. Tuyết Mộc gọi dân lãnh địa đến nhà ăn, lấy hết công cụ và vũ khí ra, đặt xuống đất, rồi nói với đám người tôi gọi đến đội trưởng nào thì lên nhận trang bị của đội các vâng Vâng thưa lãnh chúa. Tổ khai thác, thưa lãnh chúa, số 10 sao báo cáo, đợi các người tổng cộng 10 túi tối 5 quốc đồng cao. hoàn hảo, hai cung ngắn, 20 mũi tên, hai đèn dầu. Đây là ban thưởng của lãnh chúa. Dạ một tiếng, số 16 từ đống trang bị dưới đất, đặt ra trang bị tuyết mục đề cập trước tiên cho vào túi của mình sau đó tổ dược liệu tổ gỗ và tổ săn bắn phân phối công cụ tương ứng theo chức năng sau khi phân phối xong tất cả công cụ tiết mục lại gọi một dân lãnh địa có năng lực đặc biệt ra ngoài dân lãnh địa mã số 001, giới tính vô định năng lực đặc biệt dự đoán chỉ cần hiểm. cho anh ta một con dao găm sắc và đủ đuốc anh ta sẽ là trợ thủ tốt nhất để khám phá khu vực mới độ trung thành 70%. từ hôm nay ngươi sẽ được gọi là a vân con dao găm này cho ngươi hãy giúp tổ săn bắn nhanh chóng khám phá bản đồ mới Bắt a vân sáng lên lập tức cúi người 70 độ dạ A Vân xin phép báo cáo, đội trung thành cộng một, tỉnh ngụ, thiên phủ kỹ năng, khử giác nguy hiểm. Thấy thông báo hệ thống, Tiết Mộc lại một phen vui mừng. Lúc này trời dần sáng, Tiết Mộc dặn họ chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, rồi quay về biệt thự phòng ngủ của mình. Hôm qua 62 đèn dầu đổi về được nhiều vật liệu, cũng bù đắp được chi tiêu gần đây. Lúc này anh đột nhiên chú ý đến tinh hoa thú cao cấp và đuôi rồng trong túi. Hai vật liệu này có thể chế tạo một cây cung rồng. Nghĩ vậy Tiết Mộc lập tức mở trang chế tạo, tìm thấy một cung trong mục vũ khí cung rồng phủ phép lại còn cần tinh hoa thú sắc. may xác. là hôm qua ăn thịt rồng lấy được một viên vật liệu đủ chế tạo theo vật liệu tương ứng bị trừ nhanh chóng một cây cung rồng phủ phép kiểu dáng xuất hiện trong kho tuyết mộc lấy ra nghịch một lúc lại ra sân biệt thự bảo thuộc hạ dựng một tấm đá bên hàng rào làm bia chuẩn bị thử sức mạnh của cung rồng tuy nhiên khi anh vất vả kéo cung rồng ngắm mục tiêu Mũi tên vừa bắn ra đã nổ tung trên không, khiến Tiết Mộc và dân lãnh địa xung quanh đều xứng người. Thưa lãnh chúa, tôi nghĩ là mũi tên không xứng với cây cung này. Cung quá mạnh, tên quá yếu. Nên hiểu. mới nổ tung. Tiết Mộc nghe xong gật đầu liên tục. Cũng thấy là lý do này. Rồi lại trong trang nâng cấp mục 7, tìm nội dung chế tạo mũi tên. Mấy loại mũi tên phù phép này và liệu cơ bản giống nhau. Chỉ là lông vũ và tinh hoa thú khác Sẽ ảnh hưởng hiệu quả phù phép và mười mũi tên phải dùng, một tinh hoa thú và một linh thạch cũng quá đắt để thử sức mạnh cung rồng tuyết mộc cắn răng là mười mũi tên gió và mười mũi tên lửa sau khi trừ vật liệu hai mũi tên lập tức xuất hiện trong kho tuyết mộc lấy ra một mũi tên lửa trực tiếp kéo cung bắn theo một luồng lửa rực rỡ bay ra từ cung rồng chớp mắt mũi tên cắm vào tâm bia đá tuyết mộc chưa kịp vui mừng đã nghe bùng một tiếng lớn cả khối đá đột nhiên nổ tung và phạm vi hơn 10 mét xung quanh cũng lập tức bốc cháy theo ngọn lửa lan rộng nhanh chóng đốt cháy một mảng lớn đồng cỏ và hàng rào đây là liệt hỏa phần thành sao ghê quá vừa cảm thán xong tiết mục đột nhiên hiểu ra chết rồi lửa cháy nhanh quá lúc này dân lãnh địa xung quanh cũng hoảng loạn định đi lấy nước sập lửa. tất cả dừng lại một lạnh xuống dân lãnh địa đều im lặng lãnh chúa định nhìn ngọn lửa lớn đốt cháy nhà chúng ta sao tất nhiên là không nói xong tiết mộc hết lớn vào sân bạch ưng ừ vừa rất lời một con chim lửa đỏ khổng lồ đột nhiên giang cánh bay tới dân lãnh địa đều kinh ngạc nhìn lên trời đây là quái vật à con chim to thế này có thể mang cả người bay được đây bạch ưng dập lửa đi bạch ưng kêu một tiếng liền lao về phía ngọn lửa đang cháy rồi mở miệng ra ngọn lửa trên mặt đất lập tức bị một lực vô hình Hút bay vào miệng bạch ưng thấy cảnh này dân lãnh địa đều kinh ngạc lãnh chúa thậm chí có thể thuần phục cả quái vật ghê gớm thế này trời ơi cái này không chỉ phun được lửa còn hút được lửa nữa mạnh quá thấy lửa bị hút hết tiết mục lại gọi bạch ưng về nhưng ngay lúc này bạch ưng đột nhiên bắt đầu rơi xuống Toàn Cầu bước vào sinh tồn trong sư. Khởi đầu chỉ có một túp lều tranh, bạn có thể sống sót không? Sau khi sắp xếp xong trang bị và nhân sự, Tiên Mộc lại dùng vật liệu trên người Hồng Long chế một cây cung rồng, nhưng chỉ thử bắn đã gây ra đám cháy lớn. Trong hoàn cảnh đó, tiết mục bảo Bạch ứng hút ngọn lửa vào sau khi hút bạch xong ưng nữa, bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống thấy bạch ưng sắp rơi vào đám đông Tuyết mục lập tức hét lớn gọi bạch ưng mau quay lại đây tuy nhiên nghe lệnh này bạch ưng chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục rơi xuống nhưng thời gian này đã đủ để dân lãnh địa gần đó tránh ra may là không ai bị bạch ưng đè trúng thấy bạch ưng thoi thóp dưới đất Tuyết mục lập tức mở hiệu ứng mắt mới biết chuyện gì đã xảy ra hóa ra là bị ngộ độc khói khói từ gai độc cháy làm choáng dọa dạ tôi một trận chủ nhân mau tránh ra tôi nhịn không nổi nữa Tiết Mộc còn chưa kịp phản ứng, nhưng nhờ khả năng dự đoán nguy hiểm, anh không do dự, lập tức lùi ra vài mét. Cùng lúc đó, Bạch Ưng đột nhiên xì một tràng hơi, lượng lớn khí gặp một tia lửa dưới đất. Trong chớp mắt Bạch Ưng như tên lửa bay vọt lên. Ô chim giận dữ kinh thật. Con chim này không cần cánh vẫn bay Trong được. Chốc lát sau, Bạch Ưng đã bay lên cao trăm mét rồi lại bắt đầu rơi xuống. Bạch Ưng mau bay đi. Bạch Ưng yếu ớt chỉ đập cánh hai cái, nhưng không có phản ứng gì. Độ cao này, nếu Bạch Ưng rơi thẳng xuống đất, sợ là không sống nổi. Nghĩ vậy Tiết Mộc lại lấy ra một mũi tên gió, bắn về phía Bạch Ưng. Nghe vút một tiếng, tên gió lập tức bắn trúng lông dụng của Bạch Ưng rồi tạo ra một cơn lốc xoáy, lốc xoáy cuốn bạch ưng xoay tròn trên không, qua mấy phút mới từ từ tan đi, và bạch ưng cũng từ lốc xoáy rơi vào hồ bơi. Lúc này nó cũng cuối cùng tỉnh táo, trên người lại bùng cháy, vô cánh vài cái bay về tổ. Qua một hồi náo loạn, trời cũng đã sáng hẳn, Tuyết Mộc sắp xếp xong trang bị, liền xuất phát vào sương mù. Kết quả vừa ra khỏi phạm vi biệt hệ thống đã hiện bốn hướng gợi ý. Đọc kỹ một lượt, khiến Tuyết Mộc ngạc nhiên không thôi. Bốn hướng, ngoài dương báo vàng và tinh linh cây ở phía đông, ba hướng còn lại đều đã thay đổi. Chỉ một đêm, môi trường xung quanh nhà hoàn toàn khác suy nghĩ một lúc tuyết mộc giao lồng bẫy thú cho diệu tam và mộc bá hai đội các ngươi đi về phía nam mộc bá dẫn đội đốn gỗ và phụ trách bổ sung mồi cho lồng bẫy rồng đúng lúc mỗi lần đốn gỗ phải để một người cảnh giới tổ dược liệu các người vào rừng nguyên sinh thám hiểm tìm dược thảo nhưng đừng đi sâu quá cũng phải để hai người cảnh giới và giờ ban ngày chỉ có 6 tiếng các người nhất định phải quay về sau 3 tiếng đừng đợi đến lúc mặt trời lặn vẫn còn trong rừng dặn dò xong những điều cần tổ đốn gỗ và tổ dược liệu đã đi theo hướng tuyết mộc chỉ định còn bản thân tuyết mộc dẫn tổ khai thác và tổ săn bắn đi về khu mỏ xám phía tây theo mọi người đến gần khu mỏ, Tuyết Mộc lại mơ hồ cảm thấy điều chẳng lành. Tôi còn cảm thấy có gì không ổn. Sao hệ thống cũng không gợi ý gì? Ngay khi Tuyết Mộc vừa đến một vị trí, Aji đột nhiên hét lên bên cạnh, khiến Tuyết Mộc sợ vội lùi lại hai bước. Thấy vậy Aji mới ngẩng cao đầu đi tới. Tuyết Mộc tưởng cô ấy muốn thu hút sự chú ý của mình, nên nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy hai cái, rồi nói với Lâm Hải phía sau cảnh giới, tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên vừa nói xong, Aji đã đưa bàn tay lông xù chặn Tuyết Mộc lại. Di sao vậy? Sao không cho tôi đi tiếp? Không đếm xỉa đến tuyết mục sốt ruột. Aji đưa móng vuốt sắc nhọn thăm dò phía trước. Dây sau ánh sáng lạnh lấy lên. Móng vuốt có thể xé rách tấm kim loại của Lại bị cắt đứt hoàn toàn. Tuyết mục lập tức trợn tròn mắt. Cái, Aji, lần này may có em. Nói đến gợi ý. Sao lần này không có gợi ý? Tuyết mộc lập tức quay người kiểm tra các hướng khác. Gợi ý vẫn còn. Chỉ riêng hướng khu mỏ xám không có gợi ý, có vẻ có gì đó đã chặn gợi ý, xem ra chỉ có thể dùng cách thử nguyên thủy nhất. Nói rồi Tuyết Mộc lấy ra một mũi tên lửa và lùi lại một đoạn, rồi bắn về phía khu mỏ xám. Nhưng mũi tên lửa uy lực mạnh mẽ lần này lại quái dị biến mất trước mặt Tuyết Mộc. Ngay trước khi mũi tên biến mất, trước mặt tôi xuất hiện rào chắn giống như thạch. Chẳng lẽ mũi tên lửa bị nuốt mất? Suy nghĩ một lúc, Tuyết Mộc lại lấy ra một bụi tên gió, bắn về vị trí cách rào chắn nửa mét. Theo mũi tên rơi xuống đất, một con lốc xoáy mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, chốc lát đã thổi đến rào chắn vô hình toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương mù khởi đầu chỉ có một túc lều bạn có thể sống sót không may mắn dập tắt được ngọn lửa trong trại tiết mộc chuẩn bị xuất phát thu thập vật tư tuy nhiên chỉ qua một đêm môi trường xung quanh trại hoàn toàn thay đổi theo gợi ý tiết mộc đến khu mỏ xám trước nhưng không ngờ gặp hiện tượng kỳ lạ tiết mộc thấy dao chắn trong suốt này bị lốc xoáy thổi bắt đầu hiện sóng vặn vẹo rồi tiếp theo gió thổi vào dao chắn một nửa biến mất còn nửa lốc xoáy kia không bị ảnh hưởng gì vẫn say không ngừng có vẻ nửa lốc xoáy bên kia rào chắn không biến mất mà bị gì đó chặn không nhìn thấy nghĩ đến đây tuyết mộc mới thả lỏng bắt đầu quan sát kỹ rào chắn đang rung động cuối cùng anh phát hiện cách trăm mét bên trái có một khu vực trống bất kể rào chắn rung thế nào vị trí đó vẫn không thay đổi chút nào đó chắc là cửa đi qua rào chắn nghĩ vậy tuyết mộc dẫn mọi người đi về hướng đó vừa đến gần khu vực đó gợi ý liền hiện ra rào chắn không gian có thể cắt vạn vật đồng thời cũng bao dung vạn vật khi không gian tồn tại giống như cổng không gian đi qua đây có thể tránh nguy cơ bị rào chắn không gian cắt khu mỏ sám sản xuất các loại cặn nhưng bên trong có đám gaberlin xấu xa đi lang thang với sức mạnh hiện tại của bạn vẫn có thể thử một phen thấy hệ thống tiết mục cuối cùng cũng thả lỏng dẫn mọi người đi vào khe không gian vừa vào khu mỏ hệ thống lại hiện nhiều gợi ý không chỉ giới thiệu vài loại khoáng sản thậm chí còn có cả đồ gaberlin để lại. bùn thường trộn phân lập tức biến thành bùn cao cấp thật tuyệt vời 16. người đi thu cục phân đó đi vì sao làm phân bón vâng thừa lãnh chúa nói xong 16 nín thở xúc cục phân lên cho vào tối, nhiệm vụ lãnh chúa đã hoàn thành đừng buồn mũ và quốc sắc của gaberlin cho người dùng đấy xem như bù đắp tổn thất cho ngươi nghe vậy thạch lự vui vẻ chạy nhặt cái mũ và quốc kim càng sắt lên dưới ánh mắt ghen tị của dân lãnh địa trang bị cho thác. mình thử xem cái quốc này tốt thế nào thưa lãnh chúa sau đó 16 giờ cao quốc kim cang đào mạnh vào cặng sắt cặng cứng lập tức bị trẻ làm đôi chỉ đào vài cái, hệ thống đã hiện thông báo thu được cặng sắt, khiến mọi người xung quanh đều ghen tị. Biết thế tôi đi hot phân rồi, tôi cũng muốn có cái quốc thế này quá. Đang khi mọi người bàn tán díu dít, Aji đột nhiên phát ra tiếng kêu cảnh giác. Tuyết mộc vội quay đầu nhìn, chỉ thấy phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một con quái vật xanh nhỏ. Cả Berlin rất nhanh nhẹn, nó đánh rơi vũ khí rồi. Bây giờ là cơ hội tốt để phản sát nó. Tất cả cảnh giác, nghe tiếng hét, đám dân lãnh địa mới phát hiện con quái xanh ở xa. Cung thủ tại chỗ đều hốt hoảng dương cung lắc tên. Aji bảo vệ dân lãnh địa, nói rồi Tuyết Mộc nhanh chóng rút một mũi tên gió. Khi anh ngắm Gaberlin, đối phương cũng động tốc độ nhanh như tia sáng xanh mục tiêu tấn công không phải tuyết mộc mà lao về phía bên trong nhưng ngay sau đó aji cũng hóa thành tia sáng trắng lao về phía gamerlin theo tiếng kêu thảm vang lên gamerlin xuất hiện gần 16 sáu tuyết mộc nắm lấy thời cơ lập tức bắn mũi tên tên gió rất nhanh ngay khi tuyết mộc vừa buông tay tên đã trúng mục tiêu tiếp theo một cơn lốc xoáy đột ngột xuất hiện chỉ chốc lát gamerlin đã bị lốc xoáy xé nát gamerlin đã chết có muốn thu thập vật tư không thu thập được thịt nhão gamerlin cộng một trăm tinh hoa thổ cộng hai Nanh gà Berlin cộng 2 Giải quyết xong gà bơ linh lại bảo bạch ưng bay lên không Tuần tra một vòng toàn bộ khu mỏ xám Phát hiện thực sự không có nguy hiểm khác Mới để tổ khai thác ở lại đào mỏ Rồi dẫn tổ săn bắn rời khỏi đây Tiếp tục đi về phía đâu Đến lúc lấy dương báo vàng kia rồi Không qua khi về Hệ thống gợi ý là Nếu muốn dùng lửa chạy đối phó Tôi có thể sẽ hối hận Nhưng hôm nay Lại thành có thể thử dùng tên lửa đối phó họ Điều này cho thấy với cung rồng và tên lửa, hệ thống đánh giá tôi đã có thể giết tinh linh nhanh chóng. Tuyết mộc dẫn tổ săn bàn đến lãnh địa tinh linh cây. Đây là một khu vực giống như ốc đảo, 7 đến 8 cây lớn đường kính trên 3 mét, mọc trên bãi cỏ xanh mướt và dương báo vàng kia sáng chói, đặt dưới một gốc cây lớn. Nếu không xem gợi ý, tôi chắc sẽ xông lên mở dương mất. Thưa lãnh chúa ngài muốn dương đó à? Để tôi qua mang về cho ngài. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong khởi mù. đầu chỉ có một túc lều tranh. Bạn có thể sống sót không? Qua thăm dò, mộc cuối cùng đã vào thành công khu mỏ sáng và gặp một con gà Berlin bên trong. Sau khi một kiếm giết chết nó, Tuyết mộc để tổ khai thác ở lại đây còn anh thì dẫn tổ săn bắn tiếp tục đi đến lãnh địa tinh linh cây săn thú vừa định hành động vân bên cạnh lại đề xuất ý kiến phản đối không thể đi được tôi cảm thấy bãi cỏ này kỳ lạ lắm kỳ ở đâu tôi chỉ thấy kỳ kỳ thôi người ta làm sao biết kỳ ở đâu săn thú không kiên nhận nói với mọi người nhắc can thì ở lại đây đi những người khác vào cỏ khiêng dương cho lãnh chúa những người khác chưa kịp phản ứng lần này Tuyết mục lại ngăn anh ta lại đừng nóng vội ta cũng thấy a vân nói có lý ốc đỏ này trông rất lạ ta có gợi ý hệ thống mới biết ở đây có tinh linh cây. a vân này lại có thể dựa vào trực giác phát hiện vấn đề lãnh chúa cũng tin lời ma quỷ của ở đây sao? yên bình thế này Có cây không lay động có thể nguy hiểm gì đúng đấy quá yên tĩnh rồi Nơi này quá yên tĩnh Nghe lời A à Vân Săn thú cũng hiểu ra Cảm nhận được sự quái dị ở đây Ngay lúc này Một con chim sẻ bay đến từ xa Bay thẳng vào ốc đảo Lúc này thấy cây lớn gần chim sẻ nhất Đột nhiên thỏ ra một dây leo Nhanh chóng cuốn lấy chim sẻ Rồi co về phía thân cây Và trên thân cây đó xuất hiện một lỗ đen lớn Nước trừng chim sẻ vào trong Thấy cảnh này Tất cả dân lãnh địa đều sợ hãi Lãnh chúa Ngũ không thấy được nguy hiểm Không xứng dẫn đầu tổ Người là tổ săn giả Biết nên theo dấu gì Không nên theo gì à Vân thì giỏi phát hiện nguy hiểm nên ta nghĩ các ngươi nên phân công hợp tác. A à Vân phụ trách thám thính, người phụ trách chỉ huy. Thưa lãnh chúa. Dặn dò xong tuyết mộc lấy ra một mũi tên lửa <laughs> Chuẩn bị giải quyết đám tinh linh Tuy nhiên cây này. anh vừa kéo cung rồng Trong đầu đã nhận được một giọng nói kỳ lạ Người, chúng ta không oán không thù Sao người muốn đối phó chúng ta Vì ở đây có thứ ta muốn nếu ta không thể hiện chút thực lực sợ ngươi không dễ dàng cho ta ngươi muốn gì ta muốn dương báo vàng bên cạnh ngươi dương báo vàng đó là gì ở phía dưới trái cây thứ ba ta không biết ở đó có gì nếu ngươi muốn thì cứ đi lấy nhưng đừng phá rối sự yên bình của chúng ta vậy cũng được đỡ phải phiền phức tiết mộc cũng rất vui liền nói với thuộc hạ sân thú người dẫn hai người khiêng dương báo ra sân thú tuy hơi sợ nhưng cũng biết lãnh chùa không hại mình nên dẫn hai người đi vào ốc đảo tuy nhiên họ vừa bước vào phạm vi ốc đảo trên cỏ đã xuất hiện mấy dầu chấm than đỏ dây leo của tinh linh cây như tay chân của chúng có thể đi dưới đất và bắt con mồi một khi bị dây leo quấn kết cục sẽ còn đau đớn hơn cái chết tinh linh hắc sơn này dám lừa ta sân thú mau lùi lại vừa nói tiết mộc đã nhanh chóng bắn một mũi tên lửa theo mũi tên bay ra, tinh linh cây cũng cảm nhận được mối dây leo dạ. đi dưới đất. Từng cái đều phá đất vọt lên, cuốn về phía mũi tên lửa trên không. Nhưng hành động này không ngăn được mũi tên, ngược lại dây leo tiến lên, đều bị mũi tên đầy hỏa nguyên tố đốt cháy nổ tung. Thấy mũi tên không giảm tốc bắn về phía cây, mấy cây lớn đồng thời mở ra, lộ rỗng giữa thân cây, phun ra lượng lớn nước trong về phía mũi tên. Suối sinh mạnh chứa nhiều năng lượng phân, không chỉ có thể nâng cao tuổi thọ con người mà còn tăng thân hòa với nguyên tố giúp người thường nhanh chóng tiến hóa thành pháp sư mũi tên lửa nhanh chóng bị suối sinh mệnh dập tắt rồi rơi xuống đất cả viên ngọc trên đó cũng trở nên u ám không ảnh sáng sau khi tinh linh cây xử lý xong mũi lại tên múa lửa. vô số dây leo tấn công về phía tuyết mộc dây leo lấy tinh linh cây làm tâm bán kính tấn công xa nhất năm mươi m thấy gợi ý Tuyết mục lập tức dẫn đám dân lãnh địa lui ra ngoài ốc đảo đây đã cách tinh linh cây hơn năm mươi m rồi dây leo không qua được rất lời a di đột nhiên vung móng vuốt cắt đứt một dây leo vượt qua ốc đảo thấy tình hình này mặt tuyết mục lập tức sụp đổ Gợi ý hệ thống gì thế này? Không phải nói xa nhất chỉ 50m sao? Thần thụ, thần thụ bán kính xa nhất của dây leo là 100m, sao không nói sớm? Lúc này Tuyết Mộc đột nhiên phát hiện dây leo bị cắt trên đất còn lấp lánh ánh vàng. Dây leo phù phép, dây leo rơi từ thần mộc, có thể dùng chế tạo vũ khí phù phép, rất hiếm. Thu thập. Thu thập xong dây leo tốt, Tuyết Mộc lại dẫn dân lãnh đi. Quay về chỗ cách trăm mét, lúc này Tinh Linh cây lại mở lời giao tiếp với Tuyết Mộc. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương mù, khởi đầu chỉ có một túc lều Bạn tranh. Bạn có thể sống sót không? Mọi người phát hiện sự quái dị ở lánh địa tinh linh cây. Tinh mộc vừa rút ra một mũi tên lửa. Đã nghe tiếng tinh linh cây xin hòa, nên phải săn thú đi khiêng dương về. Tuy nhiên lúc này tinh linh cây lại bắt đầu tập kích. Thấy vậy tinh mộc lập tức phản công và rút lui khỏi phạm vi tấn công của tinh linh cây. Ta vừa rồi chỉ muốn thử thực lực của ngươi thôi. Bây giờ ngươi có tư cách nói chuyện phải phép với ta rồi. Không có gì để nói cả. Ngươi kẻ lão yêu hắc sơn này. Không giữ vào đức. Loạn suốt năm rồi. Ta còn cho ngươi cái gì vậy nữa? Vậy ngươi muốn sao? tiết mộc không trả lời nữa mà lục lọi trong túi. Tên lửa là khắc tinh của đám tinh linh Nhưng bị cây sinh mệnh tới ướt cũng sẽ mất tác dụng. Làm sao bắn lén qua được nhỉ? Đột nhiên tuyết mộc sáng mắt. Đúng rồi, màu chúa thể chuột Lần trước ác mộng. nổ tung con hồng long là nhờ nó. Nghĩ vậy tuyết mộc vội lấy ra một mũi tên lửa, dùng màu chúa thể chuột ác mộng tôi luyện một hồi. Tên lửa ác mộng bị mũi tên này bắn trúng, tuyệt đối là trải nghiệm như ác mộng. Hiệu ứng đặc biệt, hỏa táng tại chỗ. Tự động quên lãng. Trời kỹ năng này cũng tiện quá hòa táng luôn hai lòng lắp tên lửa ác mộng lên cung nhưng đột nhiên tỉnh ngộ cảm thấy đám tinh linh cây đang nhìn mình tuy những tinh linh cây này không nhưng có nhưng cảm thấy chúng có thể thấy mình mũi tên tôi luyện vất vả không thể lãng phí Suy nghĩ một lúc, chỉ có thể hy sinh một mũi tên lửa phù phép mộng thay tên lửa ác mộng bằng tên lửa thường, rồi bắn ra. Quả nhiên, đàn tinh linh cây cũng lập tức phun ra lượng lớn nước sinh mệnh. tắt nó. Lúc này, một nhanh như chớp bắn ra tên lửa ác mộng. Mũi tên trong khoảnh khắc rời khỏi cung liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã bắn trúng một thân cây ở rìa ốc đảo và nó lập tức bị hỏa táng. Lửa từ xung quanh mũi tên nhanh chóng bùng lên, rất nhanh đã nuốt chửng cả thân cây. Những thân cây khác thấy tình hình này, lại lập tức phun nước sinh mệnh về phía thân cây này. Nhưng lúc này lửa đã lan rộng, hoàn toàn không kiểm soát. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy lan đến đầu những tinh linh. Lúc này đám tinh linh cây không thể phun nước chỉ trong chốc lá ngọn lửa lớn đã nuốt chừng toàn bộ ốc đảo cứ thế cháy nửa tiếng tất cả cây lớn đều biến thành cho ngọn lửa mới dịu đi bạch ưng hút hết hóa nguyên tố còn lại nhận lạnh bạch ưng lập tức bay lên không trung đám cháy miệng hút hết ngọn lửa còn lại vào bụng sau khi xác định lửa không thể bùng phát lại tuyết mộc mới đi đến bên cạnh dương báo vàng và quan sát kỹ một lúc thấy không có gợi ý nào hiện ra mới mở nó nhận được đồ ăn vặt cộng một trăm bản thiết kế đao xương rồng cực phẩm cộng một sách kỹ năng trượt chém cộng một gói gia vị mì ăn liền cộng bốn cuộn tăng tạm thời nhanh nhẹn cộng một Vàng cộng 10, đồ tốt cũng không ít, nhưng cái trượt chém này chắc chắn là để đùa phải không? Trượt chém chỉ cần trong tay người có một con dao là có thể trượt chém thành công 100%, bất kể đối phương là sư tử hay hổ, chỉ cần một cú trượt chém qua, nhất định khiến chúng nội tạng đứt đoạn. Thời gian hồi chiêu 24 giờ. Được rồi, có vẻ cũng có. Sau đó lại xem giới thiệu mấy đạo cụ khác. Tiết mục mới chuyển ánh mắt đến đồng dấu chấm than trong cho xem từng nội dung gợi ý bên trong không chỉ có than cao cấp tinh hoa thú mộc tê và những vật tư thậm thường, chí còn có quyền kết sinh tinh thần mộc và tinh hoa thú ngũ sắc loại hàng cao cấp sự chú ý của cũng tiết cũng bị mộc, dấu chấm than đánh dấu thần mộc trong cho trong đám gỗ khô đen có một cây nhỏ cao một mét tuy thân cây bị sông đen tán cây vẫn xanh ung tùm một mảng tiết mộc tiến lên sờ thần mộc là biến thành hoa rơi xuống lộ ra một cây nhỏ như ngọc thạch và trong phút chốc khi tuyết mộc chạm vào thần mộc ý thức như thoát khỏi thân thể không chỉ cảm nhận được không khí mang hỏa nguyên tố còn có cho bay đang phiêu giả cũng có thể thấy mặt trời bị sương mù che khuất thậm chí còn thấy được biệt thự mình xây không xa khu mỏ xám đâu theo ý nghĩ phát ra thần mộc đã đưa ý thức của anh xuyên qua cây cối đến khu mỏ và không bị rào chắn không gian che chắn trong tầm mắt là thạch liệu dẫn đội khai thác đang vất vả đào mỏ còn ở nơi sâu hơn trong khu mỏ có một đội Gaberlin nhỏ đang đi về hướng thạch lựu bọn họ. Này Gaberlin không phải đã bị ta giết rồi sao? Sao còn nhiều Gaberlin thế? Dường như cảm nhận được thắc mắc của Tuyết Mộc. Khoảnh khắc tiếp theo, Thần Mộc liền đưa ý thức của Tuyết Mộc xuyên qua mặt đất đến dưới khu mỏ xám. Đây là một thế giới ngầm rất lớn và những Gaberlin đó chính là sống trong hang động này. Thậm chí ở trung tâm thế giới ngầm, đám Gaberlin còn xây dựng một cung điện đá hùng vi Dưới sự thúc đẩy của Tò Mò, thần thức của Tuyết Mộc trực tiếp đi vào trong cung điện. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong ban đầu chỉ có một căn lều tranh. Liệu bạn có thể sống sót không? Tiết mục rèn hỏa kiếm thành ác mộng. Hỏa kiếm lập tức bắn trúng thụ tinh và tiêu diệt toàn bộ thụ tinh trong ốc đảo. Tuy nhiên khi thu thập chiến lợi phẩm, Vô tình trạng phải thần mộc có thể điều khiển linh hồn. Dẫn anh đến lãnh địa Gamerlin ở khu mỏ Huy Chi. Trong cung điện đá có một lão Gamerlin cầm trượng ngọc. Bên cạnh hắn còn có vài Gamerlin khổng lồ cùng màu. Thân hình chúng vạm vỡ, tay cầm gậy nanh sói. Khi Tuyết Mộc đang tò mò quan sát, lão Gamerlin như cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Mộc. Hắn rơi trượng trong tay lên, sau đó một tia sáng xanh từ trượng bắn ra. Giây tiếp theo Tuyết Mộc cảm thấy đầu mình như bị người ta dùng búa đập mạnh. Đau đến nỗi anh phải ôm đầu ngồi xuống. Thưa lãnh chúa, ngài không sao chứ? Tuyết Mộc nghỉ một lúc mới nói được. "Tôi không sao, chỉ là đau đầu một chút Vừa nói anh định vịn vào thần mộc đứng dậy." Miêu Nữ đã cố ý đi giữa Tuyết Mộc và thần mộc. Đưa anh lên, thương ngài, lúc nãy ngài đứng bên cây này, đã được nửa giờ rồi, chúng tôi đều rất lo lắng thế nào cũng không tỉnh. Tôi đứng đây nửa giờ rồi sao? Không thể nào, tôi cảm thấy chỉ qua vài phút thôi." tiết Mộc có chút nghi hoặc, cũng có chút hoảng sợ. "Nếu bên cạnh không có dân chúng, hoặc không bị Gabriel làm tỉnh, chẳng phải tôi sẽ cứ tiếp tục thế này cho đến khi bị quái vật khác tấn công. chết ở nơi quỷ quái này đúng, sao?" Đúng là như thế. Vật chỉ vào Miêu Nữ đang đứng y nói với Tuyết Mộc, "Thưa lãnh chúa, lúc nãy ngài cũng với vẻ mặt đừng im bên cạnh cây không." Lúc này Miêu Nữ cả con mèo đều đứng ngay ra. mắt mở to như thể thấy điều gì không thể tin được miêu nữ tuyết mộc gọi một tiếng nhưng đối phương hoàn toàn không phản ứng chuyện này là sao à trăm chân chết mà chưa cứng đấy thôi cái cây này khiến người tào giác một khi đã rơi vào rất khó thoát ra được khi tuyết mộc đang xem xét lại thần mộc hệ thống lại hiện thông báo chân thân thần mộc đây là bản thể của thần mộc có khả năng kiểm soát tinh thần mạnh mẽ có thể khiến linh hồn người ta rời khỏi cơ thể dung ngoạn thế giới nhưng nếu linh hồn rời cơ thể quá lâu quá xa sẽ không thể quay về thầy giới thiệu như vậy tiết mộc không khỏi hít một hơi lạnh dám tấn công tinh thần ta ta cả xác người cũng không tha thú hết tất cả nhận được than cao cấp cộng mười nghìn tám mươi sáu thú hạch hệ một cộng một trăm lẻ tám tinh thể suối sinh mệnh cộng sáu trăm sáu mươi sáu thần mộc cộng chín thú hạch ngũ sắc cộng một khi thần mộc biến mất miêu nữ lập tức trở lại bình thường nghiêng đầu nhìn tuyết mộc nghi hoặc hệ thống nói lúc này tôi là hồn phách thấy được thế thân. giới nếu không phải ảo giác thì thạch lự và những người khác đang gặp nghi đến điểm. đây tuyết mộc nhanh chóng dẫn mọi người quay lại khu mỏ huy chi ngay khi anh vừa gặp đội khai thác đám Gaberlin kia cũng đi tới không nói nhiều lời thừa tiên mộc trực tiếp rút một thanh hỏa kiếm bắn về phía đám Gaberlin một tên đầu lĩnh Gaberlin đội lông đỏ trực tiếp rút đao ra chém về phía mũi tên lửa còn những Gaberlin khác lập tức tản ra chuẩn bị tấn công dân chủ thấy vậy tiết mộc lập tức đau đầu Chết tiệt, với trang bị trong tay tự bảo vệ không Nhưng bảo vệ dân chúng khó khăn làm mới có thì nữa. quá khó, nếu có thể nhanh hơn chút nữa thì tốt. Đúng rồi, cuộn tăng nhanh nhẹn. Như vậy, Tuyết Mộc trực tiếp dùng cuộn tạm tăng nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc dùng cuộn, Tuyết Mộc cảm thấy tốc độ mọi người xung quanh đều chậm đi. Như cảnh quay chậm trong phim, không do dự, anh lập tức rút tên gió bắn liên tiếp. Ba mũi, hai mũi bắn chúng cánh tay Gaberlin sắp đánh chúng dân lạnh. Hai cánh tay đó sau khi bị mũi tên bắn trúng lại bị lốc xoáy sau đó sẽ thành thịt vụn. Còn mũi tên cuối cùng, Tuyết Mộc bắn lên không trung trên đám Gabberlin. Lốc xoáy sinh ra từ mũi tên cuốn cả đám Gabberlin lên không, chỉ còn tên Gabberlin mũ đỏ đứng nguyên chỗ cũ. Không sợ lửa thì chắc cũng phải sợ chứ. Nói rồi anh lại rút tên lửa, bắn về phía Gabberlin mũ đỏ. Tên Gabberlin đó cũng rất nhanh, thậm chí bắt được quỹ đạo chuyển động của mũi định cháy tên, định tránh đòn tấn công, nhưng Tuyết Mộc còn nhanh hơn nó. Trong khoảnh khắc mũi tên trước bay ra, lại rút một mũi tên bắn tiếp. trận đường rút lui của Gabberlin thấy không đường lui, cũng không tránh nữa, trực tiếp lao về phía tên lửa, định liều mạng với Tuyết Mộc. Theo nó bị tên lửa bắn trúng, lửa cũng điên cuồng bùng cháy trong cơ thể. Gabberlin mũ đỏ Sinh mệnh lực dai dẳng hơn Gabberlin nhiều Máu cao gấp đôi Gabberlin thường Có khả năng kháng phép thuật nhất định Rất châu bò Một mũi tên không giết được toàn cầu Bước vào sinh tồn trong sương Khởi đầu chỉ có một túc đều tranh Bạn có thể sống sót không? Sau khi tiết mục bị lão Gabberlin, Thần hồn liền công. quay về thể xác Cẩn thận thu thập thần mộc Tiết Mộc lại vội dẫn mọi người quay về khu mỏ xám, vừa hay gặp một đám Gaberlin. Tiết Mộc rút tên lửa, bắn về phía Gaberlin mũ đỏ. Thấy tên Gaberlin trúng tên lửa, vẫn liều mạng xông về phía mình. Tiết Mộc lập tức lấy một nắm thuốc súng từ túi, giải về phía Gaberlin. Thuốc súng vừa chạm vào Gaberlin lập tức nổ tung. Gaberlin vốn đã mang lửa trên người, trực tiếp biến thành người lửa. Dù người có trâu thế nào, cũng không chịu nổi đại hỏa này. Nhanh chóng Gaberlin mũ đỏ bị đốt thành tro. Những Gabberlin khác hoặc bị lốc xoáy xé nát Hoặc bị miêu nữ và bạch ưng giải quyết Chỉ trong chốc lát Đội Gabberlin hơn 20 tên Đã bị tuyết mộc và miêu nữ cùng mọi người liên thủ chiến tích như vậy Khiến đám dân lãnh địa phía sau không nhịn được gieo hò vang dội Và sau khi Gabberlin mũ đỏ chết Mặt đất lại xuất hiện một đồng dầu chấm than Trong đó không chỉ có vũ khí trang bị của nó Thậm chí còn có cả cho cốt cháy dở Cái gì vậy? Ngay cả cho cốt cũng không tha Thu thập tất cả nhận được Mũ gabberlin mũ đỏ cộng một. Đại đao gabberlin cộng 1, mũ Gà Berlin cộng 21, nhìn một chuỗi giải số liệu, khóe miệng Tiết Mộc vui vẻ điên cùng nhếch lên. Có muốn tháo rời túi gabberlin không? Nghe gợi ý này, Tiết Mộc không vội tháo rời mà mở ra xem thử. Những túi này bên trong còn cất giữ một số lương khô. Lấy hết ra nhận được, bánh trái cây tinh linh cây cộng 23, rượu trái cây tinh linh cây cộng 23, nước bò máu người lùn tự chế cộng 2. Túi của đám Gaberlin này không to bằng túi tối cao. Tự dùng thì thôi, nhưng có thể đăng lên nền tảng giao dịch bán. Và trong vũ khí và thức ăn đám Gaberlin này dùng, thường xuyên xuất hiện tên người lùn và tinh linh cây. Chẳng lẽ giữa đám quái vật này cũng có chợ giao dịch? Do thông tin có được quá ít, Tiết Mộc cũng không tìm hiểu sâu Chuyển nữa. sang xem ba loại thức ăn vừa nhận được. Sau khi xem thông tin giới thiệu, Tiết Mộc thốt lên trời ơi, thật không ngờ còn có hai loại thực phẩm với có tính thể tăng sức miền. mạnh trong thời gian ngắn. Quả bánh mì đó cũng khá thú vị. Đúng lúc này không thiếu thịt mà chỉ thiếu lương thực chính. Rượu trái cây vừa lấy ra đã tỏa hương thơm nồng. Không chỉ Tiết Mộc nuốt nước bọt, mà dân chúng xung quanh cũng đều thèm thuồng. Các người cũng đều mệt rồi. Hãy ngồi xuống ăn chút lương khô và uống rượu đi. 16, cậu chia rượu Vừa đi. Tiết Mục lấy ra hai chai rượu đưa qua. Thấy vậy, đôi mắt dân chúng đều sáng cảm lên. Cảm động dưới nước mắt rượu thơm thế này, lãnh chúa lại cho chúng tôi uống một ngủ Thật sự rất cảm động. Sau khi chia thức ăn và rượu xong, Tiết Mộc cũng lấy ra một miếng bánh mì và một chai rượu để thưởng thức, chỉ muốn ngụm vào bụng. Hệ thống hiện thông báo tăng sức mạnh 10%. Thời gian còn lại 30 phút. Tiết Mộc cũng cảm thấy cánh tay mình có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Phô mai máu bò cũng có thể tăng sức mạnh. Nghĩ vậy Tiết Mộc lại lấy ra một miếng phô mai. Phô mai này Bên ngoài không khác gì phô mai thường. Tiết Mộc cắn luôn một miếng, đúng như dự đoán hệ thống lại hiện tăng ra, tăng sức mạnh 20%, phần trăm. thời gian còn lại 30 phút, cảm giác tràn đầy sức mạnh lại xuất hiện, Tiết Mộc cảm thấy toàn thân có sức mạnh dùng không để hết, nên đứng dậy cầm cây quốc kim cang để bên cạnh, đánh cái. mạnh vào tảng đá khoáng, lập tức đá vụn bắn tung vách tế. đá cũng bị đập thành một lỗ lớn, à đen cộng 59. gây gầm thế, dân chúng đang nghỉ ngơi thấy cảnh này, cũng đều kinh ngạc, lần lượt tán dương, đáng tiếc sức mạnh tăng này chỉ là tạm thời. Giá như có thể thành thuộc tính vĩnh viễn thì tốt. À phải rồi, hình như tôi còn một tấm vé nhân đôi toàn thuộc tính. Nghĩ đến đây, tiết Mộc lại mở bảng thuộc tính ra xem. Lúc này sức mạnh và nhanh nhẹn của anh đều đã cao hơn người thường Nếu nhiều. Nếu nhân đôi thuộc tính lên, thì độ nhanh nhẹn của tôi sẽ gấp bảy lần người thường. Nhưng cảm ứng ma pháp của tôi quá thấp. Nhắc đến cảm ứng ma pháp, tiết mục lại nhớ ra một món đồ tốt khác. liền mở ngay ba lô ra. Tinh thể suối sinh mệnh từ nước suối sinh mệnh đã cạn. Hiệu quả của nó tốt hơn uống trực tiếp. Hiệu ứng đặc biệt tăng tuổi thọ, tăng độ thân thiện với nguyên tố. Xích quên mất món đồ tốt này. Cái này tên nghe cao cấp thế. Sao lại trông giống viên sỏi nhỏ thế? Không quan tâm Tuyết nhiều. Mục trực tiếp ném vào miệng. Mê mơ ăn có vị như kẹo bạc hà. Cảm ứng phép thuật cộng một phần trăm. Cái gì vậy chỉ tăng có một phần trăm. May là còn nhiều. Tiếp tục ăn thôi. Tiết mục lấy ra một nắm lớn tinh thể bỏ vào miệng. Nhai rào dạo. Toàn cầu bước vào sinh tồn trong sương Ban đầu chỉ có một can lều tranh, liệu bạn có thể sống sót không? Sau khi giải quyết đội gà Berlin, Tuyết Mộc từ vật phẩm thu được, phát hiện thức ăn có thể tăng thuộc tính ngắn hạn. Sau khi ăn, thuộc tính sức mạnh của Nhiên tăng lên, để biến nó thành thuộc tính vĩnh viễn, tiết Mộc chuẩn bị dùng vé nhân đôi thuộc tính. Vừa nhai được vài cái, trong miệng đã tràn ngập cảm giác vừa lạnh vừa cay. Lập tức Tuyết Mộc đeo mặt nạ đau khổ, hệ thống hiện ra một loạt thông báo tăng cảm ứng phép, tăng khả năng cảm ứng phép thuật của Tuyết Mộc. Cuối cùng cũng lên được bốn điểm, viên nữa sẽ lên 5 điểm. Rồi dùng cuộn nhân đôi thuộc tính, tôi thu chẳng phải sẽ thành đại pháp sư sao? Lúc này tạm thời nhanh nhẹn, thời nhẹ. gian của cuộn giấy cũng sắp hết anh không dám lãng phí thời gian lại nữa. lấy ra một nắm tinh thể định nhét vào miệng thưa lãnh chúa tôi biết ngài làm thế này là vì chúng tôi nhưng chúng tôi thật sự không muốn ngài chịu khổ thế này. Xin lãnh chúa hãy lấy lại một nửa lương khô của như chúng vậy ngài sẽ không phải chịu khổ nữa. Nhìn thạch lựu đầy xúc động và những dân chúng phía sau anh ta. Tuyết mục chỉ cảm thấy rất đẹp lòng. Xin lãnh chúa nhất định phải chăm sóc bản thân tốt. Xin lãnh chúa đừng ăn đất nữa. Tuyết mục nhìn viên đá nhỏ trong tay rồi nhìn dân chúng và thông báo tăng độ trung thành hiện trên đầu họ. lập tức hiểu ra, có vẻ đây là một hiểu lầm thú vị. Nhưng cứ để họ tiếp tục hiểu lầm. cảm ơn lòng tốt của mọi nhưng người. nhưng tôi thiếu sáu khoáng, cần dựa vào đất này để bổ sung. tôi hiểu lòng các, các người, người. nhanh đi. nghe những lời này. đám dân chúng cảm động đến rơi nước mắt. thông báo tăng độ trung thành liên tục hiện ra. Tôi ăn sóng đất sẽ rời khỏi đây. 16. Cậu dẫn đội viên làm việc tốt. Đó là báo đáp tốt nhất với tôi rồi. Thưa lãnh chúa. 16 nhất định không phụ lòng tin của ngài. Dân chúng số 006 thạch lựu độ trung thành 100%. Thức tỉnh kỹ năng sức mạnh tạo kỳ tích. Ô thạch lựu đã thức tỉnh rồi. Thạch lựu, anh có cảm giác gì đập thạch lựu nghi hoặc lắc đầu. Thưa lãnh chúa. Tôi không có cảm giác gì anh cả. Anh thử đào quy ngơ ngơ Thạch lựu vâng một tiếng. Liên giờ quốc lên đập mạnh vào vách đá theo tiếng nổ lớn đá vụn bắn ra quy ngơ ngơ sắt đen cộng quy ngơ ngơ sắt quy ngơ cộng quy ngơ phụ ma cộng một ô cái gì đây quy ngơ ngơ phụ ma có hiệu quả phụ ma cực mạnh pháp khí được chế tạo có thể tăng tốc độ ngưng tụ và giải phóng nguyên tố món đồ tốt đây nhưng trong thông báo trước cũng không thể giới thiệu loại quy ngơ ngơ này. ai trong các người đã đào được loại quy ngơ ngơ này dân chúng lần lượt lên xem đều lắc đầu nói chưa từng thấy thạch lựu thử đào thêm lần nữa xem vâng. thừa lãnh chúa nói xong thạch lựu lại đập vào vách đá Lần này vẫn nhận được vài quy ngơ ngơ thường và một quy ngơ ngơ phụ có ma, có vẻ đúng là nhờ kỹ năng thức tỉnh của Thạch Lựu mới có thể đào được quy ngơ ngơ vốn không có ở khu mỏ này. Thạch Lựu đào thêm vài lần nữa nhận được lệnh. Thạch Lựu điên cùng vùng quốc đập liên tục hàng chục lần. Quy ngơ ngơ sắt cộng 207. Quy ngơ ngơ sắt đen cộng 108. Quy ngơ ngơ phụ ma cộng 12. Hóa thạch xương rồng cộng 1. Vảy rồng cộng 1. Thấy một đống quy ngơ ngơ rơi ra. Mắt tiên mộc sáng lên, vội vàng thu hết tất cả. Hóa thạch xương rồng, không có tác dụng gì, hóa thạch chỉ là bị người ta đào mộ thôi. Tiền long bài của thế giới liên bang, có thể dùng để giao dịch với người lùn hoặc tiên tộc, chắc chắn là thứ tốt. Xem giới thiệu về long bài, Tuyết Mộc càng thêm chắc chắn. Giữa các chủng tộc có tồn tại thương mại, 16 làm tốt nhé, lãnh địa phát triển giàu có trông cậy cả vào cậu đấy. Sau đó lại dặn Bạch Anh ở lại canh gác mỏ, Tuyết Mộc chuẩn bị đi đến khu vực khác, đến mức tăng nhanh nhẹn tạm thời của cuộn giấy 10 tám. Chết tiệt, xích quên việc chính, vội vàng nhét nắm tinh thể sinh mệnh cuối cùng vào miệng, không kịp xem cảm ứng phép thuật tăng bao nhiêu, lập tức sử dụng vé nhân đôi toàn thuộc tính. Sau đó nghe một tiếng bùm, quanh người Tuyết Mộc bỗng bùng phát khí thế mạnh mẽ. Thừa lãnh chúa, tại sao thế? Lúc này Tuyết Mộc cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng không tiêu hết, không kịp giải thích cho Thạch Lựu, trực tiếp gọi đội săn đi về phía băng nguyên rồi vội vàng xuất phát. Nửa giờ sau, mọi người đã đến vùng băng tuyết trắng xóa. Một vùng băng tuyết manh mông thế này, không thể nào chỉ do một trận tuyết tạo ra, nhưng cũng không quan trọng. Hiện giờ quan trọng nhất là tìm Dương Bạch Kim kia. Quét một cái Trong nhìn Trong băng nguyên có vô số dấu chấm than đỏ dày đặc Lập tức hiện ra Không chỉ có các loại quái vật băng nguyên Còn có những người chơi đã chết ở đây Và cả Lý Minh đi lạc vào đây Không phải là Lý Minh của tôi chứ Toàn cầu vào sinh tồn trong sương Ban đầu chỉ có một căn lều tranh. Liệu bạn có thể sống sót không? Tiết Mộc nuốt nhiều tinh thể sinh mệnh, bị dân chúng hiểu lầm là đang ăn đất. Điều này khiến độ trung thành của dân chúng 16 trực tiếp và thức tỉnh kỹ năng sức mạnh tạo kỳ tích. Còn tiết Mộc lúc này cũng đã dùng quận nhân đôi thuộc tính, rồi lập tức đến băng nguyên. Tiết Mộc vội đào đống tiết lên, tìm người dân đi lạc đó. Sau khi xác nhận nhiều lần thì không phải người của mình, rồi lại nén sang một bên. Dân của lãnh chúa khác thì thôi, không liên quan đến tôi. Ngay lúc đó, một con tiết quái đột nhiên nhảy ra và còn ôm một dương bảo phát sáng màu trắng. Chết tiệt, tên tiết quái đó ông Dương Bạch Kim chạy mất. Đồ lông là đứng lại, thả cái Dương ra để ta nói chuyện. Tiết Mộc đã dẫn người đuổi theo, nhưng càng chạy, Tiết Mộc càng thấy không đúng. Tiết quái này dẫn chúng ta chạy, toàn những nơi nguy hiểm, như cố tình dẫn chúng ta đến những nơi đó. Điều này không hợp lý. Hơn nữa Dương và ở ốc đảo trước đây, những cây tình rõ ràng không thể thấy. Nghĩa là thổ dân của thế giới này không thể thấy dương báu. Vậy sao tiết quái có thể ông dương? Dụ chúng ta đuổi theo. Đi đến đây tiết mục lập tức ra lệnh dừng lại. Thưa lãnh chúa có chuyện gì vậy? Tiết quái này không bình thường. Nhưng mà lãnh chúa không phải muốn dương vàng đó sao? Đúng vậy. Tên to sắc đó sắc chạy mất rồi. Nếu lãnh chúa thấy không ổn, chúng tôi có thể giúp ngài đuổi bắt. Dân chúng mỗi người một ý. Nhưng tuyết mục nhanh chóng phát hiện về dương vàng. Rõ ràng tôi thấy là dương bạch kim mà. Liệp vật, cậu nói cậu thấy một dương vàng Đúng vậy, thứ tên lông là đó ôm Giống hệt dương vàng chúng ta thấy ốc đảo Y như đúc, miêu nửa cũng kêu meo một tiếng kỳ lạ Nói rằng nó thấy một miếng cá khô nhỏ Lúc này, tuyết quái phát hiện tuyết mộc không đuổi theo nữa Cũng dừng bước Quay người về phía tuyết mộc múa may đe dọa nhưng lúc này tuyết mộc không có tâm trạng để ý đến nó mọi người thấy những thứ khác nhau dân chúng không biết ở đây có dương bạch kim họ chỉ biết chúng ta đến tìm dương báo nên thấy là dương vàng hiện giờ tôi muốn nhất là áo lông ở đây quá lạnh tôi hy vọng mọi người đều ấm áp nghe lời tuyết mộc Dân chúng vô cùng cảm động. Bỗng liệt vật hét lên thương ngài, tay tuyết quái. anh Dương biến thành áo lông trắng. Dân chúng khác cũng kinh ngạc kêu lên, nhưng trong mắt Tuyết Mộc, Tuyết Quái vẫn đang ông Dương Bạch Kim. Tôi biết tay tuyết quái chẳng có gì cả. Từ đầu đến cuối các người chỉ thấy ham muốn của mình. Nói rồi Tuyết Mộc lấy từ ba lô ra một thanh hỏa kiếm. Tuyết Quái phát hiện ảo thuật của mình bị phá, lập tức ngửa mặt cầm lên giận dữ. Cả ba nguyên bắt đầu rung nhẹ và những tuyết phủ khát máu ẩn trong tuyết cũng lần lượt bay ra. Anh vân bảo vệ tốt bên trong. Nói sau. Tuyết mộc nhắm một tuyết phù bắn tên lửa. Tiết phủ đó lập tức bị đốt cháy và nhanh chóng thiêu rụi. Miêu nữ lúc này cũng cảnh giác, nhưng tuyết phù gần như hòa là một với phong cảnh. Miêu nữ rất khó bắt được chúng, chỉ có thể dựa vào thính giác nhẹ để, để xác định vị trí của tuyết đáng phù. Kết. Nếu chỉ có một mình tôi thì còn được, thời phía sau còn có năm dân chúng. Ban đầu với tốc độ của miêu nữ vẫn có thể phòng nhưng giờ miêu nữ thường xuyên đánh trận. đang nghĩ vậy, lại một con tuyết hồ tránh được đòn tấn công của miêu nữ. Bay về phía một dân chúng, Tuyết Mục buộc phải bắn tên lửa hạ gục nó. Nếu có thể khiến tuyết hồ dễ thấy hơn, miêu nữ sẽ nhận ra phải được. Phải rồi, Tiết Mục lập tức lấy ra cho của Berlin mũ vương ở. một nắm giải lên trời. Lập tức, những con tuyết hồ không kịp tránh bị cho nhuộm thành màu xám trắng. lần lượt lộ ra trên tuyết, mắt miêu nữ sáng lên tức vùng những móng vuốt sắc bén xuống vô số tuyết hồ bị cắt thành nhiều mảnh rơi xuống đất phía miêu nữ tạm thời không cần lo. phải đi đối phó tên tuyết quái nói rồi tuyết mộc liền trị kiếm về phía tuyết quái tuyết quái cũng cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp vứt dương trong tay bắt đầu đào nhanh hố trên tuyết để trốn chỉ trong ngày mắt, tên tuyết quái đã chui hết thân hình to lớn vào trong tuyết. Và khi không còn tuyết quái chỉ huy, những tuyết bước còn sống cũng tản ra, chỉ để lại một đống xác tuyết hồ. Những con rơi này cũng rơi đồ, thu thập toàn bộ trang bị, nhận được tương hợp hệ thủy cộng 27, tương hợp hệ thổ cộng 12, thịt rơi khát máu cộng 32, nhãn cầu rơi khát máu cộng 64, nanh độc rơi khát máu cộng 64. Sau khi thu thập hết chiến lợi phẩm, tuyết mộc lại đến trước hàng tuyết quái đào trốn.